vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1061, coi trọng chuyện lớn. Phủ thủ tướng, chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, vẻ mặt Tịnh Kỳ lộ ra nặng nề, nhanh chóng đi xuống lầu 2, không nói hai lời cầm lên điện thoại bàn cổ xưa, vẫn hết sức hiểu lễ lại mang theo mấy phần nghiêm túc, đáp xin chào, đây là phủ thủ tướng. Truyền đến một tràng tiếng của đối phương. Tịnh Kỳ nắm điện thoại, hai mắt lóe lên, thật lâu thật lâu rốt cuộc mới gật đầu, đáp, hiểu. Đi đi. Cô nói xong, lập tức buông máy, xoay người đi ra phòng khách to lớn yên tĩnh, đứng ở bên cạnh cửa chính, nhìn trợ lý bảo vệ chặt ở một bên, sắc mặt lạnh lùng, cứng rắn nói, lập tức giới nghiêm toàn bộ phủ thủ tướng. Kéo cao lưới điện 10 mét, một xúc sinh hoang dã cũng không cho phép lọt vào. Đây là quân lệnh. Vâng, trợ lý lập tức gật đầu, lập tức đi qua hành lang, đi vào căn phòng bí mật trung tâm giám sát phủ thủ tướng tổng chỉ huy tất cả cảnh vệ cùng đeo tai nghe, ngón tay không ngừng hoạt động ở bàn phím máy vi tính bàn, vừa giám sát ở bên trong màn hình máy vi tính, tất cả quang cảnh và phương hướng phủ thủ tướng, từ tầng lầu chính đến tầng lầu phụ, rồi đến phía sau vườn hoa, tiêu UV trong rừng núi, toàn bộ giả soát một lần, mới đè xuống tai nghe, cùng nói, giới nghiêm. Vừa dứt lời, 12 nữ cảnh sát, dối rít ngồi ở bên máy tính, bắt đầu nhanh chóng hoạt động ngón tay, khởi động các các biện pháp giới nghiêm. 12 máy bay trực thăng mini được máy vi tính điều khiển, ở vườn hoa và các nơi trên đỉnh núi chậm rãi bay lên, khởi động ống kính 360 độ, giám sát toàn bộ hành trình hiện trường, rất nhiều đom đóm máy vô cánh cũng từ từ bay lên, bay vào các nơi trong rừng rậm dày đặc, uy lực nổ tung của bọn chúng ngang bằng với lựu đạn, ánh đèn laser trên đỉnh núi bắt đầu chậm rãi bắn càn quét, vốn là lưới điện 5m cũng dần dần trồi lên ở rừng nhiệt đới rậm rạp trải qua nhân viên làm việc nhấn chốt mở, điện cao thế bắt đầu chậm rãi truyền đi. Audio điện tử võ tấn bền Cứ ba bước, một cảnh vệ, mặc đồng phục cảnh sát màu đen, tay cầm đèn pin, bảo vệ chặt vị trí. Đường khả hình đang ngồi ở bên bàn sách trước bệ cửa sổ, mặc quần áo thể thao màu trắng, trải hai bím tóc, đeo mắt kính, đang hết sức chăm chú xem sách, nhưng cô chợt cảm thấy ở trong phòng yên tĩnh. Ngoại trừ ánh đèn bàn bên cạnh chậm rãi tỏa sáng, có một chút ánh sáng màu xanh phản chiếu vào, hai mắt cô hơi mở lớn, có chút ngạc nhiên đang muốn ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không chú ý nhìn đến Tiên Nhi và lặp lặp cùng thơ ngữ, ba người đã tụm một chỗ, tựa vào trên ghế salon ngủ thật say. Có lẽ, thật sự là mệt mỏi. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn ba người các cô, hơi lộ ra một chút đau lòng, nhưng vẫn có chút tò mò đứng lên, đi về phía bên cửa sổ, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt hết sức kỳ lạ nhìn vườn hoa cả trước phủ thủ tướng, rất nhiều máy bay mini, mở ống kính 360 độ, đang không ngừng xoay tròn, rất nhiều đom đóm ở trong mưa, càng không ngừng bay lấp lánh, giống như ngày hè chó trang. Cô ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhìn mọi thứ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, trực giác của cô cho biết, đã xảy ra chuyện gì. Trái tim lại không khỏi nhảy lên, đập thình thịch vang dội. Đường khả hình đứng ở bên cửa sổ, Đôi tay không nhìn được đặt nhẹ ở nơi ngực, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, kiểm tra một chút chuyện có khả năng xảy ra ngoài ý muốn loại bỏ một lần, cho dù trong lòng đè nén như thế nào, cũng cảm thấy trái tim đập thình thịch vang dội, có chút dự cảm không tốt. Đang lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, cũng không có lưu ý ở bên trong máy tính bảng trước bàn, cửa sổ tin tức thời báo đưa tin khẩn cấp khắp thành phố, một cô gái bị chết đuối, hình cô gái kia thật thà trong sáng ngọt ngào, ngay sau đó cửa sổ có bắp nhấp nháy có lẽ chỉ là mình suy nghĩ nhiều." Đường Khả Hinh nói xong, chỉ đành chậm rãi xoay người, mí mắt đột nhiên nhắc tới, nhìn thấy trong máy tính bảng nhảy ra tin tức, cô lơ đã nhìn thoáng qua, vốn không có lưu ý, nhưng trái tim không khỏi chấn động, lại muốn hơi tập trung nhìn rõ dáng vẻ cô gái trong màn hình. Cửa phịch một tiếng, mở ra. Tịnh Kỳ không nói hai lời, mặt nở nụ cười ngọt ngào, giống như thoải mái gọi, "Đường tiểu thư." Đường Khả Hinh hơi giật mình ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tịnh Kỳ gọi tịnh kỳ tiểu thư. Tịnh kỳ vừa mỉm cười chậm rãi đi tới, vừa nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh có chút mất hồn, lập tức lộ ra quan tâm hỏi có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt cô không phải quá tốt. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, nhất thời mặt hơi lộ ra nụ cười dịu dàng, bình thản nói không có. Chỉ là mới vừa rồi đang mê mẫn đọc sách, lại phát hiện bên ngoài có nhiều rất nhiều máy bay nhỏ và đom đóm, đèn laser cũng đang chiếu rọi, liền nghĩ đã xảy ra chuyện gì không có chuyện gì, tịnh kỳ liếc về phía máy tính bảng trước bàn vẫn còn đang đưa tin một cô gái bị rơi vào nước chết đuối, cô vừa xoay người căn dặn người giúp việc ngoài phòng, đưa trẻ hạt sen vào, mới giống như lơ đáng dọn tài liệu trên bàn sách đặt nhẹ lên máy tính bảng, chống đi một chút chỗ, mới nhận lấy chén trẻ hạt sen đặt xuống ở trước mặt của đường khả hinh, mới thông thả nói, dù sao nơi này cũng là phủ thủ tướng. Mỗi buổi tối, chúng tôi luôn có một hoạt động nhịp nhàng như vậy. Một là vì bảo đảm an toàn cho Thủ tướng, hay cũng là làm việc theo thông lệ. Cô đừng căng thẳng. Ồ, đường khả hình nghe nói như vậy, thoáng yên lòng nở nụ cười. Tịnh kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, mới vòng qua bàn đọc sách, đỡ cô ngồi xuống, cầm cái mũ ngọc trong khay, thật cẩn thận đặt vào trong chén, mới cười ngọt ngào nói, đường tiểu thư, cô biết không? Trong phủ thủ tướng chúng tôi, xảy ra ba lần bắn nhau. Lần thứ nhất tô linh tiểu thư chúng đạn, lần thứ hai cậu chủ tô chúng đạn, đường khả hình có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tịnh kỳ tịnh kỳ cũng chăm chú nhìn đường khả hình khẽ mỉm cười nói cho nên nói trên thế giới này cũng không có chỗ an toàn tuyệt đối chỉ có đất nước sau chiến tranh mới có chút bình yên nhưng trên mặt đất bình yên vẫn tràn đầy linh hồn đã chết oan và âm thanh tàn nhẫn giết chóc thế giới này vẫn luôn là kẻ mạnh ăn thịt yếu mỗi một phần mỗi một chỗ thật ra đều tràn đầy nguy cơ thậm chí mỗi một giây phút cũng sẽ gặp phải bị thương hại bị đe dọa thậm chí bị hủy diệt. Chỉ có người trong lòng có sứ mạng cảm giác, người có tinh thần trách nhiệm, người có trách nhiệm mới có thể chống đỡ sức nặng của cuộc sống. Đường tiểu thư, cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vượt qua thách thức cuộc sống. Cô đã chuẩn bị xong đầy đủ trí tuệ, đầy đủ sức mạnh để gánh chịu tất cả chưa? Đường khả hình mở to mắt, hơi lộ ra một chút nghiêm túc nhìn tịnh kỳ. Tịnh kỳ cũng chăm chú nhìn đường khả hình, thật lâu thật lâu, mới khẽ mỉm cười nói, ví dụ như, nếu như trong quá trình thi đấu, cô đột nhiên xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, cô lấy mình làm chủ, hay lấy người yêu làm chủ, hay chấm COI trọng chuyện lớn. Đường Khả Hinh không hiểu, cảm thấy lồng ngực nổ tung, hơi thở nặng nề, nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cũng nở nụ cười có một chút cảm xúc, cầm cái muỗng ngọc lên, nhẹ nhàng khuấy động trẻ hạt sen trong chén, mới lạnh nhạt nói, trẻ hạt sen so với trẻ hạt sen nơi khác càng thêm khác nhau bởi vì đây là đài sen chúng tôi hái ở hồ sen phía sau phủ thủ tướng từng hạt do thủ tướng tự mình chọn lựa mặc dù ông ấy tuổi tác đã cao nhưng ánh mắt nhìn hạt sen hết sức sắc bén nếu có chút xấu khô cũng không muốn nếu là ông ấy chọn lựa ra nhất định là tốt nhất phải biết gan sát ý chí mạnh mẽ cũng không phải mỗi người đều có thể làm được giống như tổng giám đốc tưởng và tổng giám đốc trang hai người chính là một hạt sen trong tay thủ tướng chúng ta mà đường tiểu thư cô cũng là hạt sen quý nhất ông ấy chọn. Cô không giống so với người khác chính là, cô không chỉ có một trái tim nóng bỏng, còn có thế giới tràn đầy tình yêu. Hy vọng cô đối mặt với cuộc thi đấu rượu đỏ lần này, tất cả mọi thứ phải coi trọng chuyện lớn. Không vì một chút vui mừng hay bi thương mà ảnh hưởng. Càng không thể hành động theo cảm tính, làm cho mong đợi của nhiều người thất bại trong gang tấc. Đường Khả Hinh vẫn chăm chú nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cũng dịu dàng nhìn đường Khả Hinh, giống như người chị gái, muốn vươn tay vuốt nhẹ bả vai của cô, nhưng cũng không dám lỗ máng, nhếch miệng mỉm cười, sau đó đẩy nhẹ cái khay, dịu dàng nói, chè hạt sen này là thủ tướng bảo tôi tự mình nấu cho cô, cô nếm thử một chút mùi vị có đủ hay không. Nếu như không có chuyện gì, tôi sẽ không tiện quấy giày cô. Đường khả hình càng chăm chú nhìn tịnh kỳ, khẽ mỉm cười. Tịnh kỳ liếc cô một cái, hai mắt lộ ra mấy phần ẩn nhẫn, nhìn máy tính bảng bị che giấu trên mặt bàn một cái, mới lặng lẽ đi ra ngoài. Đường khả hình vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của cô, im lặng không lên tiếng. Tịnh kỳ có lẽ chú ý tới ánh mắt đường khả hình, cô cũng không nói gì, mà im lặng đóng cửa phòng, lại xoay người đi tới trước phòng đọc sách, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tịnh kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng đọc sách của thủ tướng, thấy thủ tướng mặc quần áo thường bằng len màu xanh dương đập, một mình ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay cầm một quyển sách xem, thỉnh thoảng còn phải mượn ánh sáng, nheo mắt nhìn rõ chữ viết. Cô đi tới trước bàn đọc sách, nhìn thủ tướng trầm ngâm bình tĩnh như vậy, liền nghiêm túc nói, vào một giờ trước, Tiểu Nhu là bạn thân của đường Khả Hinh, bởi vì bị bắt cóc, trong lúc phía chúng ta toàn lực giải cứu, đã bị bọn họ đi trước một bước, ném cô gái này vào trong biển bị chết đuối. Tôi đang ngạc nhiên, rốt cuộc bọn họ dùng loại phương pháp nào để gửi tin tức này, nhưng lại thông qua truyền thông để đạt tới mục đích đây chính là sự thực không che giấu được thủ tướng nghe xong lời này hơi chậm rãi xoay người lại sắc mặt nặng nề hai mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ sâu kín hỏi cô xác định đứa bé kia đã chết tịnh kỳ lập tức ngẩng đầu lên nhìn thủ tướng nói như theo truyền thông đưa tin xác thật đã chết khuôn mặt còn bị máy khoan điện khoan qua khuôn mặt máu thịt be bét rất thảm thiết trước mắt tôi đã phái người bí mật theo dõi hiện tại tôi sợ nhất còn cách 24 giờ nữa đã đến cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, trong lúc này nếu như bất kỳ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ ảnh hưởng tâm trạng thi đấu của đường tiểu thư. Thủ tướng, ngài có thể ra mặt, ngăn cản các phương tiện truyền thông đưa tin tức này trong phạm vi lớn hay không? Hai mắt thủ tướng lóe lên, chương 1062, điệu vô công chúa. Khắp mặt biển minh mông sôi trào mãnh liệt. Một chiếc cano chạy trốn như tên bắn trên mặt biển, mục tiêu là bờ biển đối diện, bên kia sẽ có người tiếp ứng. Lúc này gió lốc gào thét, giống như tất cả mưa gió giữa trời đất, vào lúc này bay rào rào ập đến, sấm sét muốn đánh trên không trung. Tất cả đều giống như ma quỷ giống giận. Ba chiếc cano khác cũng như mũi tên lao về phía trước, đuổi theo đến, nhất là Thanh Bình và Mỹ Linh chia ra hai bên cano như mũi tên, nhìn chiếc cano phía trước mặt gấp trốn đi, đang hướng bờ biển tối đen phía trước, bọn họ lạnh lùng mỉm cười, lập tức từ phía sau lưng lấy cung tên ra, sau đó cầm năm mũi tên dài nhọn, chia ra đốt lửa, một cung, năm mũi tên nhắm ngay cano phía trước, đồng thời kéo dây cung cho mũi tên lửa vọt thẳng phía trước. Vèo, một âm thanh bén nhọn vang lên, 10 mũi tên lửa sắc nhọn cũng bắn về phía chiếc cano chạy như bay ở phía trước, cuối cùng ở trên mặt biển tạo thành đoàn lửa, vây chiếc chặt cano. Lửa mạnh hừng hực lập tức chiếu sáng không trung, cảnh tượng kịch liệt chấn động. Trên cano, giả hành nhân ngửi mùi thuốc súng nồng nặc, Biết nếu như cano xông qua đoàn lửa, bom định vị lắp trong tên lửa sẽ nổ tung, bọn họ lập tức kéo cano yên ổn, muốn từ cano nhảy xuống biển thì Thanh Bình và Mỹ Linh giống như hai chim yến bay, tung người lên trên không trung vung ra dây thép, móc chặt xương sườn bọn họ, giữ chặt hai giả hành nhân, hai giả hành nhân lập tức xoay người lại xoay tròn 360 độ, tay kéo dây thép thật dài, muốn kéo hai người vào trong biển. A, à, Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời kêu lên, không kịp buông tay bị kéo sắp rơi người vào trong biển, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, anh một tay vừa nắm chặt bả vai, một tay giống như móng vuốt chim ưng, nắm chặt bả vai hai người, giật mạnh các cô trở về trên cano. Thanh Bình và Mỹ Linh ngã lại trên cano, thở phào một cái, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn anh. Khuôn mặt lãnh mặc hàn đằng đằng sát khí, nhất thời xuất hiện tại trên mặt biển, nhìn cũng không cần nhìn, liền nghiêng mặt kéo chặt hai sợi dây thép, lấy sức mạnh ngàn cân, giữ chặt xương sườn hai dạ hành nhân, trực tiếp kéo lên cano, móc thép trực tiếp giật mạnh xương sườn bọn họ ra ngoài, ép bọn họ nằm ở trên cano, liên tiếp nôn ra máu, không thể động đậy. Nam nữ dạ hành, thấy đồng bạn bị thương, lập tức muốn tung người nhảy xuống biển, không ngờ lúc sắp xoay người huyệt vị bả vai bị đạn thép bắn trúng, bọn họ đau đớn kêu một tiếng, lúc mới xoay người lại đánh nhau, Thanh Bình và Mỹ Linh đã thừa dịp tung người lên, nhắm bọn họ bàn tay như tia chớp vỗ ra, từng chiêu chết người, năm cô gái cũng lập tức dùng chiêu hóa giải chiêu, cùng đánh nhau với các cô ở trên cano. Lúc này, mấy chiếc cano cũng đuổi nhanh đến, ở trong bóng tối, trên mặt biển bọt sóng bắn lên kịch liệt, như mũi tên sông về phía cano của giả hành nhân, bắn liền phát mấy súng, có một cô gái kêu lên một tiếng, thân chúng đạn ngã xuống ở trên cano. Thanh Bình và Mỹ Linh cùng dừng tay, nhìn các cô bị bao vây, tức giận chừng mắt. Bọn họ đồng thời cũng tay vịn thân thể bị thương, cũng tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía các cô. Mặc dù đã bị bắt, nhưng hai tròng mắt vẫn xoay tròn kế hoạch ám toán và tàn nhẫn, chuẩn bị thừa cơ hành động. Trên mặt biển lửa mạnh vẫn cháy hừng hực, vây thật chặt chiếc cano ngay chính giữa, rất nhiều cano cũng từ từ chạy tới gần, lúc này, một bóng đen từ cano vòng bên ngoài lạnh lẽo chậm rãi cất bước xuyên qua đám lửa cháy hừng hực, bước lên cano bên này, lửa mạnh hừng hực giống như ở trên người anh, không có chút tác dụng làm đau đớn và uy hiếp chỉ thấy nửa khuôn kiên nghị của anh lộ ra hung ác tràn đầy sát khí hai mắt run rẩy thậm chí lộ ra cảm giác khát máu giống như thần chết tay cầm một viên đạn thép cuối cùng cầm xoay tròn trên cano giả hành nhân trợn mắt giận dữ nhìn lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn đón gió bước qua cano bên này hai mắt lóe lên vẫn nhìn cano trống giống, giống như mấy người đứng trên cano cũng không phải là sinh linh mặt của anh có chút vặn vẹo trở nên hết sức tạ ác kinh khủng tay cầm viên đạn này càng bóp càng chặt, khí thế trong thân thể cũng bộc phát, cuối cùng anh đè nén khí thế mãnh liệt này, tận lực để cho giọng nói của mình bình tĩnh, vẫn lạnh như lưỡi dao, từng chữ từng câu hỏi, cô ấy ở đâu? Nam nữ dạ hành đứng vững ở trên cano không lên tiếng, nhìn chòng chọc lãnh mặc hàn. Ngược lại hai người đàn ông té nằm trên cano, xương sườn bị móc, không thể động đậy. Lãnh mặc hàn biết thời gian không nhiều lắm, anh muốn đè nén lửa giận, nhưng đè nén không được, nhất thời mạnh mẽ cúi đầu, một tay níu bả vai một người đàn ông bị thương, đẩy cả người anh ta tới bên ngoài cano, để cho lửa mạnh cháy hừng ngực, hừng phớ đốt vết thương bả vai nứt ra. Anh vừa nghe tiếng kêu gào khổ sở của giả hành nhân đó, anh lại tức giận bóp vỡ viên đạn thép trong tay, bột thuốc nổ ở bên trong, rác lên trên vết thương kia, tức giận như thú đêm gào thét tao hỏi mày cô ấy ở nơi nào. Bây giờ không phải tao đang đàm phán với mày. a à, người đàn ông kia điên cuồng la hét, bột thuốc nổ rác vào trong vết thương, bắt đầu tách tách thiêu đốt dữ dội, thậm chí lúc bọt nước bắn ra, lại đâm vào thân thể tiếp tục thiêu đốt nổ tung, thân thể anh ta giống như chịu đựng khổ sở lớn nhất, gào thét, rít lên, đau đến đại não muốn nổ tung, gần như ngất xỉu, thậm chí thuốc nổ này làm cho thân thể anh ta tan ra như axit, anh ta càng gào lên thê lương, càng oán hận hơn. Trên cano, dạ hành nhân thấy thế, trợn to hai mắt, thở dốc, nhìn cảnh tượng này. Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn người đàn ông kia bị thiêu ở trong lửa như vậy, một mặt cảm thấy đáng đời, nhưng vẫn có chút không dám nhìn, nhanh chóng quay đầu đi, ngược lại Giang Thành và Tiêu Yến lạnh lùng theo ánh lửa nhìn cảnh tượng này, bọn họ là người đi theo lãnh mặc hàn thời gian dài nhất, thậm chí là ông chủ trước kia tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Lãnh mặc hàn thở phì phò, quay mặt sang tức giận trợn to hai mắt, ta ác vô tình nhìn bọn họ, trong tay xuất hiện thêm mấy viên đạn thép, từng bước từng bước tiến tới gần bọn họ, hung ác như muốn giết người, từng chữ từng chữ nói, tôi cho các người một cơ hội nữa. Cô ấy ở đâu? Sống tôi muốn người, chết tôi muốn xác, món nợ này, tự nhiên tôi muốn tìm hách dục hải đòi lại. Mà hiện tại tôi muốn cô ấy, lập tức muốn, các người dám nói dối một chữ, tôi làm cho các người sống không bằng chết. Giống như cùng năm đó, đào hố để cho các người từ từ chịu đựng, đổ đầy độc trùng, giày vò các người thật tốt. Cô ấy ở đâu? Anh lại đè nén tàn nhẫn nhìn bọn họ lại bóp vỡ đạn thép trong tay, rác vào người đàn ông trong đống lửa, mặc cho thuốc nổ thiêu đốt thịt anh ta. lại giống giận cô ấy ở đâu? a à, người đàn ông kia cảm giác thịt của mình bị lửa mạnh nhanh chóng cháy sạch, lại phát ra tiếng kêu thảm. một trong nữ dạ hành nhân hai mắt nóng lên, lập tức ném tới anh vài tấm hình. lãnh mặc hàn lập tức tiếp được, mở ra năm tấm hình, lập tức thấy hình tiểu nhu bị bỏ vào bao bố, thậm chí thấy hình cả khuôn mặt cô bị khoan điện khoan máu thịt be bét bị ném vào trong biển, anh cảm giác máu tràn lên não, hai mắt bạo liệt trừng to, nhìn từng tấm hình, trái tim đau đến muốn nổ tung. Nam nữ dạ hành nhân nhìn lãnh mặc hàn kích động tức giận, thừa dịp, lập tức tung người nhảy xuống biển. Muốn chạy, thanh bình giỏi bơi lội, lập tức trong miệng cắn dao sắc bén, tung người xuống, lúc lao vào biển, không ngờ nhìn thấy nơi xa lái tới mấy chục chiếc cano, giống như chờ lãnh mặc hàn rơi vào bẫy dập, nhanh chóng nâng súng máy, nhắm về phía bên này bắn càn quét. Lão đại, cẩn thận, thì ra bọn họ sớm có mai phục, biết chúng ta sẽ đến, nghĩ một hòn đá hạ hai con chim. Mỹ Linh không nói hai lời, ngăn ở trước mặt của lãnh mặc hàn, cùng đám người Giang Thành và Tiêu Yến, đồng thời nâng súng máy, hướng về phía mười mấy chiếc cano, bắt đầu chiến đấu kịch liệt ở trên biển. Lãnh mặc hàn vẫn một mình, đội mưa to gió lớn, rừng mưa đạn, cả người ướt đẫm, hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tấm hình tiểu nhu bị khoan qua má trái, hai tròng mắt anh lóe lên, chợt nhớ lại lúc mới vừa vọt vào căn phòng bí mật thì mặt đất ướt đẫm, anh đột nhiên thở dốc, nói, giả. Dạ. Đây là giả. Mỹ Linh vừa nhắm phía trước nổ súng, che chở Giang Thành chuẩn bị lên cano đối phương, lại nghe được lời của lãnh mặc hàn, ngạc nhiên hỏi cái gì? Cái gì là giả? Hai tròng mắt lãnh mặc hàn nhanh chóng lóe lên, mặt lộ ra ngưng chặt, nhìn tiểu nhu trong hình, lập tức nói má trái bị khoan như vậy hẳn là khuôn mặt đầy máu thịt máu tươi đầy đất mới phải nhưng hôm nay lúc chúng ta vọt vào căn phòng bí mật này rõ ràng sạch sẽ coi như sau khi bọn họ chạy trốn mới tổn thương tiểu nhu cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy lúc này chúng ta theo dõi lúc đi ra bên bờ và trên biển cũng không có vết máu mỹ linh cũng nâng súng lục quên bắn ngây người nhìn lãnh mặc hàn nói ý của anh là đây là hình làm giả cố ý làm giả hình tiểu nhu rơi xuống biển, dùng cái này để đánh thẳng vào khả hình thi đấu. Tiểu nhu còn sống, nhất định còn sống, lãnh mặc hàn gần như khẳng định đáp án này, nhất thời ngẩng mặt lên, nhìn phía chân trời tối tăm, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, ép buộc mình bình tĩnh nhớ lại, nếu tiểu nhu rơi vào trong biển, sau khi bỏ lên, như vậy cô sẽ ở chỗ nào? Anh nói xong, hai mắt mãnh liệt lóe lên, lập tức nói, nhất định vẫn còn ở trên bờ lập tức phái người trở về tìm bóng dáng của cô ấy. Vâng, Mỹ Linh không nói hai lời, tay đè hệ thống định vị nơi cổ tay, gọi đồng nọn tập trung bên này, nhưng mới vừa gọi hết đồng bọt, một viên đạn phá vỡ áo ra màu đen trên cánh tay cô, lộ ra một đường máu, cô kêu gào thống khổ một tiếng, lãnh mặc hàn tức giận lập tức xoay người, nhìn mười mấy chiếc cano bên kia, súng đạn thật mạnh, anh tức giận cầm súng lục Desert Eagle, tay nhấn ngã Mỹ Linh, nhắm về phía cano phía trước chuẩn xác bắn chúng ba chiếc cano khởi động máy, lại nắm chặt súng lục, liền nhanh chóng giải quyết mấy dạ hành nhân. Vẻ mặt tức giận quát, bốc cháy. 12 người áo đen, lập tức xếp thành một hàng, kéo tên lửa, bắn về phía mấy chiếc cano đằng trước, Giang Thành lập tức nhấn bom trên tên lửa, ầm, tiếng phá hủy từ trên biển truyền đến. Tám chiếc cano khác như mũi tên vào thẳng đến, nhất định phải theo mệnh lệnh của ông chủ, giải quyết lãnh mặc hàn. Tiêu Yến, lãnh mặc hàn quát lớn một tiếng vâng tất cả ngón tay của tiêu yến lập tức kẹp đạn thép phát sáng nhắm cano chạy như bay tới ném ra khuôn mặt lãnh mặc hàn lại tức giận nâng súng lục lên kỹ thuật bắn súng thật chuẩn xác bắn rầm 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 vang dội bắn trúng viên đạn thép sắp rơi trên cano ầm um, mấy chiếc cano cùng va vào nhau đồng thời nổ tung một cano khác tránh được nổ tung sắp xông thẳng về phía lãnh mặc hàn sắc mặt của lãnh mặc hàn cứng rắn hai mắt sắc bén như mũi tên nhìn chằm chằm chiếc cano này Vèo, chiếc cano lập tức sắp sông thẳng tới lãnh mặc hàn, nhưng lúc đang sông qua thế lửa trong thoáng chốc, một tiếng mèo kêu lập tức chuyển đến, người trên cano cùng ngẩng đầu lên, cũng đã thấy một con quái vật đôi mắt xanh, từ máy bay trực thăng bay xuống, khi bọn họ còn chưa phản ứng kịp thì mặt đã bị xé nát, đau đến kêu lên một tiếng sợ hãi, cano nghiêng về một bên, hướng về phía trước lao tới. Giang Thành lại cầm súng bắn đạn rear trong tay, nhắm ngay chiếc cano này bắn ra. Điệp y trong tiếng nổ vang, lập tức đứng vững ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, vội nói, biệt thự cổ Như Mạt, chúng ta đã nắm được, không thể theo dõi Hách Dục Hải. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn cứng rắn nghe nói như vậy, lại tức giận xoay người, nhìn ánh lửa cháy khắp nơi, hai mắt anh lóe ra ánh sáng mãnh liệt đau lòng, từng chữ từng chữ nói, tìm được Tiểu Nhu trước. Đã chế thế này, cô ấy không về nhà, cha mẹ sẽ lo lắng. Nhất thời, trên mặt biển bùng lên ánh sáng, các nơi chó cảnh sát và đặc cảnh ở gần nơi tiểu nhu rơi xuống biển, dối giết dùng mọi cách tìm kiếm, lãnh mặc hàn đội mưa, ép buộc mình bình tĩnh chỉ huy thuộc hạ xung quanh, dọc theo đường giả dạ hành nhân có thể trốn thoát, tiếp tục truy tìm vị trí của tiểu nhu, anh vừa ở tìm người ở thôn gần biển, vừa đứng ở trong bóng đêm, kêu to tiểu nhu. Tiểu nhu, ngõ hẻm nối thẳng làng ven biển, khắp nơi là làng ven biển, còn có rất nhiều con đường nhỏ quanh co, bên kia chính là rừng cây rậm rạp. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, lộ ra vô hạn bí ẩn và quỷ dị. Khách sạn Á Châu Tối nay còn có một cuộc bữa tiệc quan trọng, khách quý giới chính trị, doanh thương đến từ các nơi trên thế giới đang nâng ly vui vẻ, trong đó còn có một cựu thủ tướng nước Anh đã nghỉ hưu, còn có các phương tiện truyền thông lớn, còn bao gồm nhà khoa học, cùng con gái của ông trùm khách sạn thế giới, nơi này tập trung nhân vật đứng đầu nhất toàn thế giới, sảnh tiệc xa hoa, khắp nơi bay đầy mùi rượu đỏ cao cấp, thức ăn ngon tinh xảo nhất một nhà truyền thông lớn khoảng 70 tuổi, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn thưởng thức một khối gan ngỗng nấm đen, giờ phút này, đứng ở nơi đây, hết sức hào sảng nói với ông trùm giới báo chí nước ta về truyền thông nước Anh và truyền thông Trung Quốc khác nhau. Giờ phút này trên thế giới nhất trí cho rằng truyền thông Trung Quốc bị ảnh hưởng khá nhiều từ phía chính phủ, mà nước Anh và Mỹ đều sẽ có thêm một chút góc độ nghe nhìn. Ông trùm giới báo chí lập cầm rượu đỏ, cười đưa ra ý kiến của mình. Mấy cái thiên kim, danh viện, bao gồm thiên kim của chuỗi tập đoàn khách sạn thế giới, cùng nhau nâng ly, mặc váy dài hấp dẫn, cùng nhìn bóng dáng trai đẹp hấp dẫn trước piano ba chân trong sảnh tiệc, đều có chút không tin tưởng, anh chính là tổng giám đốc trang của Hoàn Cầu, bởi vì kể từ sau khi anh về nước, vẫn không có tham gia bữa tiệc lớn nhỏ, nghe nói anh bận trăm công nghìn việc, nghe nói trong lòng anh đã có người. Phía trước lại bay tới một chút tiếng đàn piano. Bởi vì tưởng thiên lối bị lạnh cảm, Trang Hạo Nhiên liền thay anh chủ trì bữa tiệc quan trọng, nhìn cả người anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, nở nụ cười nhiệt tình, đẹp trai, ôm lấy cháu gái của truyền thông nước Anh, Eliza, một bé gái 5 tuổi, ngồi chung ở trước đàn piano, dạy cô bé biểu diễn điệu Vos công chúa, ngón tay bật lên phải thẳng sau đó quay về, thậm chí giữ khuôn mặt cười nhẹ, tâm trạng vui vẻ là rất quan trọng. Anh nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn Eliza lộ ra nụ cười ngây thơ đáng yêu, biết cô bé theo ông nội tới đây tham gia bữa tiệc có chút mệt mỏi, liền chủ động đàn giai điệu êm tai, điệu vô công chúa, cho cô bé, anh vừa nói vừa nhìn bảo bối nhỏ đáng yêu, hát nhỏ một ca khúc, trêu chọc cô bé vui vẻ. Eliza vừa nghe tiếng piano vui vẻ, vừa nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này tiêu đồng nhanh chóng đẩy cửa đi vào sảnh tiệc, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm lấy một cô bé người Anh, nở nụ cười hết sức nhiệt tình đang dạy cô bé luyện piano, cô lập tức đi tới, nghe Trang Hạo Nhiên nhỏ giọng như nghệ sĩ, dùng tiếng Anh hát nhỏ cho cô bé nghe, cô cũng không có cách nào, lập tức cúi người xuống, bàn tay che nhẹ, ở bên tai của anh nói một câu. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nghe xong, sắc mặt từ từ thu lại, hai mắt phát ra ánh sáng có chút sắc bén. Chương 1063, đến muộn. Bữa tiệc vẫn diễn ra rốt cuộc trang hạo nhiên nở nụ cười cầm rượu đỏ đứng ở trước mặt ông trùm truyền thông nước Anh, nói nguyên nhân truyền thông Hàn Quốc đưa tin vật giá tăng lên, cũng bởi vì thu nhập của Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh, anh lấy một thái độ hết sức công bằng nói lên quan điểm của mình, sảng khoái nói, mỗi một đất nước cũng sẽ có một nền hành chính thích hợp, dùng chính quyền hoặc lực lượng tiềm ẩn, khống chế hướng đi của phương tiện truyền thông, kể cả hướng dẫn người dân trong nước phổ biến rộng một chút tin tức sai lầm. Dựa vào đó để truyền tải trách nhiệm và cam kết của mình, phương Tây chú ý đến chuyện thực tế hơn, đây là ấn tượng chung của người châu Á, nhưng lúc ông Bush cầm quyền, 20 liên bang cùng nhau chế tạo trăm tin tức giả, thậm chí chính phủ tự mình lập tin tức giả khiến truyền thông bị lừa, đủ loại. Ông trùng truyền thông nước Anh im lặng mỉm cười lắng nghe. Trang hạo nhiên lại nở nụ cười nói, phàm là có người nói năng hùng hồn cảm thấy tự do thông tin truyền thông đều là ngu xuẩn, giống như nước Mỹ, một đất nước khởi xướng tự do, nhưng toàn bộ tin tức của bọn họ do Ủy ban Quốc hội khống chế, loại bản lãnh hình thức bên ngoài này làm rất đầy đủ, cứ thế làm cho người ta cảm thấy xe hơi thải ra khí CO2, chính là kẻ thù bảo vệ môi trường. Không có ai quan tâm số liệu thật sự và tình huống thật sự, bởi vì con người cũng quá cô đơn, thích cùng đi làm một chuyện phong trào. Ha 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 ha, ông Trùm giới báo chí Chu Băng Văn, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, nhìn Trang Hạo Nhiên cười to, nói: "Tổng giám đốc Trang cậu ở trước mặt mọi người, cũng dám nói chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy bật cười một tiếng, tiếp tục dùng tiếng Anh giải thích lúc đầu mình đi học ở Harvard, thấy có một số sinh viên Trung Quốc vì trong lòng có một chút ngưỡng tin, mà cố gắng tranh luận với sinh viên các, muốn hiểu được thì tất cả mọi người đều phải bình tĩnh, bởi vì ở trong mắt bọn họ, sự thật không có giới hạn, thậm chí theo đuổi sự thật cũng là một chuyện xa xôi, ngược lại hết sức quan tâm, trao đổi suy nghĩ của mình, đây mới là thời điểm quan trọng nhất. Quả thật, ngôn luận tự do, tâm linh tự do là thể hiện một nền giáo dục máy móc có sức hấp dẫn nhất. Harvard chính là một nơi như vậy. Bất kỳ người đất nước nào cũng có thể phát biểu ý kiến và quan điểm của mình, không có ai bị khi dễ hoặc xem thường, ngược lại những giáo viên già bọn họ sẽ ủng hộ loại tinh thần tự do này. Một điểm này, ngược lại rất tôn trọng tư tưởng nho gia của người Á Châu, nhìn không thể so được. Lúc này ông trùng giới báo chí cũng liều lĩnh mạo hiểm nói theo suy nghĩ của mình. Hai mắt Trang Hạo nhiên lóe lên, liếc mắt nhìn ông trùm giới báo chí nói chuyện như vậy, liền cầm rượu đỏ, cười nhạt trong ánh mắt lộ ra chút tìm tòi nghiên cứu, sâu kín nói: "Nghe nói Chu tiên sinh là ông trùm giới báo chí nước ta, năm gần đây mặc dù mạng lưới internet phát triển, Chu tiên sinh cũng không có lặng yên giữ quy định trước đây, bảo thủ, ngược lại tận dụng lợi thế này cùng học hỏi kinh nghiệm với nhiều CEO mạng trong nước, đã mở hơn 300 nhà mạng và các trang web trực tuyến ở trong nước." thậm chí trước mắt đã bí mật với tới cổ phần một số truyền thông yếu thế ở nước ngoài. Hai mắt ông trùm giới báo chí lóe lên, nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang tin tức nhanh nhạy quá. Trang Hạo Nhiên lập tức khiêm tốn nở nụ cười nói, ở trong vòng này không có chút tin tức, làm sao có thể học tập được các vị đầy kinh nghiệm. Anh nói xong, liền cầm ly rượu đỏ, hơi đưa tới gần Chu Băng Văn, ở bên tai của ông ta nhỏ giọng thì thầm một chút. Chu Băng Văn yên lặng lắng nghe, cuối cùng sắc mặt càng lúc càng thu lại hơi di động mí mắt nhìn trang hạo nhiên nở nụ cười sắc bén lại đầy thâm ý ông ta lập nuốt cổ họng giống như ở tiếp thu được mệnh lệnh của người khác ở trong bóng tối có chút căng thẳng mỉm cười nói tôi hiểu tôi sẽ tận lực khống chế tin tức này thậm chí trò chuyện cùng một số bạn bè cũ sau đó thông báo cho cậu cũng xin cậu chuyển lời đến ông ấy hãy yên tâm đây không phải là ý tứ của ông ấy đâu trang hạo nhiên chăm chú nhìn ông ta một cái mỉm cười nói đúng vậy Chu Băng Văn nói xong, lập tức hơi nâng ly hướng ông Trùng truyền thông, dùng ánh mắt xin lỗi, nói có chuyện phải được đi khỏi trước, liền để ly rượu đỏ xuống, nhanh chóng đi khỏi. Trong quá trình này, thiếu chút nữa đụng phải Eliza, Trang Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng này, cũng đau lòng, lập tức sảng khoái nở nụ cười, ôm Eliza ôm lên, hung hăng hôn trên khuôn mặt hồng hồng của cô một cái. Eliza hết sức hưởng thụ, lập tức xoay người ôm cổ Trang Hạo Nhiên, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn hung ác hôn anh một cái dùng tiếng anh hỏi anh lúc nào đến nhà cô ở nước anh nói bà nội hết sức nhớ anh trang hạo nhiên lập tức ngẩng mặt nở nụ cười ôm chặt cô bé lại nhìn thấy tiêu đồng đã nhanh chóng sắp đi tới đứng ở bên cạnh mình nói chu băng văn đã tung ra tin tức phối hợp với các ông chủng internet tạm thời bán nhân tình phong tỏa tin tức này dù sao đối với với rất nhiều người mà nói đây là tin tức nhỏ vẻ mặt trang hạo nhiên thu lại hai mắt sắc bén hơi lóe lên lại tiếp tục căn dặn tiêu đồng nói cô lập tức về nhà của tôi dắt con súc sinh ra. nó là con chó duy nhất có thể ngửi được trong tường nhà tôi có mùi rượu không chừng có thể hỗ trợ mặc hàn mau sớm tìm được tiểu nhu mặc kệ như thế nào cũng nhất định phải mau sớm tìm được cô ấy vâng tiêu đồng hiểu anh liền gật đầu xoay người đi ra ngoài trở lại trang hạo nhiên để eliza xuống lại nghiêm mặt nhìn tiêu đồng hai mắt lóe lên suy tư một lát mới nói tiếp, sáng sớm ngày mai, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ sẽ dẫn cả đám chuyên gia hầu rượu tham gia họp báo. Hơn nữa sẽ công bố nội dung quy định thi đấu cuối cùng, thậm chí nghe nói sẽ vì kiểm tra năng lực ứng biến của chuyên gia hầu rượu, vào thời điểm sau cùng mới có thể công bố nội dung thi đấu mới. Tiêu Đồng hiểu rõ, cười khổ nói, cũng là vì phòng ngừa gian lận sao. Sắc Sơn vẫn chưa tin khả hinh nga. À. Hiện tại Trang Hạo Nhiên muôn ngàn lời muốn nói nhưng vẫn bày tỏ hiểu rõ cười nói, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngược lại tôi thích thái độ Jackson như vậy, mặc dù hơi cổ hủ, ông ta cũng là vì quy chế thi đấu công bằng, ngày mai chính vì nguyên nhân này sẽ có nhiều phương tiện truyền thông tham gia, cô và Đông Anh phải cùng hoác minh trao đổi, nhất định phải thỏa đáng khống chế số lượng truyền thông tại hiện trường, ngàn vạn lần không được để khả hình đến hiện trường xảy ra chuyện gì không may. Tôi sợ cô ấy không chịu nổi. Dù sao, Tiểu Nhu là bạn rất thân của cô ấy. Cô gái ngốc nghếch đáng yêu như vậy nếu như xảy ra chuyện, là người khác cũng sẽ đau lòng. Huống chi, vẫn bởi vì cuộc thi đấu rượu đỏ, chỉ sợ Khả Hinh sẽ bởi vì đau lòng mà chống đỡ không được. Phải biết cuộc thi đấu rượu đỏ, khứ giác tranh lệch một chút rất nhỏ cũng hết sức quan trọng. Tốt, Tiêu Đồng nghiêm túc gật đầu, nói tôi biết rồi. Anh yên tâm, tôi nhất định cùng Đông Anh làm xong chuyện này. Liên lạc với bên cảnh sát thế giới hành động như thế nào rồi? Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng sắc bén nhìn cô, hỏi. Tiêu Đồng ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta đã bắt đầu thu thập chứng cứ của hách dục hải tại Nepal, Zurich, Thụy Sĩ và nước Mỹ cùng một số nơi khác. Chỉ là chuyện này cần một chút thời gian, nhưng theo anh đã lâu, tôi hiểu, mọi sự chỉ cần mở đầu, tiếp tục làm nhất định có thể có kết quả. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn Tiêu Đồng, thở phào một hơi, vươn tay nắm nhẹ cổ cô, cảm thán nói yên tâm tôi nhất định sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô thật tốt, để cho cô gả được thuận lợi vui vẻ. Đi, tiêu đồng cố ý trợn to hai mắt nhìn anh, lại nhìn hai tròng mắt anh lóe ra ánh sáng áp lực, liền phải thật lòng nói, lão đại. Anh đừng lo lắng, tiểu nhu sẽ không có chuyện gì, mặc hàn cũng sẽ không có chuyện gì, tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì. Thủ tướng và ủy viên trương nhất định có thể bảo vệ khả hình tốt hơn. Nghe nói khả hình học tập không tệ, thật ra Vitus tiên sinh cũng có lòng tin trang hạo nhiên đứng ở một bên mặt lộ ra ngượng ngùng nhưng không nói lời nào thật ra trong lòng của anh vẫn bị mâu thuẫn níu kéo cũng không biết rốt cuộc mình hy vọng khả hình thắng hay thua nếu như thua có lẽ chỉ là vấn đề lòng tin tương lai nhưng nếu như thắng làm cho cô phải đối mặt với thách thức sống và chết vào lúc cuối cùng cô quyết định tự mình mở chai rượu đỏ này đây là một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả oan hồn cũng là vì cho hoàn cầu một câu trả lời thỏa đáng như vậy bản thân cô thì sao có lẽ một chút mùi hoa đã bay tới mùa thu Cambridge, giống như lúc ấy, hai người cưỡi xe đạp, tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc chạy qua từng phố lớn ngõ nhỏ ở Cambridge. Tất cả mọi người không biết, ủng hộ cô gái này đi tới hôm nay, không chỉ vì một chút ý thức trách nhiệm và gánh vác vĩ đại, còn có niềm tin tưởng trong lòng cô đối với tương lai tốt đẹp. Trang hạo nhiên cứ lặng lẽ nghĩ tới đường khả hình, nghĩ tới ngày mai gặp mặt trước trận thi đấu. Lão đại, tiêu đồng đứng ở một bên gọi anh, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Tiêu Đồng cũng chăm chú nhìn anh, hơi có chút chú ý ẩn nhẫn, tươi cười hỏi, anh là một trong những giám khảo chính của cuộc thi. Anh sẽ quan tâm khả hình một chút sao? Trang Hạo Nhiên cứ im lặng chăm chú nhìn cô, thật lâu thật lâu, giống như suy nghĩ nặng ngàn cân, cười khổ một tiếng, mới nhắc nhở tìm được Tiểu Nhu trước. Tất cả mọi chuyện, tôi tự có sắp xếp. Vâng, Tiêu Đồng nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trang hạo nhiên nhìn bóng lưng tiêu đồng, còn suy nghĩ câu cô mới vừa nói, hai mắt anh nhanh chóng chấp lên một cái, mới thở dốc, vẻ mặt lộ ra một chút mâu thuẫn và ẩn nhẫn. Mặt biển minh mông vẫn từng trận sôi trào mãnh liệt, thời tiết càng lúc càng lạnh, giống như mùa đông đã tới, liền tới rất mạnh mẽ, gió trên mặt biển lạnh giống như dao cắt, lãnh mặc hàn vẫn cả người ướt đẫm, cùng đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành nhanh chóng đuổi đến, cũng dẫn đội người tìm kiếm ở các nơi trên mặt biển, rất nhiều máy bay trực thăng mini cũng rối rít xuất hiện lên xuống mỗi nơi trên mặt biển khẩn cấp tìm người lãnh mặc hàn một mình đứng ở trên đồi trong bóng tối đón gió ra rét hai mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén vẫn tin chắc nhìn quanh thậm chí nhanh chóng đi tới con đường phía trước dựa theo trực giác của mình lúc này tiến bóng lưng của anh là ánh sao mai phía chân trời trời sáng sáng sớm đêm qua cơn mưa chút xuống luồng khí lạnh lập tức tràn đến rất nhiều nhân viên khách sạn á châu bắt đầu mặc quần áo đồng phục mùa đông màu trắng nhất là quầy tiếp tân tất cả nhân viên tiếp tân và quản lý quầy tiếp tân đều xinh đẹp sôi nổi thay đồng phục trắng tinh vạt áo trước đeo bảng tên màu vàng bọn họ buộc búi tóc thanh nhã rối rít trò chuyện vui vẻ nói tới cuộc họp báo chuyên gia hầu rượu hôm nay còn có cuộc thi thăng cấp năm nay rốt cuộc cũng đã bắt đầu có người vì thăng cấp mà đắc ý có người sẽ bị mất mát sáng sớm giám đốc hoác minh liền cùng giám khảo chính bắt đầu tiến vào tầng lầu cuối tòa nhà hành chính nhân sự tổ chức cuộc thi, khắp nơi trải qua rất nhiều nhân viên tham gia thi thăng cấp lần này. Chỉ thấy các cô đọc tới đọc lui nội dung có liên quan đến cuộc thi lần này, thậm chí có một số nhân viên truyền món ăn, hoặc nhân viên khác cũng dối rít đi tới phòng ăn, nhờ đồng nghiệp tính giờ cho mình, bắt đầu không ngừng từ phòng bếp đi về phía phòng ăn, tính toán thời gian hợp lý. Cửa thang máy chợt mở ra. Trần Mạn Hồng mặc đồng phục màu trắng, đeo bảng tên cấp quản lý, cô vấn búi tóc cao nhã, xài bước đi ra thang máy, vẻ mặt tức giận, vừa đi về phía trước quầy, trong miệng vừa giống như cắn người, nói con bé đáng chết. Cho nên nói, đời này chỉ xứng làm một củ khoai tây. Hôm nay là ngày thi quan trọng như vậy, cô lại dám đến muộn cho tôi. Chờ tôi nhìn thấy cô, tôi nhất định muốn vặn đứt lỗ tai của cô. Vặn chết cô. Cô vừa mắng, vừa đi ra đại sảnh khách sạn, nhìn xung quanh bên đường chính của nhân viên, hoặc đường chính của khách, Cô tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung. "Chu Tiểu Nhu, cô đừng để cho tôi gặp được cô. Tôi gặp được cô, nhất định giết chết cô, tôi thề, qua hôm nay, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô, vĩnh viễn." Trần Mạn Hồng nói xong, lại hung tợn xoay người đi vào trong đại sảnh khách sạn, gặp người liền hỏi, "Có tìm được Tiểu Nhu ở chỗ bắt dế mèn hay không?" Nhân viên làm việc rối rít lắc đầu một cái. Trần Mạn Hồng lại bóp cổ tay đi về phía trước. Lúc này Nơi xa truyền đến từng trận âm thanh cơ động xe ầm 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 ầm, nghe âm thanh kia cũng biết xe này giá tiền không cao. Trần Mạn Hồng không khỏi xoay người, ngạc nhiên nhìn ngoài đại sảnh, có một số nhân viên tiếp tân cũng ngạc nhiên nhìn ra. Không đến bao lâu, quả nhiên một chiếc xe ô tô loại nhỏ kêu kêu, nhìn qua hết sức cũ nát, hai bên sườn xe còn dính rất nhiều bùn đất vàng, đang trong ánh mắt khác thường của đám nhân viên tiếp tân, quản lý và khách, chiếc xe này dừng ở trước thảm đỏ, không đến bao lâu lại thấy bên trong một vài bóng người di động, cửa xe liền mở ra, tiếp tân bởi vì kinh ngạc cũng không muốn đứng lên đi mở cửa xe cho cô, chỉ thấy bên trong xe đi xuống một cô gái khoảng 25 tuổi, mang bầu 8 tháng, bụng to lùm lùm, mặc váy bầu màu xanh dương. Bên ngoài phủ áo khoác màu trắng, tóc dài chạm vai, nhìn ra được khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh mở thật to, mang một đôi giày vải trắng, vừa chống tay ngang lưng, vừa cất bước chân tập tính, vừa thở, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và quan tâm, cũng không kịp nhìn khung cảnh xung quanh, liền đi tới trước quầy tiếp tân tại đại sảnh. Mọi người đứng ở quầy tiếp tân, tất cả đều kinh ngạc nhìn cô. Trần Mạn Hồng cũng mất hồn nhìn người này. Tiểu thư, chào cô, cô gái mang thai, tay chống hông, đi tới quần tiếp tân, giống như đi đường xa thật lâu, hai mắt lộ ra vẻ vội vã, vẫn hết sức lễ phép hỏi, xin hỏi nơi này là khách sạn Á Châu phải không? Hai nhân viên tiếp tân ở trước quầy mặc quần áo tươi sáng, xinh đẹp động lòng người, sững sờ nhìn cô gái trước mặt, vẫn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ lễ phép gật đầu một cái. Cô gái này mệt mỏi, khuôn mặt tiêu tụy lập tức nở nụ cười, tiếp tục nói tôi. Tôi, tôi là chị gái của Chu Tiểu Nhu, nhân viên phòng ăn ngự tôn của mọi người. Tôi, tôi đến tìm em gái của tôi. Cả đêm hôm qua cô ấy không có trở lại, cũng không gọi điện thoại, thậm chí gọi điện thoại cho cô ấy cũng tắt máy. Tôi có chút lo lắng, em gái của tôi hơi ngốc nghếch, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng tôi cũng không có điện thoại của đồng nghiệp cô ấy. Cũng chỉ phải tới hỏi cô một chút, xin hỏi làm thế nào mới có thể liên lạc được cô ấy? Ngày hôm qua cô ấy liền, liền cầm một củ nhân sâm 800 năm nhà chúng tôi đi ra ngoài, cho đến bây giờ chưa có về nhà, không nên xảy ra chuyện gì. Oa, wow. cô gái này nói xong, bởi vì lo lắng cho em gái, liền không nhịn được, nắm khăn tay, rơi nước mắt lả chã, oa wow một tiếng, bật khóc. Trần Mạn Hồng nhìn hình ảnh này, sợ ngây người. Chương 1064, Chu Tiểu Tình. Toàn bộ đại sảnh đều là từng cơn tiếng khóc hoa oa thê lương, làm cho khách ra vào tại đại sảnh đều kinh ngạc nhau nhau nhìn qua, thậm chí phóng viên đến sớm, vừa đi vào đại sảnh khách sạn, lập tức dựa vào sự nhạy bén của phóng viên, nâng máy ảnh kỳ quái nhìn qua bên này, mấy nhân viên tiếp tân xinh đẹp động lòng người ở trước quầy, càng bởi vì chuyện quá mức đột ngột, vẫn còn mở to mắt, rất khiếp sợ phát ngốc nhìn về phía người khách ở trước mặt. Lúc này Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn xung quanh khách ra ra vào vào, càng lúc càng nhiều, vây xem cũng không ít, từ trạch minh vội vàng từ quầy tiếp tân đi ra, vội vàng trấn an, cô cũng vội vội vàng vàng quan tâm đi qua, đi tới trước mặt chị gái của Tiểu Nhu, mặc dù nhìn tuổi của cô vẫn nhỏ, nhưng bởi vì đã làm mẹ, vẫn vô cùng tôn trọng và cẩn thận cười, nói, chào quý khách. Tôi là quản lý phòng ăn ngựa tôn, Trần Mạn Hồng phụ trách phòng ăn và quản lý nhân sự nội bộ, Tiểu Nhu càng cấp dưới tôi hết sức quen thuộc. Chu Tiểu Tình vừa nghe lời này, lập tức chảy nước mắt nước mũi, nắm chặt khăn tay, giống như nhìn thấy mẹ ruột, lại hoa một tiếng khóc lên, nước mắt như hạt đậu lăn xuống, rất kích động nói, chào quản lý. Tôi ở nhà thường xuyên nghe Tiểu Nhu nói về chị rất tốt. Nói chị xinh đẹp, lại quan tâm cô ấy, lại dạy cô ấy rất nhiều đạo lý làm người. Tôi nghĩ chị nhất định là một người tốt, xin chị niềm tình đồng nghiệp, chị mau giúp tôi tìm gặp Tiểu Nhu. Ngày hôm qua sau khi cô ấy cầm nhân sâm 800 năm ra cửa, đã không trở về rồi. Di động tắt máy, cũng không có gọi điện thoại cho gia đình, nghe nói hôm nay cô ấy phải kiểm tra, có phải ở lại khách sạn chưa có về nhà hay không. Trần Mạn Hồng kinh ngạc nghe Chu Tiểu Tình khóc lóc kể lể lo lắng, trái tim của mình cũng một hồi lạnh lẽo, nghĩ đến Tiểu Nhu uy ngốc nghếch, nhưng làm việc vẫn có chừng mực, thậm chí làm hết sức suy nghĩ. Dựa vào cá tính của cô, thật sẽ không làm mất đi liên lạc, để cho người trong nhà lo lắng. Nghĩ tới đây, cô lập tức đưa tay vịn cánh tay Chu Tiểu Tình, sốt ruột giải thích với cô trước, không có. Chiều hôm qua cô ấy cũng đã rời khỏi khách sạn, mang canh nhân sâm sang bệnh viện cho khách, sau khi rời khỏi đây vẫn chưa có trở về. Cũng coi như lúc tan việc bình thường, cho nên chúng tôi cũng không có tìm kiếm và lưu ý. Hôm nay tôi cũng kỳ quái, tại sao ngày thi quan trọng như vậy, cũng không thấy bóng dáng cô ấy tôi còn tưởng rằng cô ấy lại ở nhà nghỉ ngơi đến muộn chu tiểu tình nghe lời này trái tim bỗng nhiên lạnh lẽo trừng mắt nước mắt lại kích động chảy xuống có chút thở không ra hơi sợ hãi khóc nói ý của chị nói là em gái của tôi xác định không có ở khách sạn cô ấy cũng chưa có về nhà cô ấy mất tích rồi cô ấy mất tích rồi qua wow. chị gái cũng chịu không nổi nữa nắm khăn tay che mặt khóc một trận tan lòng nát dạ em gái cô ở đâu vậy nếu như cô xảy ra chuyện gì, cô bảo chị gái làm sao bây giờ. a à, tiểu nhu của tôi, em gái đáng thương của tôi. Tiếng khóc sung trời, làm cho bồn cảnh mấy trăm năm của khách sạn Á Châu, chấn động rơi xuống vài lá cây, hoảng sợ đến khách chung quanh liên tục nhìn qua bên này. Từ Trạch Minh và Trần Mạn Hồng càng khẩn trương mở to mắt, nhìn cô lo lắng như vậy, vội vàng tiến lên trấn an cô trước, hy vọng cô đừng kích động như vậy, còn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, Thế nhưng bởi vì từ nhỏ Chu Tiểu Tình và em gái cùng nhau lớn lên, tự nhiên hai chị em tâm ý nối liền nhau, đêm qua cũng đã có sự cảm em gái đã xảy ra chuyện, cô vẫn ấn trái tim đập thình thình, chờ được 7 giờ sáng nay, liền vội vàng lái xe đi qua, bây giờ nghe em gái quả thực không thấy, cô càng khóc thê lương. Chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản dài, chậm rãi từ phía trước lái tới, dừng ở trước thảm đỏ, Đông Anh nhanh chóng xuống xe trước, mở cửa xe. Hôm nay tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen sọc thẳng, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng và áo ghi lê màu đen, và trước cài nơ hoa màu xanh đậm khí phách, đón gió đi ra xe, chợt cảm thấy khí trời đột nhiên lạnh lẽo, dừng lại một lát, mới vừa cái cúc áo tây trang, vừa căn dặn Đông Anh, năm nay lạnh đặc biệt sớm, nghe nói từ sáng nay trở đi sẽ có luồng khí lạnh, cô lưu ý bên bộ phận đồng phục, chuyển trang phục mùa đông của nhân viên trực đêm năm nay đến các bộ phận sớm một chút, tránh để bọn họ bị cảm lạnh giống như năm ngoái. Vâng, Đông Anh mỉm cười gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi hôm nay mặc tây trang mùa đông, có vẻ vô cùng khí thế, hấp dẫn vô hạn, liền quan tâm dịu dàng hỏi, Tổng Giám Đốc, hôm nay anh thấy thân thể khá hơn chút nào không? Tưởng thiên lỗi nghe lời này, lờ đáng cúi đầu, khẽ ho khan một tiếng, cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng vẫn thản nhiên cất bước đi về phía trước, nói, không có gì đáng ngại. Đông Anh ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng tưởng thiên lỗi, biết thói quen của anh, liền không nhiều lời nữa, theo đi vào trong. Tưởng thiên lỗi vừa đi vào trong, vừa nghĩ tới chuyện gì, vừa muốn xoay người, hỏi chuyện hôm nay họp báo thi đấu chuyên gia hầu rượu, lại ngạc nhiên nghe được từ đại sảnh truyền đến một trận vô cùng đau lòng, tiếng khóc thật lành lót thảm thiết, anh liền có một chút kinh ngạc ngẩng đầu, cùng đông anh nhìn về phía trước quầy tiếp tân bên kia, đứng một cô gái mang thai, bụng to, dáng rất dịu dàng xinh đẹp động lòng người, nhưng vẻ mặt vô cùng khoa trương, khóc vô cùng đau lòng vừa dùng khăn tay lau nước mắt, vừa đau khổ khóc thành tiếng, thật lo lắng gọi tiểu Nhu của chị. Cô ở đây vậy, chị gái thật lo lắng cho cô. Tưởng Thiên Lỗi và Đông Anh nghe xong lời này, ánh mắt lập tức lóe lên, nghi ngờ nhìn hình ảnh này. Quý khách, trước hết cô bình tĩnh một chút, ở đây là đại sảnh khách sạn của chúng tôi, không thích hợp ồn ào náo động, chuyện của em cô. Từ Trạch Minh và Trần Mạn Hồng vừa muốn sốt ruột khuyên nhủ Chu Tiểu Tình, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã nghiêm nghị khí thế ở phía trước, đi theo phía sau vài thư ký, còn có giám đốc vội vàng qua đây, bọn họ lập tức đứng bên cạnh, rất khẩn trương cúi đầu gọi, "Tổng giám đốc." Chu Tiểu Tình vừa nghe gọi tiếng tổng giám đốc, liền khóc đến mắt nước mắt lưng tròng, quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía người tràn đầy khí thế, đau lòng đến không hiểu rõ thân phận phức tạp này, chỉ buông thả khóc một trận. Tưởng Thiên Lỗi vô cùng nghi hoặc và không hiểu dẫn mọi người đi qua, lấy thân phận tổng giám đốc đi tới trước trước mặt Chu Tiểu Tình, vô cùng lễ phép gật đầu, lại ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, nghi ngờ gặng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao để khách khóc lợi hại như vậy? Khách sạn chúng tôi xảy ra chuyện gì để cho nhân viên không thoải mái và bị thương sao? Từ trạch minh cảm thấy oan uổng ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi không biết giải thích thế nào, Trần Mạn Hồng ngược lại hết sức nhanh trí, cũng lo lắng nói tổng giám đốc. Chuyện là như vậy, tiểu nhu của phòng ăn ngự tôn chúng tôi, chiều hôm qua theo lời thư ký Tiêu căn dặn, đưa canh sâm qua cho lãnh phó tổng, nhưng sau khi ra ngoài liền không còn có trở về. Vị này chính là Chu tiểu thư, là chị gái của Tiểu Nhu, cô ấy nói từ sáng sớm hôm qua sau khi Tiểu Nhu rời nhà cho tới hôm nay vẫn chưa có về nhà, thậm chí không có tin tức của cô ấy. Chị gái của cô ấy nghi ngờ em gái đã xảy ra chuyện, liền tới rồi khách sạn dò hỏi chỗ của em gái một chút. Thế nhưng tôi, Trần Mạn Hồng dừng lại một lát, kiềm chế cảm xúc chính mình kích động lo lắng. Hai mắt lại đè nén giọt lệ tràn ra, trên mặt rõ ràng mang theo lo lắng và khẩn trương, nghẹn ngào nói: "Thế nhưng sáng sớm hôm nay, 7 giờ tôi đã tới đây, sắp xếp xong nhân viên chuẩn bị thi thăng chức. Tất cả mọi người phòng ăn chúng tôi đã tập trung, nhưng không gặp con bé kia, tôi tìm khắp cả khách sạn một lần, hỏi mọi người cũng không có thấy bóng dáng của cô ấy." Cô nói dứt lời, nhớ tới bộ dáng ngây ngốc của Tiểu Nhu, nhất thời cũng lo lắng không biết có phải cô bị người ta lừa hay không hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất thời không nhịn được, cúi đầu rơi nước mắt. Qua, wow, Chu Tiểu Tình nghe Trần Mạn Hồng nói xong, càng lo lắng hơn, khổ sở khóc lên. Tiểu Nhu, chị gái sớm bảo cô không nên ra ngoài làm việc, cô ở nhà, nuôi heo, nuôi vịt cho cha là được. Cô cần gì muốn ra ngoài làm việc chứ? Trong nhà lại không thiếu tiền cho cô, em gái của tôi. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, nhất thời cũng thầm nghĩ không ổn, nhưng tâm tình vẫn bình tĩnh, cất bước tiến lên nhìn về phía Chu Tiểu Tình, nói Chu tiểu thư, cô không cần lo lắng. Tôi là tổng giám đốc khách sạn Á Châu, mặc dù tiểu Nhu cũng không phải xảy ra chuyện ở khách sạn chúng tôi, nhưng chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ quan tâm vấn đề an toàn và thân thể của cô ấy ở bên ngoài khách sạn. Tôi nghĩ cô ấy cũng là người trưởng thành, nếu như đột nhiên mất tích, tất nhiên còn để lại một chút manh mối, nếu như lần cuối cùng cô ấy mất tích ở chỗ lãnh phó tổng tập đoàn Hoàn Á của chúng tôi, tôi lập tức sai người đi thăm dò chuyện này trước hết cô không nên kích động dù sao cũng chuẩn bị làm mẹ rồi tất cả suy nghĩ vì đứa nhỏ không cần khẩn trương tôi sẽ toàn lực sắp xếp và theo dõi chuyện này chu tiểu tình nghe tưởng thiên lỗi nói vậy trong lòng ấm áp khó hiểu nhưng vẫn vô ý tay níu cánh tay anh khóc nói tôi còn không dám nói cho cha tôi sợ ông ấy lo lắng lo lắng vốn bị cao huyết áp tưởng thiên lỗi lập tức khẩn trương nở nụ cười tự mình vươn hai tay Nhẹ nhàng nắm cánh tay của cô, lại quan tâm khuyên nhủ, "Cô làm tốt lắm, trước khi chuyện chưa có kết quả, trước hết đừng cho bác lo lắng, bây giờ chúng tôi lập tức báo cảnh sát, lại toàn lực phối hợp giúp đỡ cảnh sát điều tra, nếu như cô thực sự đang lo lắng, tạm thời không nên trở về, như vậy mời cô đến khách sạn chúng tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tôi lập tức sai người đi điều tra có kết quả, lại đến báo cho cô, được không?" Trong lòng Chu Tiểu Tình bình tĩnh lại, lại ngẩng đầu biết ơn nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi tưởng thiên lỗi lại nở nụ cười thân thiết với cô. Lúc này, chiếc Rolls Royce màu bạc cũng chậm rãi chạy tới trước thảm đỏ đại sảnh khách sạn, chậm rãi dừng lại, tiêu đồng nhanh chóng từ trên một chiếc xe khác đi ra, mở cửa xe. Trang hạo nhiên mặc tây trang màu đen, kết hợp áo sơ mi màu đen, bước ra xe, chỉ thấy anh vừa đón gió biển lạnh lẽo, vừa cài cúc áo tây trang, dường như khẩn trương nói gì đó với tiêu đồng, hiển nhiên vô cùng lo lắng, mới cất bước đi về phía trước, nhưng lại dừng lại, lại cùng An An trao đổi chuyện gì, mới tiếp tục đi về phía đại sảnh. Tổng giám đốc Trang tới, có người kêu nhỏ. Tưởng Thiên lỗi nghe được tiếng kêu này, lập tức xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cất bước đi vào đại sảnh, nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, mặc dù thần thái vẫn sáng láng, nhưng vẫn cảm giác được hai tròng mắt anh có chút mệt mỏi, dường như dự cảm tới chuyện gì phát sinh, anh đưa mắt ra hiệu để cho Trần Mạn Hồng dẫn Chu Tiểu Tình đến ghế salon bên hông đại sảnh nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chính mình nhanh chóng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nghiêm túc hỏi, nghe nói Tiểu Nhu phòng ăn ngựa tôn đã xảy ra chuyện. Chuyện này có quan hệ tới chúng ta hay không? Chị gái người ta đã tìm tới cửa, còn nghe nói trước khi cô ấy biến mất, từng mang canh sâm cho lãnh phó tổng các người. Như vậy các người tất nhiên biết, chuyện xảy ra kế tiếp. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, vẻ mặt lập tức lộ một chút đau lòng, quay đầu nhìn về phía cô gái mang thai bên cạnh ghế salon, chỉ thấy cô vừa khóc miệng còn vừa lẩm bẩm gọi em gái, tim của anh trùng xuống, nặng nề thở ra một hơi. Tôi hỏi cậu đấy, tưởng thiên lỗi kích động nhìn về phía trang hạo nhiên, lại tức giận nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trường 1065, dã tâm. Trang hạo nhiên trầm mặc liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái, sau một lúc ẩn nhẫn, rốt cuộc hơi hạ giọng nói với anh, tôi nghi ngờ bọn họ đã biết tin tức cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lần này, cho nên muốn mượn cơ hội chế tạo sự cố, ngăn cản tiến hành cuộc thi đấu này, từ đó đi thăm dò vị trí rượu đỏ. Khách dục hải đa mưu túc trí, dự đoán đoán được có thể đường khả hình có liên quan đến sự kiện rượu đỏ. Chiều hôm qua, bọn họ thừa dịp tiểu nhu đi đưa canh sâm cho mặc hàn, liền bắt cóc cô ấy, lại giả vờ chế tạo tin tức bị giết hại, muốn mượn cơ hội quấy giày khả hình thi đấu. Tưởng thiên lỗi nghe được xong kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, quan tâm khẩn cấp hỏi, vậy tình huống của tiểu nhu bây giờ thế nào? Trang hạo nhiên thở dốc một cái, vẻ mặt lộ ra có chút khó khăn, nói, đến nay vẫn không rõ tung tích. Khách dục hải thật rào hoạt, đêm qua lúc lãnh mặc hàn tìm được địa điểm đột kích, phát hiện mấy tấm ảnh chụp tiểu nhu bị giết hại, một là má trái bị khoan, máu thịt rơi, hai là cả người bị bỏ vào trong bao bố, ném vào biển nhưng mặc hàn phát hiện trong đó có điểm đáng ngờ liền khẳng định tiểu nhu chưa chết nhất định là sau đó cả người được vớt lên đưa đi nhưng đêm qua mưa to gió lớn muốn truy tìm vị trí một người khó như lên trời tất cả chứng cứ đều bị nước mưa xối đi rồi bọn họ quá giỏi về lợi dụng điều kiện thiên thời địa lợi hiện nay mặc hàn đang phái người tiếp tục điều tra thậm chí lợi dụng oscar cũng không có cách nào có thể tìm được tiểu nhu cả đêm hôm qua tôi không ngủ giúp đỡ thủ tướng dùng chu băng văn che giấu tin tức tiểu nhu bị giết hại. Tưởng thiên lỗi nghe xong, lo lắng yêu phiền, sau khi hai chồng mắt anh mãnh liệt lóe lên, lại nhìn trang hạo nhiên, nói, muốn công bố tin tức của một người, đây là một chuyện dễ dàng biết bao. Huống chi, tiểu nhu còn đang ở trong tay của bọn họ, bọn họ còn sẽ tiếp tục công bố chuyện vô cùng khủng khiếp hơn. Dù sao, người nâng đỡ cho ông ta, cũng không ít. Trang hạo nhiên gật đầu, cũng nặng nề đáp đúng vậy. Cho nên sáng sớm hôm nay, Tịnh Kỳ cũng đã cẩn thận lưu ý tin tức mới nhất trên Internet. Nhưng bất kể trong tay anh có bao nhiêu quyền lực, che giấu tin tức sự thực, đây chuyện không được phép. Chống đỡ trong lúc nhất thời, chúng ta phải mau chóng tìm được Tiểu Nhu trong 24 giờ trước khi khả hình sắp thi đấu. Dù sao thi đấu rượu đỏ, coi trọng cảm xúc nhạy bén và tiếp xúc, thỉnh thoảng tâm thần không yên, cũng khó nắm bắt mùi vị. Huống chi, trận thi đấu mang tính quốc tế lớn như vậy cấp độ rượu tất cả đều rất cao. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, nhanh chóng nói, 11 giờ trưa hôm nay, chính là cuộc họp báo phóng viên trước trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Đến lúc đó tất cả chuyên gia hầu rượu nhộn nhịp xuất hiện, đồng thời Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ sẽ có công bố cuối cùng, quy định rõ ràng chi tiết hoàn toàn mới về cuộc thi đấu. Tất cả các trang web văn hóa rượu vang trên thế giới đang chú ý thật chặt đến chuyện này, vào lúc đó ánh mắt truyền thông toàn thế giới sẽ dừng ở hoàn cầu chúng ta vào lúc đó không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thứ nhất đây không chỉ là vấn đề của khả hình, thứ hai cũng có thể sẽ bị người cùng ngành lợi dụng chuyện này, đã kích hoàn cầu chúng ta. Trang hạo nhiên cười lạnh nói, tôi đã điều tra người cùng ngành bắt tay với như mà chuẩn bị mở công ty ma, chuẩn bị rửa tiền đen cho cha của cô ấy. Thậm chí cũng biết, ông ta đã bắt đầu phấn khích theo sự kiện lần này, mỗi ngày đều đang nghĩ làm thế nào phân chia miếng bánh ngọt. Ai, Tưởng Thiên Lỗi lập tức sắc bén gần giọng hỏi. Chủ tịch Duy Hy Thịnh, Tống Kế Vĩ, Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Ông ta, Tưởng Thiên Lỗi nghe tin tức này, đầu tiên là một trận khiếp sợ, sau đó từ từ nổi giận, hai tròng mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, lấy dáng vẻ tổng giám đốc tập đoàn lớn, khẽ cắn răng, tức giận châm chọc nói cũng có thể nói dã tâm là thứ gì đó mà người nghèo thiếu thốn nhất. Muốn nuôi dưỡng dã tâm, ông ta phải có đầy đủ vốn liếng mặc kệ tống kế vị ông ta hô mưa gọi gió như thế nào đối với tập đoàn của ông ta thế nhưng không biết ông ta là con rồng hay là con rắn quái vật có tư cách gì chiếm cứ vùng biển hoàn cầu chúng tôi dám bơi tới trước mặt của chúng tôi nhen anh múa vuốt quả thực là không biết trời cao đất dày anh nói dứt lời hai mắt lại lộ ra ánh sáng giận dữ muốn chính tay đâm kẻ địch trang hạo nhiên cũng cười lạnh lùng chế nhạo ngưng nhìn mặt biển minh mông bên ngoài khách sạn cũng sâu kín nói, người muốn phân chia miếng bánh ngọt hoàn cầu chúng ta rất nhiều. Chỉ là tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, người đó sẽ là Tống Kế Vĩ. Anh không khỏi nhớ tới vụ án phóng hỏa của đường Trí Long. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi trực tiếp căng thẳng, tức giận nói, cho nên lòng người chưa đủ, rắn nuốt voi. Ông ta mơ giấc mơ này cũng quá lớn đi. Ông ta lớn gan như vậy, đoán chừng không phải làm vì tiện, nhất định ở giữa còn có kế hoạch gì khác. Trang Hạo Nhiên vẫn không có ra tay. Thứ nhất là băn khoăn vụ án phóng hỏa của Đường Chí Long. Thứ hai là có dự cảm ông ta sẽ có hành động làm ra chuyện bất lợi đối với hoàn cầu. Tưởng Thiên lỗi trực tiếp ngưng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói tạm thời để xuống chuyện này. Tôi sẽ xử lý ông ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải khống chế tình huống ở hiện trường. Tôi rất sợ sau đó xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn họ không có tìm được rượu đỏ, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Trang Hạo Nhiên cũng gật đầu. Hai người lập tức đứng gần cùng một chỗ, đầu tiên trao đổi chuyện Tiểu Nhu mất tích, lại phái người tăng cường đuổi theo tra xét, bàn lại cụ thể chi tiết hôm nay họp báo phóng viên, Tiêu Đồng và Đông Anh đang bận rộn chuyện khác của hai vị tổng giám đốc, còn phải bắt đầu phái người lập hồ sơ các nhân viên có tư cách ra cuộc thi thăng chức sắc hôm nay, báo cáo tầng tầng, lúc này Hoắc Minh bởi vì khách sạn Á Châu cùng lúc tổ chức hai sự kiện thi thăng chức vào cuối năm liền xin ý kiến của Tưởng Thiên Lỗi tạm thời đi khỏi. Lập tức dẫn các quản lý, còn có thư ký và trợ lý, hỏi thăm tòa nhà hành chính nhân sự chuẩn bị hiện trường thi có tốt hay không. Toàn bộ đồ chuẩn bị xong, thư ký đứng ở bên cạnh ông ta, nhanh chóng nói, nhưng hôm nay từ tầng 1 đến tầng 5 hiện trường thi, có mặt nhân viên, có hai tổ trưởng và hai quản lý của phòng kinh doanh rượu và bộ phận ẩm thực. Vậy chúng ta điều động hai tổ trưởng hầm chữ rượu dưới đáy biển lên, phái ai đi xuống giám sát trước một chút thời gian dù sao hôm nay còn là ngày hầm chữ rượu mở cửa. Hoắc Minh vừa đi đến tòa nhà nhân viên, vừa suy nghĩ, liền trực tiếp nói, điều động hai tổ trưởng của phòng ăn biển và phòng ăn nhã các, còn có lưu nhã tuệ cùng đi qua giúp đỡ một chút. Hôm nay Lauren tiên sinh đã không có rảnh rỗi trần phó tổng bận chuyện khác. Chỗ đó không thể sơ sẩy, bên trong có rượu đỏ kinh điển hơn trăm năm đến nay. Có thể nói là vô giá. Vâng, thư ký lập tức lên tiếng trả lời mọi người nghe xong, liền một trận hừng hực khí thế đi tới phía trước. Trần Mạn Hồng ngồi ở bên cạnh, vẫn làm bạn với Chu Tiểu Tình thật đau lòng khổ sở, nhìn tâm tình của cô dần dần ổn định lại, cũng nhìn thấy giám đốc cho người đến tòa nhà hành chính nhân sự, mặc dù trong lòng cô lo lắng tình huống thăng chức cấp dưới của mình, lại nghĩ nghĩ, vẫn cầm bộ đàm, căn dặn Văn Chi lúc dẫn nhân viên bộ phận của mình đi thi đấu, nên nhắc nhở thì nhắc nhở, Văn Chi ở bên kia lên tiếng trả lời, Trần Mạn Hồng liền vội vàng nhìn Chu Tiểu Tình quan tâm nói chu tiểu thư, theo như cô nói từ sáng sớm đến bây giờ. Nhất định không có tin tức, hay là cô tới phòng nghỉ ngơi của chúng tôi nghỉ ngơi trước một chút. Không, tôi phải ở chỗ này chờ em gái. Chu tiểu tình bị người vừa chạm đến liền rơi lệ, lại lập tức cầm lên khăn tay che mặt, muốn hoa hoa khóc lớn. Được rồi, được rồi, được rồi. Trần Mạn Hồng vội vàng trấn an cô, vẻ mặt lộ ra ngượng ngùng, lại quan tâm cười nói, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ cô ấy, Cô yên tâm, cô ấy sẽ không có chuyện gì, sẽ. Cô nói dứt lời, trong lòng không khỏi trùng thấp, liền nhẹ nhàng đưa tay phủ lưng Chu Tiểu Tình, vừa nhìn ra toàn bộ quảng trường đại sảnh khách sạn, dàn dựng khung cảnh họp báo phóng viên, xung quanh một mảnh bừng bừng náo nhiệt, cô nặng nề thở dài, suy nghĩ rốt cuộc Tiểu Nhu đi đâu. Lúc này, một chiếc xe thể thao Mercedes màu bạc chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ, nhân viên tiếp tân trước quầy, lập tức cung kính đi tới bên cạnh chiếc xe kia cung kính mở cửa xe, mỉm cười nói, chào quý khách, hoan nghênh ghé đến khách sạn Á Châu. Một làn hương thơm theo gió biển ngày đông chiếu rọi, có chút ấm áp thổi tới. Một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, đeo kính dâm màu nâu, xóa tóc dài đến vai, mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, kết hợp váy ngắn màu đen bó sát người đến đầu gối, hơi buông ra hai viên cúc áo, hơi lộ ra bầu ngực, khiêu gợi, rồi lại gợi cảm phong tình cất bước xuống xe, giày cao gót màu đen hơn 10cm lúc đạp nhẹ mặt đất, Phơi bày vóc người xinh đẹp như rắn, chỉ thấy cô hơi nở nụ cười quyến rũ động lòng người, giống như nhìn về phía toàn bộ đại sảnh khách sạn Á Châu cùng hiện trường họp báo trận thi đấu chuyên gia hầu rượu rất náo nhiệt. Hai tròng mắt giấu ở trong kính dâm chợt lóe. Trước quầy, nam nhân viên tiếp tân nhìn cô có chút ngây người. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, giao chìa khóa cho người này, liền xoay người đón gió biển, cũng không có tiến vào đại sảnh, mà quay sang bên trái đi tới hành lang biển thật dài bên trong khách sạn Á Châu, muốn đi đến hầm chữ rượu. Ánh nắng chiếu vào trên khuôn mặt, cô vẫn giữ nụ cười động lòng người, lúc cất bước đi về phía trước, tóc dài ngang vai nghênh gió biển nhẹ nhàng, không ai chú ý tới, thật ra hai tròng mắt cô bị mù, mất khứu giác, nhưng không người nào biết. Chỉ thấy cô hơi lộ ra nụ cười, tiếp tục bình tĩnh vòng qua khắp bãi cỏ xanh biết đi về phía trước, trong đầu nhớ tới hôm nay ông chủ, đứng ở trong bóng tối trước cửa sổ sát đất, Ngưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của ông không quen với ánh sáng, lại tận lực đối mặt với ánh sáng yếu ớt, giống như hai chồng mắt ngủ đông lợi hại phát ra một chút khí thế đối thoại giữa trời và đất. Ban ngày vĩnh viễn đấu không lại đêm tối, bởi vì nó căn bản cũng không biết đêm tối đang suy nghĩ gì. Muốn biết địa điểm giấu kín rượu đỏ, dĩ nhiên là phải truy tìm đến hầm chữ rượu đỏ trăm năm vô giá của tập đoàn Á Châu. Hôm nay là ngày rất quan trọng của khách sạn Á Châu tự nhiên sẽ không quan tâm hầm chữ rượu ẩn sâu trải dài ở trong lòng đất, còn có ống dẫn khí thiên nhiên của sạn dưới nước trong tương lai nối liền với khách sạn Á Châu. Đến lúc đó, toàn bộ khách sạn Á Châu và hầm ngầm chữ rượu, từng cái bị phá hủy. Như vậy, các người đến nơi trước, nhất định là nơi giấu kín rượu đỏ. Một luồng ánh sáng chiếu xuống, rơi vào trên khuôn mặt âm u như đao của ông ta, hai tròng mắt ông ta không thích ứng nhíp lại, nhưng vẫn thâm trầm đứng ở một bên, chờ đợi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1066 thẳng thắn Mặt biển minh mông, bọt sóng bắn lên Theo gió tuôn trào về phía chân trời Một con chó lông vàng thật dài Oai phong giống như tướng quân Dọc theo cả đầu ngôi làng ven biển thật dài Chạy vọt về phía trước Xung quanh rất nhiều đặc cảnh Còn có đám người áo đen và đã dối rít lái xe thể thao leo lên đỉnh núi Tiếp tục khởi động máy dò xét nhiệt năng tra xét khắp nơi, đám người tiêu yến và Giang Thành truy xét dọc theo các đoạn đường tiểu nhu có thể bị đưa đi. Mỹ Linh và Thanh Bình đi theo lãnh mặc hàn, vẫn đứng tại lối ra vào, nhìn Oscar, người quần áo cũ của tiểu nhu, đã truy tìm khắp núi đồi phạm vi mấy cây số, nhưng cả đêm hôm qua, nước mưa chút xuống, xóa đi tất cả mùi trên thân cô gái này. Mỹ Linh thật sự vô cùng gấp gáp, nghe tiếng sóng biển minh mông, lo lắng nói thật sự là làm cho người ta phát điên. Phái người tìm tòi dưới đáy biển thật lâu, không có kết quả. Chó cảnh sát cũng dùng hơn 10 con rồi, cũng không có một chút kết quả. Ngay cả Oscar khứu giác nhạy bén như vậy, cũng không có một chút biện pháp. Chúng ta án dựa theo tuyến đường có thể truy tìm, tìm lâu như vậy, cũng không có một chút kết quả. Quan trọng nhất là bọn họ chọn địa điểm này, thật sự quá tốt. Chúng ta cũng không có cách nào điều động bất kỳ camera nào, hoặc manh mối khác. Tìm một người như vậy, không phải chờ đợi giống như mò kim đáy biển sao? Thanh Bình đón lạnh lẽo gió biển, nhìn Mỹ Linh cũng nghi ngờ nói, kỳ lạ, chúng ta tìm người cả buổi sáng, tại sao con đường vùng ven biển và trong làng cũng không trông thấy một chút bóng người. Mỹ Linh bất đắc dĩ trả lời cô, nói, bởi vì nơi này, không biết bị tập đoàn nào mua rồi, tôi mới biết tin tức. Nghe nói muốn dùng xây dựng khu resort, người nơi này cũng bị rời đi, cho nên tôi mới nói, bọn họ chọn địa điểm này, thật sự là quá tốt. Lãnh Mạc Hàn đã đứng ở bờ biển hết một tiếng đồng hồ, cả người giống như bức tượng điêu khắc, cứng rắn lạnh lùng, chỉ có đôi mắt lóe lên thì mới cảm thấy anh đang suy nghĩ, đang nghe tin tức này thì anh lập tức nghiêng mặt, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nhìn Mỹ Linh trầm giọng nói, cô nói, nơi này đã bị người mua. Vâng, lúc trước ngôi làng này, đến con đường bên này đã bị người mua toàn bộ. Mỹ Linh nhìn lãnh mặc hàn, tiếp tục mệt mỏi thở dốc nói, 6 giờ sáng nay, tôi mới nghe người bên tỉnh kỳ nói hai tròng mắt lãnh mặc hàn lập tức sắc bén lóe lên suy nghĩ trong chốc lát mới nói ngay cô lập tức đi điều tra một chút mảnh đất này là ai mua mau mỹ linh được lãnh mặc hàn nhắc nhở cũng nhanh chóng gật đầu đáp vâng cô nói xong lập tức xoay người đi khỏi lãnh mặc hàn lại xoay người nghĩ tới tin tức mới vừa nhận được một cảm giác nào đó trong thân thể bị kích thích mãnh liệt anh lại căn dặn thanh bình đưa ống nhòm cho tôi thanh bình nghe lập tức rút ống nhòm bên hông đưa cho lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn nhanh chóng nhận lấy, cất bước đi về phía một vị trí nhô cao, nhìn xa mấy cây số, vẫn là biển rộng mênh mông, phía bên phải chính là ngôi làng thật dài, phía bên trái tất cả đều là đường phố đã bị dọn sạch. Anh lại cẩn thận suy nghĩ hồi tưởng đêm qua cano tới tấn công, là chạy như bay đến từ hai phương này, anh lập tức xoay người, nặng giọng kêu Thanh Bình nói, chuẩn bị một chiếc cano cho tôi. Mau! Vâng, Thanh Bình nghe xong, lập tức cầm máy điện đàm, sai người nhanh chóng lái tới một chiếc cano, nhưng cô vừa nói hết lời, vừa ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, "Lão đại, anh muốn cano làm gì? Chúng ta đã ra biển lục soát rất nhiều lần, cũng không có kết quả." Lãnh Mặc Hàn không nói gì, nhưng hai mắt sắc bén nhìn phương xa, có lẽ trong lòng thật sự nóng nảy như lửa đốt rồi, mới bỏ lỡ một manh mối quan trọng, anh thở gấp mấy hơi, cắn răng đè xuống bởi vì toàn thân nóng lên làm cho hoa mắt, chỉ nắm chặt quả đấm, đứng trong gió khách sạn Á Châu. 10 giờ sáng, cuộc họp báo thi đấu chuyên gia hầu rượu chính thức bắt đầu. Quảng trường khách sạn Á Châu, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi khắp nơi, từng trận sóng biển minh mông giống như âm nhạc kích động, rất nhiều nhân viên cùng nhau bưng nước suối, thật cẩn thận đặt nước suối xuống ở trước bàn thấp màu trắng, phó quản lý bộ phận tổ chức tiệc chỉ huy nhân viên kéo băng vải đỏ dài bên ngoài sân họp báo phóng viên. Cô bên căng thẳng nhìn cấp dưới lo lắng sửa sang lại cái bàn thấp của phóng viên vừa ngẩng đầu lên nhìn lên ghế chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, đã mang bảng tên lên, cô lại căng thẳng cầm máy điện đàm, hơi lớn tiếng gọi, nhân viên khu số 1 chú ý. Bảng tên vị trí chưa đặt xuống tốt. Vâng, có người lập tức đáp lời, bận rộn đi làm. Lúc này Lưu Nhã Tuệ từ đại sảnh khách sạn lo lắng đi ra, có chút không yên lòng ngẩng đầu nhìn phó quản lý cầm máy điện đàm bận rộn trong ngoài với cuộc họp báo phóng viên, bởi vì mình phải đến kho rượu phụ giúp, chỉ đành phải liếc mắt nhìn, cũng chỉ phải nhanh chóng đi khỏi, vừa đi khỏi, hai mắt vừa lóe lên ánh sáng kịch liệt, nghĩ tới không biết đường khả hình xuất phát chưa. Phủ thủ tướng Trong một gian phòng con gái ấm áp trang nhã, một bóng dáng duyên dáng yêu kiều đứng trước gương đồng cổ xưa. Đường khả hình mặc áo sơ mi gen màu trắng, váy ngắn màu đen, kết hợp giày cao gót Italy màu đen, cô buộc tóc đuôi ngựa gọng gàng, vẻ mặt kích động đứng ở trước kính toàn thân, hai mắt lóe ra ánh sáng giống như viên kim cương, chăm chú chăm chú nhìn mình trong kính, cô vừa thở dốc, nét mặt vừa hơi lộ ra mấy phần dâng trào kích động, không nhịn được nhớ lại ba năm trước đây, mình vẫn là cô gái có suy nghĩ đơn giản, trong thế giới cũng không có quá nhiều chuyện xưa, mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ cuộc thi đấu rượu đỏ. Nhưng cũng để cho cô hiểu thật sâu, tất cả mọi thứ Thượng Đế đã sớm sắp xếp, giống như người thợ nấu rượu đã từng nói. Có lẽ Thượng Đế đã sớm phát hiện có một địa phương có thể ủ ra rượu đỏ quý giá, nhưng ông giữ kín không nói ra, dùng ánh mặt trời ngàn năm tỉ mỉ mài rũa mỗi một tấc đất, sau đó mỗi năm điều chỉnh phương hướng gió mùa, mắc theo tinh hoa gió sương mưa tuyết cho vườn nho. Lúc bậc thầy này nói cho chúng ta biết, trong cuộc đời có chút lắng động, có chút phát triển, quả thật cần thời gian. Quả thật cần nhiều thử thách hơn, quả thật cần nhiều khổ đau hơn, mình mới có thể rõ ràng một phần thành công. Ngài phải đè nén khí thế, bao gồm thật sâu cô đơn, chống lại rất nhiều rất nhiều, coi như ba năm trước đây, mình không bỏ lỡ thi đấu, cũng sẽ không có thành tích rất tốt đẹp, bởi vì số mạng đưa cho mình chuyện xưa vẫn chưa đủ nhiều. Cảm ơn Thượng Đế, Ngài cho con tất cả khổ và đau. Hai tròng mắt của cô đỏ thắm, nhìn mình trong kính, hít sâu thở dài một cái, nhìn thơ ngữ và lạp lạp cùng tiên nhi đứng trước cửa, cô khẽ nở nụ cười với các cô, ngay lập tức nín thở xoay người, ngẩng mặt nói rất chắc chắn, đi thôi. Thơ ngữ vội vàng cầm một cái áo khoác kiểu hàn có kim tuyến trắng lẫn đen nhanh chóng phủ lên cho đường khả hình tối nay còn trở lại không tiên nhi đứng ở bên cửa có chút không nở rời bỏ phủ thủ tướng nhìn đường khả hinh hỏi đường khả hinh mặc áo khoác đi tới bên cạnh cửa hơi nghiêng mặt nhìn cánh cửa gian phòng tô thủy kỳ thở gấp mấy hơi liền kiên quyết nói không trở lại bắt đầu tối nay sẽ tạm thời vào ở trong tòa nhà thi đấu tô thủy kỳ đứng ở trước cửa phòng nghe mấy lời nặng chịu như vậy không biết vì sao không có đi ra đường khả hinh nhìn chằm chằm cánh cửa kia một cái liền nặng nề thở dốc một hơi, tiếp tục cất bước dọc theo hành lang thật dài, đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ tựa tại cạnh cửa, nghe tiếng bước chân yên lặng và kiên quyết, tim của anh không nhịn được đau đớn, bởi vì có lẽ đây là một lần cuối cùng trong cuộc đời của anh đến gần đường Khả Hinh, thỉnh thoảng anh nằm ở trên giường, đều giống như có thể nghe được tiếng hít thở của đường Khả Hinh rất rõ ràng. Một tiếng ho khan truyền đến, anh ngưng mặt, hơi tỉnh thần, ngẩng đầu lên cách bình phong màu vàng tràn đầy bươm bướm tung bay, thấy chị đang nằm ở trên giường, khẽ ho khan. Anh lập tức đi tới, mang theo một chút quan tâm nhìn chị, nói, dậy sớm như vậy sao? Tác dụng của thuốc hẳn không có qua nhanh như vậy. Khuôn mặt tô linh lộ ra nụ cười hơi nhợt nhạt, mặc váy ngủ tơ tầm màu tím đậm, nửa nằm ở trên giường, nhìn em trai ngồi ở bên giường mình, lại muốn chuẩn bị châm lần thứ hai cho mình. Khuôn mặt cô tiểu tụy, cũng biết chuyện xảy ra lúc này, nhẹ nuốt cổ họng khô khốc, mới sâu kín nói có chuyện chị vẫn muốn nói thẳng thắn với cậu. Tô Thủy Kỳ cầm chai thuốc trong tay, ngẩng đầu lên, có mấy phần nghi ngờ nhìn chị. Bởi vì đêm qua có gió lạnh, Tô Linh lập tức bị cảm lạnh, cô vừa thở hổn hển, vừa cúi đầu hơi có chút tiểu tụy, đau lòng nói, chị không biết tình cảm của cậu đối với Khả Hinh là tình sâu như biển, nhưng lại lý trí dâng hiến, chị cho rằng đây cũng là một đoạn tình yêu đã chết của cậu. Nhưng chị sai rồi, ở trên bữa tiệc sinh nhật của cậu, chị đã từng yêu cầu Khả Hinh rời khỏi cậu khi đó, cô gái ngốc đó dưng dưng đồng ý với chị. Tô Thủy Kỳ hơi giật mình, tay cầm chai thuốc, ánh mắt lóe lên. Hai mắt Tô Linh dưng dưng, hơi nghẹn ngào, lại hối hận nói, đến nay nghĩ lại, cũng rất hối hận. Sau khi nhìn khả hình rời tình cảm sang Tổng Giám Đốc Trang, chị vẫn tiếc nuối suy nghĩ, nếu như khi đó, chị không có ngăn cản cô ấy. Có thể hôm nay, Khả Hinh thật có thể cùng cậu ở bên nhau, tương lai ở trước mặt ông nội, chăm sóc quan tâm đều nói chị là người thông minh nhưng chị mới phát hiện mình thông minh một đời lại hồ đồ trong thoáng chốc tại sao không có nghĩ qua em trai trưởng thành căn bản cũng không cần chị giúp đỡ cuối cùng cậu có thể chín chắn đối mặt tất cả hai mắt tô thủy kỳ không nhịn được có chút hớt hát không nhịn được nhớ tới bữa tiệc sinh nhật ngày ấy đường khả hình mặc trang phục lộng lẫy xinh đẹp nhất trên thế giới đứng ở trước mặt của mình rất xinh đẹp việt trần nở nụ cười bồng bềnh chuyện cũ luôn rung động lòng người sau khi anh nhớ lại một lúc, mới quay đầu, nhìn khuôn mặt chị tiều tụy, ngồi cứng trước giường, bởi vì ái náy, mà cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ, anh hơi nở nụ cười, vươn tay nắm nhẹ tay chị gái, mới dịu dàng nói, chị. Cảm ơn chị. Tô Linh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn em trai. Vẻ mặt Tô Thủy Kỳ lại lộ ra một chút đau lòng, nhìn chị, mỉm cười nói, mà kệ chỉ có ngăn cản em và Khả Hinh ở bên nhau hay không, bọn em cũng không thể nào. Nếu bọn em thật sự có duyên nợ, sẽ không chờ đến 3 năm sau. Người phát hiện vẻ đẹp của cô ấy, cho tới bây giờ đều không phải là em. Trong lòng Tô Linh đau nhói, lại nhìn em trai, nước mắt chảy xuống. Cho nên, Tô Thủy Kỳ đè nén một chút khổ sở trong lòng, lại nắm tay chị gái, nở nụ cười hơi an ủi cô, nói chị và mẹ mãi mãi đều là người phụ nữ em thích nhất. Cảm ơn chị, bởi vì có chị, em vẫn rất hạnh phúc. Tô Linh nghe nói như vậy, đột nhiên nước nở bật khóc. Tô Thủy Kỳ lại xúc động, ôm nhẹ chị gái vào trong lòng, tay phủ nhẹ lên tóc của cô, nhớ tới Đường Khả Hinh xoay người, hai mắt anh lại lóe lên nước mắt. Bên ngoài phủ thủ tướng, chiếc Mercedes màu đen dừng ở ngoài cửa lớn, đôi song sinh, cùng thơ ngữ, còn có Tiên Nhi và Lạp Lạp, đồng thời canh giữ ở bên ngoài, Đường Khả Hinh đi tạm biệt thủ tướng trước, biết Tô Linh mang bệnh liền không quấy rầy nữa, mà im lặng đi ra phủ thủ tướng, sau khi ngồi lên xe, tài xế lập tức đóng cửa xe cho cô lại nhanh chóng đi về phía ghế lái, chuẩn bị xuất phát. Đường khả Hinh ngồi ở ghế sau, nhìn bóng trúc bồng bềnh trong phủ, trong xa hoa lộ ra tinh thần cứng rắn cố chấp, cô lại bình tĩnh suy nghĩ tới trận đấu ngày mai, liền kiên định nói, đi. Vâng, tài xế nói xong, liền lái xe ra phủ thủ tướng. chương 1067, đưa vợ cậu cho tôi, tôi sẽ đưa cho cậu. Khách sạn Á Châu Hiện trường họp báo dần dần tụ tập rất nhiều phóng viên, thậm chí hai bên cạnh còn có phóng viên đến từ cơ quan văn hóa rượu trên thế giới, bọn họ được phân ngồi ở ghế VIP đặc biệt, tất cả các phóng viên ghi chép rời xuống bên dưới, rối rít ngồi vào ghế dành cho phóng viên, có một số phóng viên đài truyền hình đã cầm máy ghi âm và sổ tay, cũng rối rít chạy tới hiện trường họp báo. Mười mấy kỹ sư bộ phận kỹ thuật đứng ở hiện trường họp báo, nghe phó quản lý bộ phận tổ chức tiệc chỉ huy, tất cả đều chia ra đứng ở trước vài cây cột hình trụ trắng tinh theo phong cách châu Âu tại cuộc họp báo tay nhấn xuống cái nút màu đỏ. Dầm 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 dầm, lập tức, hiện trường họp báo vang lên tiếng pháo mừng rung chuyển trời đất, vô số sợi giấy màu dài 3 mét màu đỏ vàng, xanh, rực rỡ sông thẳng lên bầu trời xanh thẳng, làm cho mọi người ở hiện trường họp báo dối rít vui mừng nhìn quanh, tất cả mọi người thích thú vui mừng và hoan hô. Cho dù cuộc thi đấu này cạnh tranh kịch liệt như thế nào, nhưng vẫn là một chuyện kích động lòng người tất cả người toàn tâm toàn lực hợp tác. Mười mấy thành viên hiệp hội rượu đỏ tên trong ngoài nước, nghe thấy tiếng pháo mừng, liền mang nội dung cuộc họp báo, thật cẩn thận đặt xuống ở trước bảng tên chỗ ngồi của tất cả tổ phê bình, giám khảo chính, cùng thành viên hiệp hội rượu đỏ, toàn bộ tài liệu dùng vải nhung màu đỏ thấm che lại, dán lên một logo trùng nho tím, nhân viên thật cẩn thận bưng khay, ở trước mỗi vị trí, đặt ly thủy tinh xuống, trong ly giống như bồng bình nhiều đóa cẩm trướng, hồng sâm banh bay ra mùi sữa trái cây, cẩn thận đặt ở trước mỗi chỗ ngồi khách quý. Phó quản lý lo nhìn trong trong ngoài ngoài, còn phải luôn báo tình huống cho Hoác Minh, bởi vì đây là quy định cuộc thi đấu rượu đỏ mang tính quốc tế. Từ lúc bắt đầu họp báo, tất cả công việc có liên quan thi đấu rượu đỏ, toàn bộ giao cho nhân viên làm việc của Hiệp hội rượu đỏ. Nhân viên của khách sạn chỉ có thể phụ trách công việc giao tiếp đơn giản ở bên ngoài, thậm chí một ly nước, một đóa hoa, đều phải được thành viên Hiệp hội rượu đỏ đồng ý mà thang mây tầng 2 đại sảnh khách sạn. Hôm nay lúc Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ dẫn mọi người kiểm tra kỹ một lần cuối cùng, ngay sau đó thang mây hôm nay bị rút lên, cho đến 9 giờ sáng ngày mai, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, mới hạ xuống lần nữa. Trong khoảng thời gian này, sảnh tiệc số 1 và tầng lầu thi đấu, những người liên can không được đi vào. Tất cả các nơi, toàn bộ do đặc cảnh và nhân viên nghiệp vụ canh giữ tầng tầng. Vào lúc này không ai dám lỗ mãng, bởi vì đây là cuộc thi đấu quốc tế, nếu người nào có cử chỉ không lễ phép và thô lỗ, sẽ ảnh hưởng danh dự trên quốc tế thậm chí có thể so với lợi ích con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đất nước và dân tộc. Cho nên, vào lúc này, tất cả nhân viên khách sạn Á Châu rối rít nghiêm chỉnh chờ đợi, trên mặt mỗi nhân viên vừa lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng cũng hết sức căng thẳng và nặng nề. Chu Tiểu Tình dần dần khô nước mắt, cô ngồi ở trên ghế salon, nghe tiếng pháo mừng lễ, giật mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài, giấy màu bồng bềnh, nhân viên nghiệp vụ đi khắp nơi, đối mặt bầu không khí nghiêm túc cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy nhiều người nước ngoài như vậy, mọi người đều đang đi tới đi lui ở đại sảnh, tay cô vừa lau nước mắt, vừa ngây ngô hỏi, đây là chuyện gì? Có chuyện gì tốt sao? Trần Mạn Hồng ngồi ở một bên, đang lo lắng chờ tin tức của Tiểu Nhu, nghe được Chu Tiểu Tình nói như vậy, chỉ đành phải mỉm cười nói, hôm nay là ngày khách sạn chúng tôi tổ chức cuộc họp báo thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế, cho nên xung quanh thật bận rộn. Buổi tối còn có chút biểu diễn Chu Tiểu Tình gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt cô lộ ra rất thê lương, trơ mắt nhìn ngoài sân rộng một mảnh náo nhiệt, cô lại che mặt khóc một trận, đau lòng nói, nếu như Tiểu Nhu nhà tôi có ở chỗ này, chúng tôi đều rất thích xem náo nhiệt, nhất định rất vui vẻ. Ô ô ô ô ô. Cô nói xong, lại khóc một trận ô ô. Trần Mạn Hồng thấy thế, đành phải thở dài một cái, lại vội vàng trấn an cô. Khách sạn Á Châu, lầu phụ số 3. Trước mắt thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ cùng ban giám khảo mở cuộc họp lần cuối cùng, xác định 10 người giám khảo chính, toàn bộ là cựu thành viên ưu tú nhất giới rượu đỏ, còn có 3 người ưu tú nghiệp vụ khách sạn. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ ngồi tại chỗ, cầm tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn mọi người hỏi thăm có ý kiến mới về quy chế thi đấu và đề thi lần cuối cùng, hay không. Tất cả mọi người ngồi ở trước bàn hình bầu dục, không lên tiếng, sau khi Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ nhìn mọi người một vòng, liền gật đầu nói, nếu nhất trí thông qua. Như vậy tôi hy vọng trong quá trình thi đấu, đừng có đề nghị ngoài ý muốn gây cản trở tiến độ thi đấu. Đồng thời cũng hy vọng trong quá trình thi đấu Jackson tiên sinh và Vitus tiên sinh có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao, đối với tính công bằng của hai người, tôi hết sức có lòng tin. Jackson và Vitus ngồi ở hai bên cạnh, đồng thời im lặng không lên tiếng, Lauren ngồi ở một bên, nhìn vẻ mặt bọn họ cùng nghi ngờ liền không nhịn được dùng tiếng anh cười nói, phía sau cánh cửa đóng kín, tôi mới dám tán gẫu tôi cảm thấy phương pháp giữ truyền thống của người Trung Quốc có khác với phương Tây chúng ta. Trong bọn họ có thật nhiều, thật nhiều người hết sức nghiêm túc, thậm chí trong lòng mang tín ngưỡng giữ chặt truyền thống. Cũng có rất nhiều rất nhiều người có đầy đủ nhiệt tình và lòng tin đi mở ra một tương lai mới. Bác dịch hơi cau mày, vẻ mặt lộ ra một chút buồn cười nhìn Lauren, muốn biết sau khi ông khách sáo như vậy, sau đó muốn nói lời gì. Quả nhiên Lauren cười rộ lên nói, tóm lại, tôi hết sức yêu thích đất nước này, thậm chí yêu thích sự hài hước không giống nhau của bọn họ. Ví dụ như, có đôi lúc bọn họ cãi nhau, sẽ có rất nhiều chi tiết hài hước và ngôn ngữ tay chân hết sức sinh động. Giống như Jackson tiên sinh và Vitus tiên sinh, loại cục diện cãi vả này, bọn họ sẽ rất tức giận lựa chọn nói, tôi cởi giày ném chết cái tên Gato Anh. Phốc, bà Góc nghe nói như vậy, không nhịn được nắm cây bút lông chim của mình, che mặt bật cười, Tất cả mọi người cũng đều bật cười. Vẻ mặt Vitas cũng lạnh lùng không nói nhìn Lauren. Jackson cũng ho khan một tiếng, quay đầu đi. Tôi vẫn muốn biết tên gato này là có ý nghĩa gì. Lauren thấy nhìn mọi người đều cười, liền mới có chút hăng hái. Bất đắc dĩ cười nói, tôi cũng vẫn muốn hỏi ông bạn hợp tác với tôi ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi lo lắng lời nói không tốt, liền không dám nghiên cứu kỹ. Người cả phòng họp lại bật cười, bác sĩ càng khó nhịn được nở nụ cười tiếng gõ cửa vang lên. Thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ Khiêm Thư ký Hiệp hội, Su Đăng, một phụ nữ xinh đẹp người Anh, mỉm cười đeo thẻ công tác, thông báo cho mọi người, cuộc họp báo lập tức bắt đầu. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ lập tức nghiêm nghị nhìn cô, vẻ mặt khôi phục nghiêm túc gật đầu một cái, sau lưng ba thư ký người Pháp lập tức ôm lấy tất cả tài liệu thi chút nữa sắp công bố, đứng ở sau lưng chủ tịch, mà bà Gióc với tư cách là người phát ngôn cuộc thi, một chút nữa thông báo quy chế thi đấu, cũng lập tức đeo cái kính nhỏ của mình, hết sức nhanh chóng thu dọn tài liệu theo mọi người đi ra bên ngoài mình cũng đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài bác dịch cũng đứng lên trò chuyện gì với một thành viên nào đó của hiệp hội rượu đỏ lại nhìn thấy vitus một mình không có cùng theo mọi người nhau đi ra ngoài mà cả người cứng rắn lạnh lùng đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn về phía dấu màu bay lên bầu trời nghe từng trận âm nhạc kích động lòng người không khỏi nhớ tới đã mấy ngày không thấy học trò đôi mắt xanh dương tĩnh nghịch của ông chỉ hơi di động ánh sáng lơ đáng vẫn sâu không lường được bác dịch đang đứng ở trong đám người thành viên hiệp hội rượu đỏ nghe bọn họ đứng ở một bên rối rít bàn tán quy chế cuộc thi chút nữa sắp công bố thỉnh thoảng bày tỏ tán thành hơi gật đầu một cái lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn vitus một mình đứng ở trước cửa sổ sát đất dáng vẻ cứng rắn không bị ảnh hưởng liền cũng không nhịn được đi tới nhìn vị cựu thành viên giới rượu đỏ cung kính nói vitus tiên sinh ngài đang lo lắng chuyện gì vitus im lặng không lên tiếng chỉ nhìn sợi giấy màu thật dài bay lên bầu trời xanh, đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu, rốt cuộc mới nói, mỗi lần trước cuộc thi đấu rượu đỏ, cũng sẽ rực rỡ náo nhiệt, nhưng đến ngày trọng đại, lại nghiêm túc, yên tĩnh, thậm chí không lưu tình. Hai mắt bác dịch lóe lên, suy nghĩ những lời của ông, liền nghi ngờ nhìn ông. Vitus cũng hơi rũ mí mắt, thâm trầm nói, tất cả màu sắc trước trận đấu là để lại cho người khác. Lúc thi đấu, cô độc và cạnh tranh để lại cho mình một người trưởng thành cần phải có thời gian nhưng học trò của tôi không có thời gian trưởng thành cũng đã ném mình vào trong vòng cạnh tranh tôi không biết là tốt hay xấu bác dịch nghe nói như vậy ngưng mặt mới cung kính hỏi như vậy vitus tiên sinh ngài cảm thấy như vậy tốt là hay xấu vitus dừng lại một lát mới hơi thở dốc nhìn như lạnh lùng vô tình nói tôi không biết tôi chỉ biết quá trình này có thể hơi khổ cực qua hôm nay cái kết quả này là tốt hay xấu tự nhiên sẽ rõ. Bác dịch im lặng suy nghĩ một chút, cũng đành phải gật đầu một cái. Hiện trường họp báo một màm náo nhiệt. Rất nhiều thành viên hiệp hội rượu đỏ ngồi vào vị trí, vẫn là chủ tịch hiệp hội ngồi ở vị trí giữa, rồi để cho Jackson và Vitus ném giày lẫn nhau, cố ý phân hai người bọn họ ngồi chung một chỗ. Mười giám khảo chính cũng chính thức ra mắt lần đầu tiên, bốn cựu thành viên rượu đỏ người Pháp, bọn họ không chỉ là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng trên thế giới, chuyên gia bình luận rượu, lại có hai cửu thành viên giới rượu đỏ Italy và Tây Ban Nha vẫn còn đang đảm nhiệm cố vấn trưng cất rượu cho một khu vườn nho nào đó nổi tiếng thế giới. Nước Pháp, Italy, Tây Ban Nha đều là nước truyền thống sản xuất rượu đỏ, cho nên đối với đề thi rượu đỏ, bọn họ sẽ nghiêng về truyền thống, sau đó chính là giám khảo nước Mỹ, Chile, Nam Phi, trang Hạo Nhiên thay mặt cho giới rượu đỏ châu Á, là nhà bình luận rượu trí tuệ tương đối sắc bén, chúng cử giám khảo chính mà tưởng thiên lỗi là doanh nghiệp tham gia tài trợ cho cuộc thi đấu rượu đỏ lớn nhất, hơn nữa anh dựa vào sự hiểu biết độc đáo của mình đối với rượu đỏ, thậm chí là thành viên của 170 khu vườn nho, chúng cử giám khảo chính. Chỉ thấy 10 giám khảo chính nhanh chóng vào chỗ ngồi, trong không khí náo nhiệt này, trao đổi về nội dung quy chế thi đấu chút nữa công bố. Lúc này, chuyên gia hầu rượu cũng có mặt do xe riêng đưa đón, đầu tiên là Sihamoni của Tây Ban Nha, rồi đến The Sica của Anh, cùng cựu chuyên gia hầu rượu Pháp, từ từ xuống xe, trong lúc này đường Khả Hinh cũng cùng Lâm Tử Linh, đồng thời xe hơi riêng màu đen, đón ánh mặt trời rực rỡ, bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau, liền cùng nhau cất bước đi về phía hiện trường họp báo. Trang Hạo Nhiên đang cùng Tưởng Thiên Lỗi tán gẫu nội dung liên quan đến chấm thi lần này, anh muốn dọ hỏi đề thi của Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi quay mặt sang, lạnh lùng nhìn anh nói, vợ cậu cho tôi, tôi sẽ cho cậu. Trang Hạo Nhiên lập tức hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới xoay người, thấy các chuyên gia hầu rượu lục tục vào sân, ánh mắt không nhịn được tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc nhìn thấy trong đám người xuất hiện. Hôm nay đường khả Hinh thể hiện rõ tài trí xinh đẹp, mặc áo sơ mi gen cao cổ màu trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, trải đuôi ngựa thật cao gọn gàng, mang giày cao gót hơn 10 cm, nở nụ cười ngọt ngào chậm rãi đi tới, sắc mặt ửng hồng, hai mắt lóe sáng, lộ ra đấu trí và tự tin hiếm thấy. Tim của anh ấm áp, hai mắt hấp dẫn phát ra ánh sáng mập mờ khác lạ, nở nụ cười có chút hài lòng và thưởng thức nhìn cô. Đúng lúc này, Lâm Tử Linh che ở trước mặt của đường khả hình, nở nụ cười hết sức mập mờ, nhìn Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, nghi ngờ nhìn Lâm Tử Linh một cái, cũng không nhịn được ho khan một cái, quay đầu hỏi tưởng thiên lỗi, tốt bụng nói, anh hết cảm chưa? Có muốn chuẩn bị cho anh chút thuốc hay không? Anh nói xong, giống như vuốt ve người tình, muốn sờ phần kia để thi trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi giơ tay đè ở trên tay anh một cái, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Ánh sáng máy ảnh giống như tia chớp, tách 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 rơi vào trên thân hai người bọn họ, giống như đã bắt được chứng cứ chính xác bọn họ tư tình. Chương 1068, đảo lại. Năm 2013, buổi họp báo thi đấu chuyên gia hầu rượu đẳng cấp quốc tế chính thức bắt đầu. Tất cả chuyên gia hầu rượu ngồi vị trí đầu trong cuộc họp báo. Đường Khả hình vẫn như cuộc họp báo lần trước, ngồi ở vị trí bìa hàng đầu, đối với cá tính kín đáo của cô, thật ra có đôi lúc, thích hợp khiêm tốn và che giấu, ngược lại là một loại bảo vệ, chỉ thấy cô ngồi ở trên ghế ngồi màu trắng, cảm thấy tất cả xung quanh đều là tuyển thủ ưu tú nhất trên thế giới, mà ngày mai lập tức phải tham gia thi viết, trong não cô đột nhiên có một chút tê dại, giống như trước đấy đã học tập nhiều kiến thức, tất cả đều trở nên trống rỗng. Tâm trạng của cô không khỏi lạnh lẽo, hai mắt lập tức hiện lên một chút mờ mịt. Vitas ngồi ở chỗ ngồi phía trên, nhìn học trò như vậy, hai mắt thâm thúy nhíu lại thật chặt, vẫn lộ ra mấy phần lo lắng. Lauren ngồi ở phía trên, cũng không nhịn được nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh, lại nhìn các tuyển thủ, bọn họ cũng khẽ nở nụ cười tự tin, bình tĩnh thong dong, tâm trạng rõ ràng vui vẻ, nhất là Kerry tuy là người thâm trầm lãng mạn, cũng hiện lên mấy phần nụ cười, nhưng cô lại ngồi ở đó, mờ mịt làm cho người khác có chút lo lắng đối với tình trạng thi đấu của cô. Thậm chí mặt ông lộ ra mấy phần thâm trầm, nói: "Khả Hinh làm sao vậy? Mới vừa rồi còn thật tốt." Vitus không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn học trò, từ lúc tự tin và bình tĩnh, đến lúc này bị đánh trúng và tê dại, cả người giống như bị đánh trúng mà chìm xuống thật sâu, ánh mắt ông khẽ di động, vẻ mặt lộ ra ánh sáng mấy phần xem kỹ, nhưng cũng không giải thích. Lâm Tử Linh ngồi ở vị trí chính giữa, vẫn chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt lộ ra tự tin và khát vọng đến gần nhưng cô lại quan sát ánh mắt trang hạo nhiên rơi vào trên người của đường khả hình nhiều hơn lông mày của cô nhảy lên lại nghiêng mặt nhìn đường khả hình cách mình ba vị trí lập tức cả người như ngốc trệ cô a à hát một tiếng mỉm cười châm biếm cho tới bây giờ cũng không có xem cô đường khả hình nghe được tiếng cười châm biếm liền không nhịn được quay đầu cũng nhìn lâm tử linh ánh mắt nhíu lại trong khoảng thời gian này ở trong nhà chuẩn bị thi đấu mới biết chủ tịch hiệp hội rượu đỏ đến từ nhật bản trong lịch sử á châu duy nhất mà Nhật Bản dựa vào cá tính lãng mạn và tinh tế của bọn họ, cùng thưởng thức cuộc sống có rất tỉ mỉ. Năm gần đây, xuất hiện không ít nhà bình luận rượu ưu tú, chuyên gia hầu rượu, mà đối với bác dịch chúng cử thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, nghe nói là đã được thầy giáo của mình và Lauren tiên sinh hết lòng. Nhưng gặp phải các đất nước châu Á khác phản đối, trong đó đương nhiên có Nhật Bản, cô nghĩ tới đây, ánh mắt cứng lại, nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh khẽ nhíu mày, vẻ mặt lại lộ ra nụ cười có chút đắc ý, nhìn đường khả hình. Tôi sẽ cởi giày ném vào mặt cô đấy. Đường khả hình không nhích động môi, thầm cắn răng nói. Kerry ở một bên vuốt vuốt ly rượu nhỏ bằng hai ngón tay cái của mình, nghe cô gái bên cạnh nói tiếng trung thú vị, liền không nhịn được nghiêng mặt, dịu dàng nhìn cô. Đường khả hình đang không khách khí nhìn chằm chằm lâm tử linh, lại cảm giác có một ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cô liền có chút kinh ngạc nhìn Kerry ở bên cạnh, đàn ông này khoảng 35, mặc áo sơ mi kẻ ô trắng xanh bên ngoài khoác áo len màu xám cho kết hợp quần tây màu đen người tùy ý và nhàn nhã nhưng từ trong anh dần dần lộ ra bình tĩnh và hiền lành cô có thể cảm nhận một chút hơi thở quý tộc cô không nhịn được nhìn hai tròng mắt dịu dàng của anh nhưng bị ly rượu nhỏ bằng hai ngón cái trong tay anh làm công cụ trang trí hấp dẫn cô trợn to hai mắt nhìn trong ly rượu nho nhỏ không ngờ có đựng một phần ba dịch rượu đỏ thế nhưng 10 ngón tay của người này rõ ràng thay phiên nhau xoay tròn 360 độ dịch rượu đựng trong ly nhỏ, xoay tròn giống như chơi ảo thuật, dịch rượu không chút nào tràn ra, cô trợn to hai mắt, mất hồn nhìn đến ngây người, phải biết chuyên gia hầu rượu quả thật dựa vào khứu giác trời sinh. Càng phải có thưởng thức đặc biệt đối với rượu và thức ăn ngon mới có thể lan truyền ra, nhưng phải biết, mở chai, rút nút chai, xoay tròn, giải rượu, đều phải hết sức chú ý sức lực của tay, cùng độ linh hoạt các ngón tay. Cô kinh ngạc nhìn Kerry tay cầm ly rượu, đột nhiên thừa lúc cuộc họp báo chưa bắt đầu, ngón cái làm bộ hất ra, cái ly rượu nho nhỏ đó có thể xoay tròn 360 độ lên cao, cuối cùng dựa vào sức lực nhịp nhàng vô cùng kỳ lạ, chậm rãi xoay tròn hạ xuống, ánh mắt Kerry không chấp, liền vươn hai ngón tay kẹp lấy thân ly nho nhỏ, khuôn mặt lộ ra nụ cười, tiếp tục xoay tròn ly rượu trong tay. Trời à, con người của đường khả Hinh cũng muốn rất ra, nhìn dịch rượu trong tay Kerry, thiếu chút nữa cô cho là mình hoa mắt, cảm thấy trong ly rượu không phải rượu đỏ, nhưng cô bằng khứu giác trời sinh, ngửi được đó là rượu đỏ quý giá nổi tiếng của Chile. Có lẽ Kerry cảm thấy đường khả hình hoạt bát thú vị, liền nhấp nhẹ đôi môi, lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng và dịu dàng, hai ngón tay đang kẹp ly rượu, giống như muốn hắt dịch rượu trong ly về phía đường khả hình, cô hoảng sợ liền ngửa thân thể ra sau một cái, vào lúc rượu thiếu chút nữa tràn ra mép ly. Không ngờ Kerry lại xảo rượu thu lại, ngón tay nhanh chóng nắm chân ly, xoay tròn ly rượu, tiếp tục vuốt vuốt bật cười. Đường khả hình thở vào một hơi, lại nhìn Kerry, không nhịn được dơ nhẹ bàn tay cười khẽ, lại cười cười, nhìn ngón tay thon dài của Kerry, xoay tròn ly rượu, loại che chở dịch rượu dịu dàng và pha lẫn nhịp nhàng tự nhiên, làm liền một mạch như thế, cái này nhất định phải là người câu thông sâu sắc với linh hồn rượu, mới có thể làm được tự nhiên, tuyệt đẹp. Lòng của cô trượt động, sắc mặt dần dần thu lại. Khoảng 9 giờ 57 phút. Thư ký trưởng của chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, mặc bộ váy đồng phục màu đen, tay ôm một phần tài liệu, nhắc cổ tay, nhìn thời gian, lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, ở phía sau ông ta hơi thấp giọng nói mấy câu, chủ tịch nghe nói như vậy, liền cười gật đầu một cái. Rầm 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 rầm, tiếng pháo mừng lại vang lên rung chuyển trời đất, rất nhiều giấy màu bay múa đầy trời, lại một lần nữa bắn lên bầu trời xanh thẳm gần 100 con chim bồ câu trắng tinh tượng trưng cho hòa bình, bắt đầu dương cánh bay cao, lá cờ biểu tượng nho tím tung bay, bắt đầu từ từ bay lên, bà Gióc là người phát ngôn cho Hiệp hội Rượu Đỏ, cũng là người phụ nữ duy nhất, bà thể hiện ca tính và phong cách của người phụ nữ Pháp, ở trong từng tràng pháo tay cuồng nhiệt, đứng dậy, đeo mắt kính nhỏ, vừa mở diễn văn khai mạc sắp đọc, vừa nhìn về phía mọi người, bắt đầu nghiêm trang đọc diễn văn. Cũng giống như trước kia, nói tới lịch sử rượu đỏ gần 10.000 năm, Nhắc lại Hy Lạp là nơi xuất hiện rượu đỏ đầu tiên, rồi đến giáo sĩ các tu viện của Pháp thế kỷ qua từng bỏ ra mồ hôi vất vả cần cù gian khổ và sinh mạng, lại mỉm cười đàm luận đến rượu đỏ phát triển đến hôm nay. Đây là một thời đại tốt đẹp nhất, thịnh vượng nhất. Đất nước có truyền thống rượu đỏ giống như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Đức đều có quy định nghiêm khắc, phân chia cấp bậc nghiêm khắc, bảo vệ tốt từng một vùng đất thần bí, từng loại giống nho quý giá. Thậm chí đối với chất lượng rượu, nghiêm khắc giám sát và cho điểm bà Gióc lại mỉm cười đàm luận đến rượu đỏ thế giới mới của nước Chile. Đầu tiên bà đưa ra ý kiến cá nhân mình, cho rằng rượu đỏ châu Âu quá kín kẽ, giống như thân sĩ hết sức tao nhã lại kín đáo va chạm. trong quá trình uống và thưởng thức, đều phải phải tìm một chút cảm giác trước mới có thể kết hợp cùng rượu hoàn mỹ. Nhưng rượu của Chile luôn có một loại đẳng cấp thưởng thức sau một khắc là có thể bắt được một chút linh hồn tinh nghịch của nó, lại nhiệt tình, dĩ nhiên, trong rượu vang Chile cũng có nhiều thứ tốt đẹp, ẩn sâu trong rượu đỏ, tương lai còn chờ thời gian chứng minh, bà lại bàn đến, mình thích nhất California tràn đầy ánh mặt trời, California Mỹ giống như con sư tử, vì rượu đỏ thế giới mới, bày ra dũng cảm, tràn đầy sắc thái, tràn đầy mùi rượu kỳ ảo trong trời đất mới. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, bà gióc mỉm cười gật đầu, mặc dù bà lớn tuổi nhưng vẫn nở nụ cười mê người, đầu tiên dừng lại một lát, sau khi chờ tiếng vỗ tay dần dần đi qua, lại nhấc mí mắt nước nhìn chuyên gia hầu rượu ngồi ở vị trí đầu bà không nhịn được cười nói hiện nay có lẽ cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế có mặt phần đông là người châu á hy vọng mọi người có thể vẫn cười đến cuối cùng hướng tới đất nước châu âu chúng tôi thể hiện chuẩn mực khác lạ và giải thích độc đáo của mọi người dĩ nhiên chúng tôi cũng hy vọng chuyên gia hầu rượu các nước truyền thống có thể có nhiều biểu hiện xuất sắc và siêu việt dù sao có câu nói thế này tất cả sự vật phát triển đến một mức cực kỳ hoàn hảo nó sẽ từ từ suy yếu, nữ thần may mắn không thể có người nào đó trên lưng trong thời gian dài, bởi vì bà cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vào thời điểm thích hợp nhất, người thông minh nên hiểu được thay đổi, nếu không, nữ thần may mắn sẽ phóng khuôn mặt mới lên đường. Toàn trường cười rộ lên một trận, bà Gióc là phụ nữ hài hước nổi tiếng giới rượu đỏ, thiên thiên, giang dĩ thần cùng lâm tử linh dối giết ngẩng mặt mỉm cười, đường khả hình cũng không nhịn được nở nụ cười dịu dàng. Bà Gióc ngừng một lát, cảm nhận tiếng nhạc từ kích động lòng người chậm rãi chuyển thành bản nhạc tập trung hơi lộ ra khẩn trương tay bà nắm bút lông chim đầu tiên trầm ngâm lắng nghe bài nhạc này liền có chút vui vẻ nhìn về phía kỹ sư thiết kế tổng phụ trách phía dưới khán đài mỉm cười nói Mr. chu một chút nữa tôi muốn cùng các dj của ông uống một ly bởi vì cậu ấy vô cùng hiểu tâm ý của tôi người toàn trường nở nụ cười lần nữa ngược lại kỹ sư trưởng chu tiên sinh hào phóng nở nụ cười gật đầu một cái well. Bà Gióc đành có chút ngượng ngùng nhìn mọi người, nở nụ cười thừa nhận, quả thật, tiếp theo đây sẽ công bố quy định thi đấu chuyên gia hầu rượu căng thẳng nhất, cùng với quy định phân chia đề thi chủ yếu nhất. Đầu tiên tôi muốn xin lỗi với tất cả chuyên gia hầu rượu, chúng tôi đều hiểu mọi người là nhà ảo thuật rượu đỏ, mọi người đều lãng mạn và nắm giữ lòng người hơn so với bất kỳ ai, nhưng để bảo đảm cuộc thi đấu tiến hành công bằng và không thiên vị, lúc ban đầu chúng tôi quy định thứ tự thi đấu và phương án thi đấu của chuyên gia hầu rượu cũng đã thông qua bỏ phiếu quyết định mà không lịch sự thông báo cho mọi người biết quyết định này lúc này đầu tiên phải nói xin lỗi nhưng chuyện này nhất định phải tiến hành các tuyển thủ cùng phóng viên dưới khán đài đều có chút mờ mịt nhìn bà gióc bà gióc cũng giống như hiểu được suy nghĩ của mọi người mỉm cười nhìn các chuyên gia hầu rượu dừng lại một lát chậm rãi nói ra nói cách khác chuyên gia hầu rượu đã từng nhận lấy thứ tự thi đấu, cứ đảo ngược chiều kim đồng hồ 180 độ, ví dụ như đường khả hình tiểu thư, thứ tự thi đấu từ số 1 sẽ thay đổi thành số cuối cùng tham gia thi đấu. Đường khả hình lập tức hoảng sợ, trợn to hai mắt, nhìn bà gióc. chương 1069, hài hước. Đây có tính là một tin tức tốt hay không? Cả người đường khả hình không khỏi chấn động, không nhịn được ngồi thẳng người, mở to mắt, có chút không thể tin nổi nhìn bà gióc. Bà Gióc cũng mỉm cười nhìn phản ứng lớn nhất của đường Khả Hinh, hài hước hỏi, đường Khả Hinh tiểu thư, cô đối với tin tức này, là vui vui mừng hay tức giận? Sắc mặt của đường Khả Hinh thu lại, không nhịn được nhìn sắc mặt trầm ngâm căng cứng của thầy giáo một cái, hai tròng mắt của cô chớp lóe, không nhịn được khách khí mỉm cười, thái độ không bày tỏ ý kiến của mình. Ngược lại Trang Hạo Nhiên có mấy phần thấu hiểu nhìn đường Khả Hinh, khẽ mỉm cười. Bà Gióc không đợi các tuyển thủ kinh ngạc xong, liên tiếp tục khẽ mỉm cười, làm dịu lại không khí nói, tôi cảm thấy chuyện này đối với Lâm Tử Linh tiểu thư đến từ Nhật Bản không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì mặc kệ quy định thi đấu thay đổi như thế nào, cô ấy cũng vẫn là số 5. Hy vọng con số may mắn này có thể mang đến may mắn cho cô ấy. Tiếp theo, tôi công bố quy định thi viết của chuyên gia hầu rượu trong phạm vi tham khảo. Bài thi đầu tiên là thi căn bản, xì gà, whisky, cà phê, trà phẩm và thuốc lá cùng thức uống khác, bài thi thứ hai chính là đề thi vấn đáp về lịch sử phát triển rượu đỏ, có liên quan đến 120 vườn nho đẳng cấp thế giới, cuối cùng là nội dung hầu rượu, văn hóa rượu đỏ các đất nước trên thế giới, phân tích hoàn cảnh mùa vụ và địa lý, đặc điểm khí hậu. Bài thi thứ ba phải trình bày các loại dụng cụ uống rượu và dụng cụ giải rượu, đưa ra đáp án nó được chế tạo từ nước nào và nói ra tất cả dụng cụ pha rượu và loại rượu kết hợp với nó. Sau đó là kết hợp 47 loại chất lỏng gần như vô vị, Mọi người phải phân biệt được mùi hương. Tôi có ý tốt nhắc nhở cho mọi người, trong 47 ly chất lỏng này, đồ uống có chất hóa học, mặc dù không độc, nhưng sẽ ảnh hưởng khứu giác, tốt nhất là mọi người uống một chút là được. Cuối cùng còn có giữa lại một bài thi bí mật, bài thi bí mật này không có trong phạm vi tham khảo. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người có mặt cũng rối rít xôn xao bởi vì quy định thi đấu mới nhất, rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao vào chung kết chuyên gia hầu rượu mới tổ chức thi viết? mà hai vòng thi đấu đầu đã ban hành chứng chỉ trung cấp chuyên gia hầu rượu. Lúc này nghe tới, quả nhiên kết quả khác nhiều. Mấy chuyên gia hầu rượu, nghe đề thi viết về lịch sử nhiều nhất, cũng dối giết im lặng không lên tiếng, ánh mắt đường khả hình càng rõ ràng, để cho tâm trạng của mình tuyệt đối lắng động. Bà gióc mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn các chuyên gia hầu rượu cùng phóng viên có mặt một cái, mới tiếp tục mỉm cười tuyên bố, trong quá trình này, mỗi bài thi tổng điểm là 100, 9 phần 10 là được tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Vòng thi thứ hai, do giám khảo chính thoải mái ra đề, do ban phê bình cho điểm, ở chỗ này, tôi lại muốn xen vào một câu nói, bởi vì vòng thứ hai là đề vấn đáp tự do, cho nên ban phê bình cũng có thể giơ tay, thông qua sự đồng ý của giám khảo chính, cũng có thể đưa ra vấn đề với tuyển thủ. Phạm vi vấn đề này, không thuộc phạm vi cung cấp cho mọi người. Nhưng tôi có thể nhắc nhở cho mọi người, mỗi giám khảo cũng sẽ hỏi mọi người về vấn đề mà bọn họ chú trọng. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhìn bà gióc, có một số hiểu, có một số không hiểu, đường khả hình chừng lớn con ngươi, nhìn bà gióc cũng không có lộ ra chút nào hiểu ý. Vitus ngồi tại chỗ, nhìn vẻ mặt học trò, hai mắt ông nhíu lại, thở dốc một hơi, tay đặt ở trên đầu gối cũng hơi nắm lại. Đường khả hình hơi nghiêng mặt, ánh mắt xoay tròn, ép buộc mình bình tĩnh lại, nghĩ tới câu nói sau cùng của bà gióc, từng giám khảo cũng sẽ hỏi mọi người vấn đề mà bọn họ chú trọng. Vấn đề bọn họ chú trọng, Trái tim của cô ầm một tiếng, nếu là người thế giới rượu đỏ đều hiểu được, lịch sử rượu đỏ phát triển gần 10.000 năm, vườn nho trải rộng mỗi địa phương toàn thế giới, muốn hiểu được nó, điều này phải cần một quá trình học tập khá dài. Nếu đây là hỏi đáp ngẫu hứng, cái gọi là vấn đề mình chú trọng cần phải theo suy nghĩ chiều tượng của giám khảo chính. Ánh mắt cô vẫn xoay tròn, hơi lộ ra mấy phần căng thẳng suy nghĩ tới vấn đề này. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng lúc nhìn đường khả hình, ánh mắt bác dịch nhíu lại, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần căng thẳng nhìn đường khả hinh. Lâm Tử Linh ngồi tại chỗ, nghe lời nói của bà gióc, lập tức khẽ mỉm cười tự tin. Bà gióc nhìn tất cả chuyên gia hầu rượu từ từ im lặng và tự hỏi, bà cũng thoải mái mỉm cười, vì làm dịu lại không khí, nhìn mọi người nói, mọi người đừng căng thẳng, vấn đề của tôi nhất định là nhẹ nhàng và đơn giản, thậm chí là hài hước đấy. Hội trường, rất nhiều phóng viên và khách quý cũng nở nụ cười, nhưng trong người chuyên gia hầu rượu, chỉ có mấy chuyên gia hầu rượu trẻ tuổi mới hơi lộ ra nụ cười giống như tin tưởng nhưng các cựu chuyên gia hầu rượu đều hiểu bà gióc còn được gọi là hoa hồng phu nhân bên ngoài luôn hài hước nhưng bên trong cơ thể theo đuổi rượu vang bà nổi tiếng nghiêm khắc cẩn thận thậm chí sắc bén chấm điểm cực kỳ nghiêm khắc không ít chuyên gia hầu rượu khó qua được bà ngay cả vitus và bác dịch cũng biết danh tiếng hoa hồng phu nhân khuôn mặt lạnh lùng thái độ hơi lộ ra nghiêm túc nhìn bà gióc Đường khả hình cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn lúc bà dốc mỉm cười, tính cách sắc bén không bắt kịp, đầu óc của cô trống rỗng, không ủng hộ, cũng không phản đối. Bà dốc mỉm cười nhìn mọi người một lúc, lại lật xem một tập tài liệu, đầu tiên giơ tay đẩy nhẹ mắt kính của mình, xác nhận tài liệu mình sắp sửa giải thích không có lầm, mới nói tiếp vòng thi đấu thứ hai, điểm mắc cũng là 100%. Điểm số hợp cách là 80 điểm, tuyển thủ có thể vượt qua số điểm này, tiếp tục tiến vào vòng thứ ba, thi viết cũng chính là bài thi cạnh tranh. Đến lúc đó, ngoài 10 giám khảo chính ra, sẽ có 100 chuyên gia bình luận rượu trên thế giới, đầu bếp cao cấp, quản lý bộ phận kinh doanh rượu, quản lý phòng ăn thành lập tổ tham vấn. Hỏi 20% điểm số, đề vấn đáp không có phạm vi tham khảo, điểm số hợp cách 60 điểm. Mọi người vừa nghe nói như vậy, toàn bộ thở ra một hơi, trên mặt một số chuyên gia hầu rượu càng lộ vẻ nghiêm túc. Đường Khả Hinh cũng ngồi ở một bên, vẻ mặt trầm tĩnh, im lặng không lên tiếng. Bà Gióc bình tĩnh nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói, nếu con đường tôi đi, tôi có thể đoán trước tương lai, cái này không chỉ không tăng thêm một chút thú vị, mà còn có một loại cảm giác cuộc sống bị trôi qua lãng phí. Rất nhiều tuyển thủ ưu tú thế giới cũng hy vọng có cơ hội có thể tiếp xúc được thi đấu thần kỳ với quy mô lớn như thế, tìm kiếm một chút kích thích chưa biết. Mọi người đừng căng thẳng, mặc kệ quy định thi đấu nghiêm khắc như thế nào, đây bất quá chỉ là thể hiện sự chuyên nghiệp rượu đỏ của mọi người sâu bao nhiêu mà thôi. Nó không có ý nghĩa khác. Có nữ phóng viên lập tức có chút căng thẳng hỏi, bà gióc. Tôi muốn hỏi bà, thì viết cũng đã khái quát toàn bộ thế giới lộng lẫy của rượu đỏ, tương lai vòng thi thứ hai, để thi có cái gì đặc sắc chứ? Ví dụ như mọi người mong đợi nếm thử, hoặc 4.000 người quan sát quá trình hầu rượu, nghe nói còn có vị khách quý bí ẩn. Bà gióc nhìn nữ phóng viên, hơi nở nụ cười nói cảm ơn vấn đề của cô, tôi nghĩ đây cũng là rất nhiều chuyên gia hầu rượu muốn biết. Nhưng tôi lại muốn nói cho mọi người biết, trước khi cuộc bắt đầu thi đấu, ba trận thi đấu ngày mai, tổ chức vào ba buổi sáng trưa chiều. Nếu mọi người có thể thuận lợi vượt qua vòng đó, chúng ta gặp lại vào thời điểm cuối cùng, chào đón mọi người tham gia cuộc thi đấu bí ẩn tiếp theo. Nhưng hôm nay, vì bảo vệ cho cuộc thi đấu được công bằng không thiên vị, chúng tôi sẽ không công bố tình huống thi đấu cụ thể vòng thứ hai, vòng thứ ba chờ ngày mai sau khi có kết quả thi đấu chúng tôi lại mở cuộc họp báo thông báo rõ tình huống cảm ơn mọi người đám phóng viên xôn xao cầm máy chụp hình cảm thấy bị khơi gợi đủ hứng thú nhịn một chút đi chỉ đúng có một ngày thôi ba trận thi đấu cũng chỉ có ba ngày thôi hy vọng tất cả thành viên hiệp hội rượu đỏ chúng tôi cùng tất cả bạn bè truyền thông cùng chứng kiến khoảnh khắc bí ẩn này bà gióc mỉm cười nói dứt lời liền ngồi xuống Nhìn chủ tịch hiệp hội rượu đỏ gật đầu một cái. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ ngồi tại chỗ, mỉm cười nhìn các chuyên gia hầu rượu và phóng viên, chậm rãi nói: "Hoan nghênh mọi người chú ý tới hiệp hội rượu đỏ thế giới chúng tôi tổ chức thi đấu chuyên gia hầu rượu. Đây là một cuộc thi đấu toàn cầu chú ý, cho nên chúng tôi sẽ bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường thi, bố trí camera 360 độ không có góc chết, trực tiếp truyền hình hiện trường." Sau khi gặp nhau tại cuộc họp báo, 10 vị tuyển thủ phải để lại máy tính của mọi người, điện thoại di động và các dụng cụ truyền tin, trong 24 giờ căng thẳng này, chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho mọi người mật mã địa chỉ mạng của hiệp hội rượu đỏ thế giới chúng tôi, ngoài lần đó ra, mọi người sẽ không được phép liên lạc với bất kỳ người nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ các chuyên gia hầu rượu thi đấu cùng mình, nếu bọn họ chấp nhận chia sẻ kinh nghiệm hầu rượu cùng mọi người, điều này được phép. Nhưng nghiêm cấm chỉ tiếp xúc với nhân viên làm việc và chuyên gia hầu rượu bên ngoài nếu như vi phạm quy định, lập tức thối lui khỏi thi đấu rượu đỏ. Không cần có ý kiến. Các tuyển thủ cùng nhau ngẩng mặt nhìn ông ta, cũng bày tỏ ngầm đồng ý gật đầu. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ nhìn mọi người một vòng, cũng không có ý kiến khác, liền khẽ mỉm cười, sau đó mời thành viên nước Pháp làm giám sát đối với 10 tuyển thủ, dẫn từng chuyên gia hầu rượu đi vào lầu phụ khách sạn Á Châu, bố trí thêm mấy nữ nhân viên quốc tịch Anh ở đại sảnh khách sạn, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, yêu cầu các tuyển thủ giao ra các loại dụng cụ truyền tin, một cựu chuyên gia hầu rượu người Pháp, mỉm cười đi trước tới đại sảnh khách sạn Á Châu. Những người khác cũng từng bước đi khỏi. Đường khả hình cũng chậm rãi đứng lên, không nhịn được nhìn ánh mặt trời, mang tâm trạng nặng nề căng thẳng, liếc mắt nhìn thầy giáo vài ngày không gặp. Vitus cũng ngồi ở tại chỗ, vẻ vẫn quen âm trầm lạnh lùng nghiêm túc nhìn học trò. Đường khả hình nhìn ánh mắt ông, trong lòng dâng lên vô hạn biết ơn, cảm ơn ông nghiêm khắc cho tới nay, cảm ơn ông dụng ý tốt đả kích cho tới nay, cảm ơn ông dạy dỗ cho tới nay, dạy tất cả mọi thứ của ông. Hai tròng mắt của cô không nhìn được đỏ thắm, chăm chú nhìn thầy giáo, nhớ tới những ngày sống ở bên ông, mỗi sáng sớm đội mưa xối xả, tất cả tất cả tất cả. Từ từ, khuôn mặt cô hiện lên nụ cười ngọt ngào nhưng cứng rắn, giống như con gái nhìn cha. Vitus vẫn nghiêm túc chăm chú nhìn học trò, không nhìn ra một chút tình cảm, sau khi đường khả hình chăm chú nhìn thầy giáo lại bị nhân viên bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở chỉ đành phải vừa xoay người đi về phía trước vừa nhanh chóng liếc mắt nhìn trang hạo nhiên ở bên kia giữa cô và anh nhiều lúc đều bị bức tường số mạng vô tình che kín hai mắt cô rưng rưng lộ ra vô hạn thâm tình liếc mắt nhìn trang hạo nhiên đứng ở nơi đó chỉ thấy hôm nay anh mặc tây trang màu đen và áo sơ mi màu đen nhìn ra được khuôn mặt anh ốc hác, phải gánh vác và yêu phiền thật nhiều chuyện tương lai có thể sẽ mệt mỏi hơn Cô dịu dàng và thâm tình lộ ra mấy phần hiểu thấu và đau lòng nhìn người đàn ông kia, hai mắt di động nước mắt như tia sáng kim cương chiếu dọi bóng dáng nghiêm nghị của anh. Trang hạo nhiên rất nhớ nhung thâm tình nhìn Đường Khả Hinh trên mặt lộ ra một chút vội vàng và đau lòng. Đường Khả Hinh vừa bước đi vừa nhìn khuôn mặt anh lo lắng nhớ tới ngày đó chia tay ở khách sạn anh để lại cho mình nụ cười trong lòng của cô ấm áp cũng nghẹn ngào run rẩy cứng rắn chen nụ cười giống như đang nói chúng ta cùng nhau cố gắng, vào mùa thu này, chúng ta cùng nhau trở lại Cambridge. Trang hạo nhiên giống như nghe được tiếng lòng cô, chỉ đành phải nuốt khổ sở, khẽ nở nụ cười, muôn ngàn lời muốn nói tạo thành một câu, cố lên. Đường khả hình lại gật đầu một cái, rốt cuộc xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trang hạo nhiên vội vàng nhìn đường khả hình đi vào bên trong, trái tim cũng theo cô đi về phía trước, không ngờ lúc này tiêu đồng lo lắng đi tới bên cạnh mình, vội nói một câu, anh lập tức có chút kinh ngạc nhìn cô. Chương 1070, cái mạng này. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Nhân viên hiệp hội rượu đỏ người Pháp đang ở phía bên trái đại sảnh khách sạn bố trí địa điểm tuyên truyền giám sát, mở ra từng cái tủ sắt, gom tất cả dụng cụ truyền tin cùng với vật phẩm quý giá của chuyên gia hầu rượu tạm thời cất giữ, tất cả chứa ở trong tủ sắt, nhìn các cô nhận lấy từng điện thoại di động và vật phẩm của chuyên gia hầu rượu còn lại hai chuyên gia hầu rượu cuối cùng cũng không có theo quy định trên thời gian nộp vật phẩm, liền không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ngoài đại sảnh, dùng tiếng pháp hỏi thăm. Còn có hai chuyên gia hầu rượu sao lại không thấy? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài. Kerry vẫn đứng ở dưới ánh mặt trời sáng lạn, hai mắt chậm rãi lóe lên một chút chính xác và tinh tế của chuyên gia hầu rượu, nhìn biển rộng mênh mông mãnh liệt, cảm nhận cơn gió biển trùng điệp điệp mang theo vị mặn, đập vào mặt, thậm chí anh có thể cảm nhận được ở nơi xa xôi, tuôn ra một chút mùi hương ở tầng sâu, ánh mắt của anh nheo lại, dựa vào khứu giác mạnh mẽ của mình, âm thanh phát ra từ hướng phía bên phải khách sạn, truy tìm tiếng sóng tuôn trào giống như mùi hương tỏa ra. Hai nhân viên nhanh chóng đi về phía Kerry, ý tốt nhắc nhở anh, hy vọng anh có thể mau sớm vào bên trong, giao dụng cụ truyền tin và vật phẩm quý giá, Kerry đón gió hơi đứng một lát, mới chậm rãi xoay người đi vào trong, lúc này Đường Khả Hinh cũng đứng ở trong đám người khẽ nở nụ cười nhìn thơ ngữ cùng lạp lạp và tiên nhi nói mọi người đừng đi theo nếu như đi vào với tôi thì không thể đi ra tôi sẽ chờ ở bên trong yên tâm đi có phải cô sợ chúng tôi quấy giày cô hay không vẻ mặt lạp lạp chính là muốn đi theo vào nhìn đường khả hình căng thẳng nói nếu như chúng tôi không vào được một mình cô ở đó rất buồn bực dù sao nơi đó là phòng vip chúng tôi ở phòng khách là được đường khả hình lập tức nhịn cười nhìn bọn họ Tiên Nhi và Lạp Lạp muốn đi theo, vẻ mặt cùng lộ ra uất ức đáng thương, cúi đầu, Thơ Ngữ đứng ở một bên, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Chúng tôi cũng không muốn quấy rầy cô, nhưng có chút lo lắng. Dù sao cô không giống các chuyên gia hầu rượu khác, vấn đề an toàn là chủ yếu, bà chủ mới vừa gọi điện thoại cho tôi, hy vọng chúng tôi đi vào chăm sóc, chuyện này cũng chỉ một hai ngày thôi, nếu như cô không ngại thì để cho chúng tôi đi theo cô." Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thơ Ngữ Dừng lại một lát, chỉ đành phải cười gật đầu một cái. Tiên Nhi cùng Lạp Lạp lập tức thật vui vẻ đứng ở bên cạnh, hả hê gật đầu một cái. Hai nhân viên liên hệ với Đường Khả Hinh, đều là phiên dịch cận thân, Á Lạc, một cô gái xinh đẹp động lòng người, cùng mời cô đến đại sảnh khách sạn chuẩn bị đi nộp vật phẩm, thuận tiện vào ở lầu phụ ghi danh. Đường Khả Hinh nhìn đám đông di chuyển trong đại sảnh, cô dừng lại một lát, thở dốc mấy hơi, vẫn trong từng ánh đèn flash, cất bước đi vào trong. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng từ cuộc họp báo, lập tức căng thẳng nhìn đường Khả Hinh đã liên hệ với thơ ngữ cùng Tiên Nhi và lạp lạp đi vào trong, khuôn mặt của cô vừa cẩn thận, vừa trầm tĩnh nhưng lộ ra mấy phần căng thẳng đè nén. Hai người bọn họ gấp gáp nhìn theo bóng lưng đường Khả Hinh, trên mặt lập tức lộ ra căng thẳng, cùng quay mặt sang nhìn Trương Thục Giao từ trong đám người, bước nhanh tới, vẻ mặt lộ ra mấy phần căng thẳng, đè nén nói, xác định. Lúc 11 giờ 00 đường truyền khách sạn Á Châu chúng ta đã từng bị cắt đứt 3 lần. Mỗi lần khoảng cách 10 giây. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức nhanh chóng lóe lên, nhìn Trương Thục Giao nói, có phải Văn phòng cho rằng đây là đang điều chỉnh băng tần chuẩn bị xâm nhập hệ thống mạng của chúng ta và truyền tin hay không? Đúng vậy, vẻ mặt Trương Thục Giao lập tức lộ ra căng thẳng, nhìn Trang Hạo Nhiên vội nói, trước mắt, anh ấy đã cùng rất nhiều kỹ sư máy tính trở lại phía sau khán đài, chuẩn bị kéo tường lửa. Lạc Hoành cũng khẩn cấp chạy về chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa rồi. Chúng ta còn đang lo lắng bọn họ sẽ dùng hệ thống mạng nhanh chóng truyền tin tức tiểu nhu bị giết hại hay không. Chỉ cần khả hình nộp dụng cụ truyền tin, thuận lợi tiến vào lầu phụ, tất cả sẽ tốt thôi. Trang hạo nhiên vội nói xong, lập tức xoay người nhìn đường khả hình đã cùng nhân viên đi về phía chỗ ghi danh, anh lại cấp tốc quay người lại, nhìn Trương Thục Giao nhanh chóng căn dặn cô xem một chút. Tuyệt đối không thể vào lúc này, truyền ra tin tức của tiểu nhu. Vâng. Trương Thục Giao lập tức căng thẳng gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, khuôn mặt cũng lộ ra căng cứng, mang theo một chút căng thẳng, nói, khách sạn Á Châu chúng ta đã từng có 127 kỹ sư tốn 2 năm xây dựng hệ thống tường lửa mạnh nhất, trước đó thiếu chút nữa xung đột với Hàn Thị, tôi cũng không có mở ra. Cô lập tức thông báo lệnh của tôi, bảo Văn Phong mở hệ thống tường lửa mạnh nhất. Động tác phải nhanh. Trương Thục Giao lập tức đáp lời, nhanh chóng xoay người đi khỏi, Đông Anh và Tiêu Đồng, hai người cũng nhanh chóng dẫn cùng nhân viên đi về phía đại sảnh khách sạn, trước hết căn dặn quản lý đại sảnh tắt các màn hình và các loại dụng cụ phát hình tại đại sảnh, thậm chí mở hệ thống quấy nhiễu, trong thời gian ngắn nhiễu loạn dụng cụ truyền tin là điện thoại di động cá nhân và máy tính bảng, tránh vào thời điểm nhạy cảm lại có tin tức gì kinh hãi. Đường tiểu thư, mời tới bên này, Lý Á lạc mỉm cười đi trước vào đại sảnh, lại hơi giơ tay mời đường khả hình đi tới bên bộ phận tuyên truyền, mấy nhân viên đã mở khó tủ an toàn, cuối cùng chờ đợi. Đường khả hinh mỉm cười gật đầu một cái, trước tạm thời đi khỏi thơ ngữ cùng tiên nhi và lạp lạp, cất bước đi về phía quầy dài ở bên kia, lấy điện thoại di động và máy tính bảng, còn có laptop mình thường sử dụng mới vừa thuận tiện mang tới, đã sớm chuẩn bị xong, giao toàn bộ cho nhân viên, cô mỉm cười bình tĩnh nhìn nhân viên nghiệp vụ sau khi nhận lấy, liền thật cẩn thận đặt vào tủ sắt. Dùng mật mã biệt hóa lại, đường khả hinh lại nhấn nhẹ chỉ tay vào trong khóa tủ sắt, có nghĩa là mật mã cái tủ này. Ngoài nhân viên nghiệp vụ của Hiệp hội và đường Khả Hinh, hai bên cùng mở ra, bất kỳ bên nào cũng không được tùy ý dùng dụng cụ truyền tin. Trận thi đấu lớn như vậy, không khí căng thẳng nhanh chóng tràn ngập cả đại sảnh. Đường tiểu thư, mời cô ở chỗ này kiểm tra đối chiếu thân phận lần cuối cùng, sau đó ký tên, sẽ phải tiến vào trong tòa nhà khép kín. Lý Á Lạc là cao thủ phiên dịch bảy thứ tiếng giỏi nhất, trang hạo nhiên đặc biệt chọn lựa nhân tài ưu tú cho đường khả hình thi đấu, buổi trưa hôm nay mới từ nước Anh trở lại. Đường Khả Hinh lại thở dốc một hơi, bình tĩnh đứng ở trước quầy, nhìn nhân viên đang cúi người ghi chép cho mình. Bên cạnh để máy tính bảng cũng vẫn phát hình ảnh màu sắc rực rỡ. Trong lúc cô đang đợi, hơi rũ mí mắt, lơ đáng liếc hình ảnh trong máy tính bảng, không có quá lưu ý đến một góc. Tôi ra ngoài đã lâu, tôi cũng chưa kịp thông báo cho chồng tôi một chút, chắc chắn anh rất lo lắng. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy trước. Chu Tiểu Tình vừa rơi lệ vừa nhớ tới hôm nay mình đi ra quá gấp, quên nói cho chồng liền vội vàng móc ra một chiếc điện thoại di động nokia cũ kỹ chuẩn bị nhấn phím trong suốt gọi điện thoại cho chồng mình ngồi phía đối diện một người khách nữ người úc cô tay thuận cầm một máy tính bảng muốn xem tin tức trong nước một chút lại không khỏi nhắc mí mắt liếc mắt nhìn điện thoại di động thật sự khó coi của chu tiểu tình mặc dù trong lòng đang suy nghĩ khách sạn sang trọng như thế làm sao cho phép có loại khách xuất hiện cô suy nghĩ xong liền để máy tính bảng xuống nâng cà phê nóng hổi bên cạnh khẽ nhấm một hớp Chồng tôi vẫn không có nghe điện thoại. Chu Tiểu Tình có chút ngượng ngùng cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn Trần Mạn Hồng, nghẹn ngào nói xong, lại xoay người, mặt nhìn người khách nữ kia, tiếp tục nghe điện thoại tiếng chuông vang lên, cũng đang trong lúc chờ đợi, ánh mắt của cô nheo lại, phát hiện máy tính bảng của người khách này, mới vừa rồi còn ở một trang màu sắc rực rỡ rất bình thường, thế nhưng lúc này không khỏi cắt vào một hình ảnh rất kỳ lạ, thậm chí hình ảnh kia có chút kinh hãi, cô nắm điện thoại nghe tiếng chuông, vừa ngạc nhiên lại gần này máy tính bảng muốn nhìn rõ hình ảnh kia. Chu tiểu tình phịch một tiếng, vào tới trước mặt người khách nữ kia, không tiếc đụng ngã ly cà phê cô mới vừa đặt xuống, vẻ mặt cô rất quái dị, thậm chí đến cuối cùng khiếp sợ cầm lấy máy tính bảng, con người trợn to, đôi mắt đẫm lệ, nhìn hình ảnh bên trong, quả nhiên là em gái của mình, hôn mê ở trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể cuộn tròn, hai mắt khép chặt, má trái tràn đầy máu. Dáng vẻ kia cực kỳ kinh hãi và đáng thương. Cô lập tức trợn to hai mắt, tay che miệng, mặc cho nước mắt lăn xuống, mặc kệ người khách nữ kia kêu la, tiếp tục nhìn hình ảnh kế tiếp, sau đó là hình em gái của mình ở trong bóng tối bị người bỏ vào bao bố, ném vào trong biển, lòng cô co thắt, cảm giác thai nhi của mình sắp rơi ra, cô lại tiếp tục ngừng thở xem trang cuối cùng là hình ảnh em gái của mình sống sờ sờ bị chặt rời thân thể tại bãi biển, mặc cho gió biển tuôn trào, sinh mạng bị chặt rời biến mất ngay cả linh hồn cũng tan thành mây khói rồi. Chu tiểu thư, cô làm sao vậy? Trần Mạn Hồng lập tức nhìn người khách nữ tức giận kêu to, cũng đi tới, căng thẳng gọi cô, đang muốn đoạt lấy máy tính bảng trong tay cô, nhưng lập tức trợn to hai mắt, thấy Tiểu Nhu bị ép buộc, lại bị bỏ vào bao bố, sau đó bị chặt tay chân, trái tim của cô đau như rách ra, cũng không thể tin nổi trợn to hai mắt, thở dốc, run rẩy rơi lệ nhìn cảnh tượng này. Tiểu Nhu, Chu Tiểu Tình lập tức ngã ngồi trên mặt sàn, ôm máy tính bảng, tan lòng nát dạ sụp đổ ngẩng mặt khóc giống, thượng đế ơi em gái của tôi, quả nhiên cô đã xảy ra chuyện. Tiểu Nhu. Cả đại sảnh xôn xao một trận, rất nhiều người xem cùng phóng viên nhìn sang bên kia, lúc mấy bảo vệ cùng quản lý nhà qua, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cũng ngẩng đầu lên nhìn ghế salon bên cạnh, có một người phụ nữ mang thai đang ôm máy tính bảng, khóc thật tuyệt vọng và thê lương, vừa khóc vừa kêu to Tiểu Nhu. Ánh mắt của cô nhíu lại, ngạc nhiên đang muốn đi tới. Đường tiểu thư, Lý Á Lạc lập tức nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn cô nói, đã đến giờ rồi. Được, đường khả hình khẽ mỉm cười, liền cầm lên bút máy, chuẩn bị ký tên lên tài liệu. Đông Anh và Tiêu Đồng nhanh chóng mà căng thẳng dẫn người đi vào, tất cả nhân viên làm việc tay cầm hộp quấy nhiễu tín hiệu màu đen, kéo sợi anten thép khá ngắn, nhanh chóng nhấn cái nút, bắt đầu phát ra tín hiệu quấy nhiễu mạng và hệ thống truyền tin. Đường khả hình nhìn Lý Á lạc một cái, mặc dù nhìn sang có chút nghi ngờ, nhưng vẫn không thể làm gì khác thở dốc một hơi, xoay người đi về phía trước, cũng đang lúc sắp xoay người, nhìn thấy trong đám người, Trần Mạn Hồng nửa quỳ ở trước mặt của một người phụ nữ có thai, nhặt máy tính bảng đã rơi xuống sàn, nhìn một lúc lại run rẩy khóc, rất đau lòng bi thương mà người phụ nữ có thai vẫn ngồi dưới sàn, đau khổ tột cùng ngẩng mặt khóc cực kỳ bi thương. Trái tim của cô chợt ầm một tiếng, không nhịn được không bị nghẹt thở dừng lại đi về phía đám người. Tiêu Đồng dẫn cùng nhân viên làm việc nhanh chóng đi về phía đường khả hình. Đông Anh sai người tạm thời nhanh chóng tắt tất cả máy truyền phát tin trong đại sảnh. Khả Hinh, tiêu đồng lập tức căng thẳng ngăn ở trước mặt cô, lo lắng nhìn cô nói, trước hết cô đừng có nhiều chuyện nữa. Thi đấu quan trọng hơn. Vitus và bác dịch, còn có Lauren cùng mọi người đang đứng một bên cạnh ở đại sảnh khách sạn, chăm chú nhìn đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại kích động run rẩy chợt đầy tiêu đồng, lập tức nhào tới trên ghế salon, lại đẩy mấy bảo vệ, đi tới trước mặt của Trần Mạn Hồng, đoạt lấy máy tính bảng, trợn to hai mắt, nhìn hình ảnh tiểu nhu hôn mê ngã xuống đất, má trái bị khoan, thậm chí bị trói tay trói chân ném vào trong biển. Cuối cùng cảnh tượng chặt tay chân, trái tim của cô chợt nổ tung, nhìn hình ảnh kinh khủng đó, nước mắt chưa kịp rớt xuống, cũng đã trơ mắt nhìn cửa sổ màn hình, đường khả hinh. Cái mạng này của cô ta là cô làm hại. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1071, Tàn Nhẫn Khả Hinh Cô đừng như vậy, Tiêu Đồng lập tức đi tới trước mặt cô, muốn cướp máy tính bảng trong tay cô. Đường Khả Hinh đẩy mạnh tay cô ra, khuôn mặt căng cứng, mang theo run rẩy tức giận, hai tròng mắt không ngừng nhấp nháy, xem tới xem lui từng hình ảnh tiểu Nhu bị giết hại, cả khuôn mặt cô kỳ quái, vặn vẹo co giật, nhất là thấy tiểu Nhu bị chặt tay chân ném vào trong biển, cô thiếu chút nữa không nghĩ ra vẻ mặt tiểu Nhu thật thà đáng yêu, thậm chí cũng nghĩ không ra, lần đầu gặp cô thì khuôn mặt cô nở nụ cười ngọt ngào trong sáng. Cô là người đầu tiên bỏ ra lòng tốt cho mình ở khách sạn Á Châu. Cô thậm chí là bạn tốt trước kia vì tính mạng của mình mà suýt bị xét đánh chết ở đỉnh núi, cũng muốn mang cỏ linh chi đưa đến trước mặt mình. Cô là cô gái có trái tim trong sáng, chân thật nhất, thuần khiết nhất, hiếm có nhất trên đời. Trần Mạn Hồng đã khổ sở ngã quỳ trên mặt sàn, không nhịn được thất thanh khóc giống gọi Tiểu Nhu. Mặc dù bình thường tôi thích mắng cô tham ăn, nhưng tôi cũng vì suy nghĩ cho cô chỉ sợ cá tính của cô, tương lai cho dù đi đâu cũng bị người khi dễ. Sớm biết có ngày hôm nay, tôi sẽ không mắng cô như trước kia. Tiểu Nhu, em gái đáng thương chị, bây giờ cô ở nơi nào, kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì, ngay cả hải cốt cũng không còn. Em gái của tôi, Chu Tiểu Tình vừa cúi người từ từ ôm chặt bụng, vừa chảy xuống nước mắt, trước mắt bao người, thê lương thất thanh kêu to. Đường khả hình run rẩy chảy nước mắt, lý trí của cô vụt mất, không nói hai lời, liền ôm máy tính bảng run rẩy xoay người muốn xông ra ngoài kích động tức giận đau đớn kêu tôi muốn đi tìm cô ấy tôi tôi lấy mạng của tôi trả lại cho cô ấy tại sao cô ấy hy sinh vì tôi tại sao cô ấy hy sinh vì tôi hết lần này đến lần khác cô nói xong vừa đau đến thấu tim phổi kêu gào vừa mất hết lý trí kích động lao ra khỏi đám người khả hinh tiêu đồng nhất thời kích động đứng ở trước mặt của cô kêu to cô bình tĩnh một chút cô mới vừa ký tên xong không được đi đâu đám người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi vitas bác dịch đều bị ngăn ở phía ngoài đám người căng thẳng kích động nhìn đường khả hình nhất là trang hạo nhiên mới vừa muốn cất bước gấp gáp đi về phía đường khả hình một cánh tay mạnh mẽ cầm chặt anh khuôn mặt anh lộ ra đau lòng và kích động quay mặt sang nhìn tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi lại gấp gáp nắm chặt cổ tay của anh gầm nhẹ không cho phép cậu đi qua Cậu là giám khảo chính, đi qua là phạm quy, đi qua, cô ấy sẽ bị rút khỏi cuộc thi đấu. Trang hạo nhiên nghe lời này, trái tim lại bị người nện mạnh một quyền, vẻ mặt lại lộ ra đau lòng, nhìn về phía đường khả hinh, dần dần đè nén cảm xúc khẩn trương, ép buộc chính mình khôi phục lý trí. Vitus cũng đứng ở một bên, giống như vài ngàn năm trước, vì vườn nho dâng ra sinh mạng, mặc một bộ quần áo tu sĩ màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn không trách móc, nguội lạnh, kiên nghị, nhìn đường khả hinh. Nhìn quả nho nhỏ này do mình một tay tỉ mỉ đào tạo, đôi môi ông mím chặt, công bằng cùng công chính nhìn học trò, chỉ cần cô bước ra cánh cửa này, sẽ mãi mãi sẽ không để cho cô đi vào nữa. Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ, thậm chí dẫn rất nhiều cựu thành viên rượu đỏ, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và nghi ngờ, nhìn đường khả hinh bên cạnh. Đường khả hinh đau lòng kích động ôm máy tính bảng, nhìn tiêu đồng, nước mắt cô chảy xuống từng giọt, rõ ràng bờ môi run rẩy không thốt nên lời, nhưng vẫn đau lòng nghẹn ngào khóc sụp đổ kêu tiểu nhu đã xảy ra chuyện thậm chí cô ấy bởi vì tôi ngay cả thi thể của cô ấy cũng không còn cô ấy có lỗi lầm gì cô ấy phạm pháp gì phải chịu tội như vậy cô ấy vẫn dùng trái tim đáng quý để đối đãi với mỗi người bên cạnh cho tới bây giờ đều không cầu xin báo đáp cho tới bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ xấu nếu như thượng đế cảm thấy cô ấy hiền lành muốn nhận cô ấy làm thiên sứ thì ít ra cho tôi nhìn thấy đôi cánh mọc ra sau lưng cô ấy mà không phải bị chặt lìa tay chân để ném vào trong nước biển lạnh lẽo. thậm chí cô ấy cũng không biết tại sao mình sẽ xảy ra chuyện như vậy. tại sao phải bị người đối xử như thế? chị nói cho tôi biết, chị nói cho tôi biết tại sao bọn họ muốn đối với cô ấy như vậy. tại sao muốn đối xử với một cô gái đơn giản nhất trên thế giới như thế? vì tôi, đáng giá không? tôi không đáng giá. cho tới bây giờ mạng tôi cũng thấp bé từ ngày ra đời một chút tín ngưỡng đáng chết trong lòng tôi để cho tôi tự cho rằng rất giỏi nhưng tôi có cái gì tôi có cái gì tôi cũng không có cái gì cả tôi chỉ khiến bạn bè vì tôi không ngừng hy sinh trái tim của mình đầu tiên là nhã tuệ rồi đến tiểu nhu còn rất nhiều người không đếm hết tôi đáng chết tôi nên chết cùng với tiểu nhu tôi không thể một mình sống tốt tôi nên cùng với cô ấy trốn ở trong kho rượu ở phòng ăn ngựa tôn cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi Tất cả mọi thứ đều bởi vì tôi quá tham lam, cho nên mới để cho bạn bè của tôi đánh đổi mạng sống vì tôi. Hiện tại tôi muốn đi tìm cô ấy. Cô ấy không biết bị ném vào trong nước biển, bên ngoài lại rét lạnh. Cô ấy vẫn luôn sợ lạnh. Đường khả hình kích động buồn bã nói xong, lại ôm máy tính bảng, giống như ôm chặt quan tài của Tiểu Nhu, vừa khóc đi ra ngoài, trong đầu vừa nhớ lại từng hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại, mỗi một hình ảnh thoáng qua, trái tim của cô lại đau đớn nóng rực. Khả hình Tiêu đồng đau lòng gọi cô, nghẹn ngào nhìn cô, kích động và căng thẳng nói, lúc này cô đã ký tên. Nộp hợp đồng, nếu như cô ra khỏi cánh cửa khách sạn Á Châu, sẽ mãi mãi không thể trở về được nữa. Đường khả hình nhất thời đứng lại, khuôn mặt rơi lệ ngước nhìn biển rộng minh mông ngoài đại sảnh khách sạn, chim biển kịch liệt bay lượt, nước biển cuộn trào, giống như một tòa giáo đường tín ngưỡng, cô chớp mắt, đôi tay ôm chặt máy tính bảng thật mỏng, thậm chí ngón tay vuốt chặt góc cạnh của nó, giống như lập tức là có thể tiếp xúc được linh hồn cô đơn và đáng thương của Tiểu Nhu. Trái tim của cô lại kịch liệt đau nhói, chậm rãi xoay người, nhìn các thành viên hiệp hội rượu đỏ, nhân viên làm việc, tất cả đồng nghiệp khách sạn Á Châu cùng đứng xếp hàng trước mặt. Cô lại di động đôi mắt đẫm lệ nhìn bác dịch, tưởng thiên lỗi đứng ở trước cây cột con rồng xoay tròn. Trái tim của cô chợt đau đớn, rơi lệ nhìn Vitus và Trang Hạo Nhiên đang im lặng đứng yên tại chỗ nhìn mình, nhất là trang hạo nhiên, tâm trạng căng thẳng nhìn, nắm quả đấm, hai mắt lóe ra kích động, muôn ngàn lời muốn nói cũng khó khăn, hết sức bất đắc dĩ. Vitas vẫn lạnh lùng nghiêm túc nhìn học trò. Đường khả hình chăm chú nhìn bọn họ, lý trí khôi phục một chút, lại chậm rãi cúi đầu, đôi tay mở máy tính bảng, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh tiểu nhu bị chặt tay chân, nước mắt của cô lập tức nhỏ xuống từng viên, đau đến sắc không thở nổi, đau đến trái tim như bị bóp chặt, đau đến cô nói không ra lời đau đến cả người ngã trên mặt sàn, rất khích động, rất đau lòng ngẩng mặt co quắp buồn bã khóc thút thít một trận. Tất cả mọi người xung quanh, không có một người có thể đến gần cô, chỉ có một mình cô cô đơn, ôm máy tính bảng, khóc rất đau lòng, rất mâu thuẫn. Lúc này Nhã Tuệ mới nhận được tin tức, nhanh chóng từ bên hầm rượu chạy tới, đẩy đám ngừa ra, đau lòng đứng ở bên cửa, nhìn cả người đường khả hình thật cô đơn đáng thương, như đứa bé bất lực, ôm máy tính bảng, ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Khóc thật đáng thương. Trái tim của cô nhất thời đau đớn như nứt ra, lập tức nghẹn ngào gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ xuất hiện ở trong đám người, cô lại kích động khổ sở kêu khóc, "Nếu cuộc đời của em một đường xuôi buồm thuận gió, có lẽ em cảm thấy không nợ cuộc đời này nhiều lắm. Nhưng bạn bè vẫn luôn là người quý giá quan trọng nhất trong đời em. Nếu như không có bọn họ, căn bản cũng không có em hôm nay." Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trong lòng lập tức đau nhói cũng nhanh chóng chảy xuống nước mắt, nhìn người bạn thân. Bây giờ em hoàn toàn không có cách nào thi đấu, em hoàn toàn không có cách nào làm mọi chuyện, người bạn thân của em đã xảy ra chuyện, cô ấy đã từng vì em, suýt mất mạng để hái cỏ linh chi. Nhưng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện, em không làm được gì. Đường Khả Hinh nói xong, lại trở nên kích động đau lòng kêu khóc, những kẻ người tàn nhẫn đáng chết kia, vì đạt được mục đích, sát hại một cô gái đơn giản nhất, trái tim tốt nhất. Đường Khả Hinh thức giận kêu khóc xong, mang theo hận thù, run rẩy bò dậy, còn muốn xông ra khách sạn Á Châu. "Khả Hinh, mọi người rất gấp gáp gọi cô lại." Đường Khả Hinh bất chấp tất cả, muốn xông ra, trong đầu của cô tất cả đều là hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại. "Cô đi đi." Một giọng nói chậm rãi, lạnh lùng truyền đến, từ trong đám người đông đúc bay đến, giống như tiếng chuông giáo đường thánh khiết buông xuống, lộ ra trang nghiêm và không khí thiêng liêng không thể xâm phạm. Đường khả hình nhất thời dừng bước lại, nghe giọng nói quen thuộc này, nước mắt lại lập tức chảy xuống thẳng tắp, hai chân đính chặt tại mặt đất, thân thể nặng nề thở dốc một lúc, mới chậm rãi xoay người, ở trong từng đám người, nhìn thầy giáo giống như giáo sĩ giáo đường, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra rất nghiêm túc, hai mắt thâm thúy, thậm chí không nhìn thấy một chút tình cảm, lại lạnh lùng mở môi mỏng, không có thất vọng cũng không có kỳ vọng nhìn học trò, nói cô đi đi. Nếu như cô muốn đi, không có ai ép buộc cô ở lại giống như lúc ấy ở Cambridge, cô đi hoặc ở lại cũng không có ai ngăn cản cô. Đường khả hình dừng ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, chỉ còn lại nước mắt từng viên chảy xuống, không dám nói gì, cũng không dám kích động, chỉ thật đau đớn, thật khổ sở, thật mệt mỏi, run rẩy nghẹn ngào nói chuyện này đối với tôi con quá tàn nhẫn. Vitus nghe nói như vậy, hai chồng mắt lóe lên, nhưng vẫn lạnh lùng nói, không có người nào bảo cô đi tiếp nhận trừng phạt của Thượng Đế, cô cũng có thể sống thoải mái. Đường khả hình vẫn chảy nước mắt, ôm máy tính bảng, cắn chặt răng, giống như liều mạng muốn nuốt xuống cay đắng này, càng nuốt càng đau, càng đau càng nuốt, vừa run rẩy cố nén, vừa rơi lệ. Vitus thấy học trò đau đớn như vậy, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn cô. Trang hạo nhiên nghe nói như vậy, lập tức có chút đau lòng quay đầu nhìn thầy giáo một cái, lại đè nén muôn ngàn lời muốn nói, nhìn đường khả hình. Cả người đường khả hình kịch liệt kích động run rẩy, hai mắt không ngừng tràn ra nước mắt mâu thuẫn, ẩn nhẫn, khổ sở, tức giận, dẫy Lập tức, trong màn hình lớn sáng lên quảng cáo có liên quan cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu với một câu nói Minh Châu, đó là một câu nói vì trông mong, đó là vì chờ đợi, đó là vì quyết tâm, bạn nhìn thấy tôi hay không? Tôi ở chỗ này không buồn không vui, bạn ở bên tôi hoặc không ở bên tôi, tay của tôi vẫn ở trong tay của bạn, không đành lòng từ bỏ. Sa si ra ping mờ u trong li chi le si diu si ra sai đờ yu quan yu xoan chuan si ơ phu đờ minh chu đờ wa cai la cun gen đờ y du hua, na si sâu hâu, na si đen dai, na si du xin đờ y hua, ni chiên, hua chờ bu chiên vô, vô diu dai na li bu bay bu si ni gen, hua chờ bu gen vô, vô đờ sâu diu dai ni đờ sâu li, bu si bu chi. Một điệu nhạc mang theo sức mạnh của trời đất hòa và câu nói kia, vô cùng kích động bay đến đường khả hình kích động chớp đôi mắt đẫm lệ nghe dài điệu mang theo buồn bã và hy sinh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trong màn hình lớn một mảnh vườn nhau thăm thẳm lộ ra sức sống kiên cường trái tim đột nhiên nổ tung lập tức nhớ tới lời cam kết với người kia về bí mật được che giấu ở trong chai rượu đỏ đã từng cùng mình đánh đổi sinh mạng cô lại cắn chặt răng cả khuôn mặt run rẩy ánh sáng nhưng vẫn có thể phát hiện ra hai tròng mắt của cô tức giận thê lương bi ai thoáng qua mấy phần bình tĩnh và ẩn nhẫn Xung quanh chỉ có tiếng thở dốc buồn bã, thê lương của cô gái này bồng bềnh trong cả đại sảnh. Người xung quanh yên tĩnh chờ đợi. Thật lâu thật lâu, giống như tiếng chuông giáo đường xa xôi, nhất thời vang lên, vang trở lại câu nói kia, bạn nhìn thấy tôi hay không? Tôi ở chỗ này không buồn không vui, bạn ở bên tôi hoặc không ở bên tôi, tay của tôi vẫn ở trong tay của bạn, không đành lòng từ bỏ. Đó là một loại mong đợi mãnh liệt đến cỡ nào? đó là một loại thâm tình chờ đợi hy vọng đến cỡ nào, đó là một loại tình yêu sâu đậm đến cỡ nào, chờ đợi bạn phát hiện ra tôi, tìm một chút mùi thơm của tôi. Mà lúc này cánh cửa chính rượu đỏ đã mở ra thang mây. Đường khả hình nóng mắt rơi lệ ngẩng đầu, nhìn về phía hai cánh cửa sảnh tiệc, cuối cùng cắn chặt răng, trái tim co thắt đau đớn một ngàn lần một vạn lần, ngay cả câu xin lỗi cũng không còn hơi sức nói ra, chỉ phải cắn chặt răng, rơi nước mắt, biết mình đưa ra quyết định này là ích kỷ cỡ nào, Hèn hạ cỡ nào, nhưng vẫn dứt khoát bước lên phía trước, vẻ mặt hoàn toàn lộ ra ý chí chiến đấu và chống lại, cất bước đi tới khu lầu phụ rộng rãi của chuyên gia hầu rượu. Khi này bóng dáng nho nhỏ đi qua bên cạnh Vitus thì hai mắt ông già này mới lóe lên một chút ánh sáng đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn. Chương 1072, thở. Một chiếc xe Ferrari màu đen thắng gấp tại trước đại sảnh khách sạn Á Châu. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi xuống xe, phịch một tiếng đóng mạnh cửa xe trên mặt căng cứng hai tròng mắt lay động lửa giận xúc động phẫn nộ khi anh đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu thì nhìn thấy đám phóng viên đang hối hả bởi vì sự kiện của Tiểu Nhu muốn phỏng vấn Tưởng Thiên Lỗi sôi nổi đưa ra câu hỏi bén nhọn chuyện Tiểu Nhu bị giết hại đến tột là do cá nhân hay có người cố ý làm Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước đám phóng viên thái độ lộ ra cứng rắn dùng thân phận lãnh đạo của tập đoàn nhìn về phía mọi người nói các vị Tôi biết rõ tất cả truyền thông hết sức chú ý đến sự kiện nhân viên của khách sạn chúng tôi bị giết hại nhưng bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, trước khi chúng tôi chưa điều tra rõ ràng cụ thể lý do, không thể đưa ra phán đoán suy luận nhưng nếu thật sự nhân viên bị bắt cóc và bị tổn hại, khách sạn Á Châu chúng tôi tuyệt đối có nghĩa vụ điều tra sự kiện lần này. Tin tưởng rất nhanh có thể điều tra ra manh mối, mời tất cả truyền thông không nên phỏng đoán lung tung, bởi vì điều này đối với người trong cuộc đã là một chuyện rất không may, toàn thể nhân viên khách sạn Á Châu chúng tôi đối với chuyện này cũng rất khiếp sợ và tiếc nuối. Về tình về lý, khách sạn Á Châu cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Trước hết mời tất cả truyền thông không nên công khai đưa tin chuyện này, tránh để người nhà của cô ấy và đồng nghiệp yêu quý cô ấy liên tiếp gặp tai nạn. Cảm ơn mọi người. Tưởng thiên lỗi nói xong, liền theo Đông Anh nhắc nhở, lập tức xoay người cùng thành viên hội đồng quản trị Hoàn Cầu đi đến khu lầu phụ hiệp của hội rượu đỏ mở cuộc họp khẩn cấp. Ngay sau đó thị trường và một số quan chức cũng đến, đám phóng viên lại tiếp tục muốn truy tìm tưởng thiên lỗi đưa ra câu hỏi, hoắc minh nhanh chóng để cho quản lý đại sảnh cùng các nhân viên bảo vệ mời phóng viên tạm thời rời khỏi đại sảnh khách sạn, tranh quây rối đến khách. lãnh mặc hàn đứng ở trong hành lang đông đúc, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn hoàn cảnh chung quanh, suốt cuộc nhìn thấy trang hạo nhiên đã dẫn tiêu đồng an an và mấy thư ký đi vào khách sạn đại sảnh, anh vừa đi vừa căn dặn an an nhất định phải căn dặn anh kiệt và mạn hồng quan tâm thật tốt đến chu tiểu tình, nhanh chóng liên hệ với người nhà của cô tránh cảm xúc bị kích động, dẫn đến đẻ non, An An lập tức gật đầu. Lãnh mặc hàn nhìn về phía bọn họ, nhanh chóng đi qua, khẩn cấp hỏi tình huống thế nào. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn đến lãnh mặc hàn đã đến, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên, trầm mặc đi về nơi tuyên truyền cuộc thi đấu lớn một chút, trước hết tránh né phóng viên, tiêu đồng nhanh chóng lấy ra vài tấm hình, đưa tới trước mặt lãnh mặc hàn, khẩn cấp nói, lúc 10 giờ, khi chúng ta đang tổ chức cuộc họp báo, có thể đang lúc các chuyên gia hầu rượu ký tên chuẩn bị đi vào lầu phụ wifi của vài vị khách bị quấy nhiễu truyền đến hình ảnh tiểu nhu bị giết hại chúng ta hoàn toàn không ngăn cản kịp lãnh mặc hắn nhanh chóng cầm lấy ảnh chụp nhìn tấm hình tiểu nhu bị giết hại ném trong biển trái tim giống như bị đấm mạnh khuôn mặt khẽ co giật vài cái vẻ mặt lạnh lẽo và nổi lên báo thù anh cắn răng cố sức kiềm chế loại cảm giác này hai trong mắt đằng đằng sát khí tiếp tục di động mở ra từng tấm hình kinh khủng nhất là nhìn đến ở bên trong một tấm hình cuối cùng, hiện lên dòng chữ, đường khả hình, cái mạng này của cô tôi, là cô làm hại. Một âm thanh giấy lặng lẽ bị xé nát. Lãnh mặc hàn giận dữ, thở hồn hển nắm chặt sấp ảnh chụp, Màu u bàn tay nổi lên gân xanh, thậm chí có thể cảm giác được mạch máu bên trong run rẩy hai tròng mắt anh mãnh liệt nhấp nháy một lúc, sau khi tự hỏi một lúc, mới quay sang nhìn về phía tiêu đồng. Trầm giọng tức giận nói, những hình ảnh này, tuyệt đối không đầy đủ, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh, liền xác định là Tiểu Nhu. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, nặng nề nói, vừa rồi tôi cũng phân tích ảnh chụp này, tất cả vẫn không đầy đủ tay chân, liền thông báo cho tỉnh kỳ để cho cô ấy cung cấp cho chúng ta chuyên gia pháp y tốt nhất, nhìn xem có thể thông qua ảnh chụp, phân biệt ra thật giả hay không, bởi vì nếu như muốn đưa đến hiệu ứng kinh hãi, tại sao trong tấm ảnh không có cả người của Tiểu Nhu, tôi nghi ngờ người trong tấm ảnh này, căn bản cũng không phải là Tiểu Nhu nhưng nếu như cô ấy xác thực chạy thoát. Vậy quần áo giống như đúc từ nơi nào đến? Lãnh Mặc Hàn ngừng một chút, liền tiếp tục hỏi, pháp y nói như thế nào? Tiêu Đồng lập tức nhìn về phía Lãnh mạc Hàn, nhanh chóng nói, Lạc Hoành và cậu Văn Phong còn có thuộc giao đang cùng chuyên gia pháp y đến trung tâm giám sát, mượn máy tính thực hiện phân tích và so sánh hình ảnh, không biết hiện tại kết quả như thế nào, chúng tôi cũng đang muốn vào xem một chút. Lãnh mạc Hàn lập tức gật đầu liền cùng Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi khỏi trước. Trung tâm giám sát khách sạn Á Châu ở phía sau quầy tiếp tân, trải qua hành lang thật dài, quẹo trái, chính là ba lớp cửa, chỉ có mật mã mới có thể mở ra. Trương Thục Giao đeo thẻ công tác tạm thời, từ trong trung tâm giám sát khẩn cấp đi ra, nhấn xuống mật mã, ba lớp cửa màu trắng, từng tầng mở ra, Trang Hạo Nhiên, Lãnh Mặc Hàn, Tiêu Đồng cùng nhanh chóng đi vào trong, lập tức nhìn thấy trung tâm giám sát khách sạn Á Châu gần 200 mét vuông, Bày ra một thế giới màu trắng gồm 3 tầng, tầng 1 thuộc là khu giám sát bình thường, màn hình camera hình tròn, bố trí xoay tròn, tầng 2 và tầng 3 thuộc khu VIP và khu VIP bạch kim, vô số nhân viên chuyên môn đang bận rộn đi tới đi lui. Tổng giám đốc Trang đến. Cả trung tâm giám sát, gần 200 người lập tức chia ra ở các nơi tầng 1, tầng 2, tầng 3, cung kính đứng dậy, gật đầu chào Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cất bước đi lên phía trước. Giờ tại ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, liền nhìn thấy tưởng Văn Phong và Tô Lạc Hoành, còn có chuyên gia pháp y do tỉnh kỳ phái tới, ngồi ở trước vài máy tính dựa vào một góc tầng 1, đang nhanh chóng hoạt động ngón tay trước máy vi tính, anh trực tiếp đi qua, ngưng mặt hỏi tình hình thế nào. Trương Thục Giao đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, trước hết nhìn thoáng qua lãnh mặc hàn, rồi nói thẳng, lúc phát hiện những hình ảnh này, chúng ta đều có lý do nghi ngờ, bọn họ chỉ vì ngăn cản khả hình thi đấu, cho nên mới dùng ảnh chụp kinh hãi như vậy, trước mắt vẫn chưa thể chứng minh hình ảnh này chính là Tiểu Nhu, nhưng bởi vì hình ảnh mơ hồ, không có cách nào lấy ra chứng cứ tóc, vân tay và mọi thứ thật chính xác, pháp y lý đang dùng kỹ thuật forensics mới nhất của chính phủ, trước hết phân giải hình ảnh ra. Sau đó thông qua lỗ chân lông của cơ thể, xử lý hình ảnh rõ ràng, sau đó lại đưa hình ảnh tóc và vân tay của cô ấy tiến hành ghép với thân thể của Tiểu Nhu, chẳng qua chuyện này cần có thời gian. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này chậm rãi cúi người xuống, hai tay chống tại bàn máy vi tính màu trắng, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, nghi ngờ nhìn bác sĩ pháp y lý mặc áo blau trắng ở trước mặt, vẻ mặt cô cẩn thận và chăm chú, đôi tay mở ra, dùng hình ảnh tưởng văn phong và tô lạc hoành truyền đưa tới, phân giải hình trong ngón tay nào đó thật không ngờ từng bước từng bước lấy ra lỗ chân lông, anh nhíu chặt mày, nhìn hình ảnh trong máy vi tính từ từ ghép, anh không nhịn được hỏi cái này phải cần bao nhiêu thời gian. Nhanh thì 8 giờ, chậm thì 24 giờ, phải biết rằng ghép ra chỉ tay con người, hết sức khó khăn, nhưng cũng là dấu vết có thể tìm ra. Sau khi pháp y nhanh chóng nói xong, lại lấy ảnh chụp của Tiểu Nhu, truyền vào năm hệ thống phần mềm, để cho trợ lý phân giải kết cấu da của cô trước. 24 giờ, tính cách lãnh mặc hàn từ trước đến nay luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hai tròng mắt của anh nhanh chóng nhấp nháy, vẻ mặt có chút lo lắng, nói 24 giờ này, đúng là 24 giờ vô cùng quan trọng đối với khách sạn Á Châu chúng tôi, cũng là 24 giờ vô cùng quan trọng đối với Khả Hinh. Tiểu Nhu nhất định không chết, bọn họ giữ lại cô ấy còn có ích, bởi vì sự cùng kiện này có thể nổi lên ngàn lớp sóng. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, đôi mắt nheo lại. Nắm tay lãnh mặc hàn bám sâu vào mặt bàn trắng, khuôn mặt anh căng cứng, lo lắng sau 24 giờ, Tiểu Nhu sẽ gặp bất chắc, hai tròng mắt của anh nhanh chóng nhấp nháy, từ trước đến nay gặp chuyện đều chưa từng không có chủ ý như vậy. Anh nặng nề thở dốc, nhanh chóng nói, hôm nay tôi lái cano chạy trên mặt biển, phát hiện cách bờ biển hơn 10 hải lý, đều không có đảo nhỏ, thậm chí không ít núi cao hiểm trở, rốt cuộc những chiếc cano kia đi đâu. Hơn nữa tôi khẳng định, bọn họ chia ra hai hướng đi khỏi, chúng ta đuổi tới một hướng, còn một hướng đâu. Hai tròng mắt của anh nhanh chóng nhấp nháy, tự hỏi chuyện này. Trang hạo nhiên đứng ngừng một bên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn máy tính vừa suy nghĩ chuyện này mới chậm rãi mở môi mỏng nhàn nhạt nói một người nếu như muốn trốn đi rất dễ dàng nhưng nếu như muốn lẩn trốn trong thời gian dài không bị người phát hiện chuyện này rất khó giống như khi còn bé chúng ta chơi trốn tìm mặc kệ anh nín thở như thế nào cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện bởi vì bóng dáng của anh hơi thở của anh động tác tay chân của anh đều bán đứng anh lãnh mặc hàn ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên Suy nghĩ có một chút kích động, chính mình vừa rồi lái xe về, lập tức kích động nhìn anh hỏi, ý của anh là? Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhấp nháy, không biết mình dự cảm có đúng hay không, nhưng vẫn trực tiếp nói ra nói, nếu muốn không bị tìm được, trừ khi anh không thở, nhưng nếu như anh ở trong nước, làm sao có thể không thở. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh, Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt sáng ngời, trùng khớp với suy đoán của mình trước đó nhưng anh vẫn đưa ra ý kiến, mặc dù suy đoán của chúng ta đúng, nhưng nếu quả thật có thể dễ dàng ở trong nước thì làm sao trốn đi ở đáy biển sâu như vậy, trừ khi anh ta có đặc lệnh vô cùng đặc biệt, chuyện này chỉ sợ chúng ta không thể trông nom, mà chúng ta cũng không thể trông nom được. Trang hạo nhiên nghe lời này, rốt cuộc ngửa mặt, hai tròng mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt, nói cuối cùng có người có thể trông nom được. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn nhanh chóng di động, cũng nghĩ đến người kia, vào lúc này Trương Thục Giao cũng sốt ruột nói, như vậy, chúng ta lập tức phái người hành động. Sợ nhất Tiểu Nhu gặp chuyện không may, như vậy khách sạn chúng ta sẽ bị người ta bàn tán, nghe nói vừa rồi Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ, vì khách sạn Á Châu xảy ra chuyện như vậy, mà lộ ra rất bất mãn, thậm chí lo lắng chuyện này sẽ nguy hiểm cho các thành viên Hiệp hội và an toàn cá nhân của các chuyên gia hầu rượu. Lãnh mặc hàn nghe lời này, liền mang theo vài phần ý tứ, nhanh chóng nói, sáng sớm tôi mới phát hiện, thì ra địa điểm chứa chấp tiểu nhu bị ép buộc, lại là thôn trang tống kế vĩ mua lại, chuẩn bị dùng để sau này làm khu resort. Tôi nghĩ hai sự kiện sẽ không trùng hợp như vậy, đây cũng là lý do tôi trở về, tôi nghi ngờ bọn họ nhất định còn muốn lật ngược sự việc tại trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Trang hạo nhiên nghe lời này, hai chồng mắt nhanh chóng nhấp nháy, mới vội vàng căn dặn tiêu đồng nói, tiêu đồng, cô lập tức dùng mệnh lệnh của tôi, nhanh chóng đến trung tâm kinh doanh rượu, yêu cầu đóng cửa chính hầm rượu dưới lồng đất, Tại sao, lúc này Tô Lạc Hoành đang bận rộn mấy chương trình, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khó hiểu hỏi. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng di động, sắc mặt hơi đông lạnh nói, nếu như bọn họ muốn biết rượu đỏ ở nơi nào, nhất định sẽ đi nhiều hầm rượu, ở chỗ đó gây ra hoảng sợ, như vậy. Chúng ta tới địa điểm đó trước, bọn họ sẽ cho rằng, rượu đỏ giấu ở nơi đó. Lãnh mặc hàn nghe xong lời này, hai chồng mắt nhanh chóng lóe lên, chương 1073, không thể tiến hành. Giữa trưa ánh mặt trời, hết sức chói trang. Đông Anh nhận nhận của tưởng thiên lỗi, cùng tiêu đồng nhanh chóng đi về phía hầm rượu. Hập rượu dưới lòng đất bên bờ biển khách sạn Á Châu, đang đón tiếp khác từ các nơi trên thế giới, nhưng bởi vì trung tâm kinh doanh rượu gọi điện thoại tới, yêu cầu lập tức đóng cửa chính hầm rượu. Lúc này nhã tuệ cùng hai tổ trưởng nhanh chóng mời tất cả tân khách đi khỏi, lúc mời mọi người đi khỏi, nhân viên chia ra ở hai bên hầm rượu, hết sức ấy nấy nói xin lỗi. mặc dù có khách cảm thấy chưa đủ tận hứng, có phê bình kín đáo, nhưng vẫn từ từ bước ra khỏi hầm rượu. một cơn gió quét tới, lay động rừng dừa truyền đến âm thanh xào xạc. một bóng người màu trắng tránh né lẫn vào góc chết camera của khách sạn Á Châu, đứng ở bên một rừng dừa, nhìn đám người bên ngoài hầm rượu bắt đầu khẩn cấp di tản. thậm chí thấy Lưu Nhã Tuệ đang căn dặn tổ trưởng nhất định trong vòng 5 phút phải sơ tán toàn bộ khách trong hầm rượu còn lại 10 phút, dọn dẹp hầm rượu, để cho khôi phục hiện trạng cũ, tổ trưởng gật đầu một cái, lập tức đi vào trong hầm rượu. Lúc này, Đồng Anh và Tiêu Đồng cũng cầm máy điện đàm, nhanh chóng đi tới, nhìn Lưu Nhã Tuệ đang lo lắng sơ tán khách đi khỏi, ngay sau đó bọn họ nghiêm mặt đi tới, căng thẳng hỏi tại sao lâu như vậy, còn chưa đi hết. Lưu Nhã Tuệ mệt mỏi không thở nổi, mới vừa đau lòng chuyện của Tiểu Nhu, lại lo lắng chuyện của Khả Hinh, lúc này cô ấy náy nhìn hai người nói, Thật xin lỗi, hôm nay khách ở trong hầm rượu thật sự quá nhiều. Chúng tôi vốn ở khu Tây, nhưng buổi sáng quản lý trung tâm dịch vụ rượu lại ra lệnh, bởi vì mời khách quá nhiều, lại mở ra khu đông. Chuyện này Lauren vốn không đồng ý, nhưng bất đắc dĩ khách quá nhiều, ở bên trong ước chừng hơn 600 người, bây giờ đang từ từ ăn xong bữa trưa đã sắp đi khỏi. Tiêu Đồng biết chuyện này có chút khó cho Lưu Nhã Tuệ, nhưng vẫn nhìn cô, khẩn cấp nói, Nhã Tuệ, chuyện này thật sự rất gấp, nhất định phải mau sớm di tản khách, hơn nữa bắt đầu bây giờ, cho dù là ai cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì đến gần hầm rượu. Hiểu chứ, cho dù nhân viên cũng phải hoàn toàn lục soát thân thể, ngay cả một giọt rượu cũng không cho mang đi ra. Được, cô yên tâm, Nhã Tuệ lập tức gật đầu, nói cô không nói, chúng tôi cũng làm như vậy, bởi vì hầm rượu vốn là nơi quan trọng, những người không có nhiệm vụ đều không cho vào bên trong coi như nhân viên ra vào, bình thường đều được huấn luyện nghiêm khắc. Tiêu đồng và Đông Anh gật đầu một cái, cũng không có đi khỏi, mắt nhìn các tân khách lục tục đi ra hầm rượu, hỗ trợ chỉ huy tất cả nhân viên làm việc nhanh chóng thu dọn thức ăn và chén đũa còn sót lại, sau đó tự mình dẫn người đi vào hầm rượu, cùng Lưu Nhã Tuệ, hai tổ trưởng, mười mấy bảo vệ cùng nhau nhanh chóng đi vào hầm rượu, cuối cùng tuần tra khu Tây và khu Đông, sau khi xác định không có ai, mới từng bước đi ra hầm rượu, chậm rãi đóng hai cánh cửa chính dày hơn 10 cm theo phong cách châu Âu. Lại kéo cửa chính hoa văn sợi ở bên ngoài hầm rượu, mới cùng nhau im lặng đi khỏi. Cái bóng người màu trắng đó núp ở sau cây dừa, hơi lộ ra nửa khuôn mặt, giống như có thể nhìn thấy, con người quyến rũ khẽ chấp, nhìn chăm chú Đông Anh và Tiêu Đồng cùng mọi người rời khỏi, cô khẽ mỉm cười, tay cầm mắt kính, chậm rãi đeo lên, sau đó đón gió biển lạnh lẽo, mang giày cao gót từng bước đi về phía trước, lờ đãng thoáng nhìn, biết có mấy bảo vệ đang canh giữ tầng tầng, cô chậm chậm cất bước đi tới tường rào phía sau hầm rượu, cảm thấy từng làn gió mát quét qua bên tai, lập tức biết ở phía sau hầm rượu có vài gốc cây dừa. Vài cành lá rậm rạp, vừa vặn dừng ở trong hai song sắt của hầm rượu, song sắt đó có phong cách giống như hầm rượu bóc đô nước Pháp, trụ sắt giống như cánh tay thô, mười mấy cây đâm trên cửa sổ, khuôn mặt cô nhìn ngay cửa sổ cao 5 mét, lập tức như tia chớp vọt về phía trước. Mấy bảo vệ cảm thấy bên cạnh có trận gió nhanh chóng quét qua, bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, dựa vào trực giác, nhanh chóng đi về phía tường rào phía sau hầm rượu, phát hiện nơi đó trống không, chỉ có vài cành cây dừa đang lay động. Bọn họ liền thở phào nhẹ nhóm, cho rằng mình suy nghĩ nhiều, xoay người, lại đi tới phía trước hầm rượu. Cây dừa vẫn lay động. Một bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy cô mang giày cao gót nhọn, đạp mạnh tàu dừa, cuối cùng giày cao gót thoát ra một đường đinh, đóng chặt tàu dừa, thân thể lập tức lật ngược giống như vầng trăng, tóc rũ xuống, mang đôi tay bao tay sắt màu đen, ngửa người nắm chặt song sắt thô gì to bằng cánh tay, chỉ thấy hai mắt của cô lóe sáng, không ngờ lúc này đôi bao tay sắt này chậm rãi nóng lên, cho đến khi đủ đỏ, nhanh chóng nấu chảy trụ sắt to bằng cánh tay. Cái bao tay này, trên thế giới chỉ có một đôi, thoạt nhìn giống như chế tạo rất thô, thật ra do 10.000 viên kim loại, F-17 lớp trong ngoài chế tạo thành có thể lập tức tan chảy sát ở nhiệt độ cao, nhanh chóng tỏa nhiệt, lòng bàn tay không bị thương. Chỉ thấy cô nóng mắt, giống như nhìn thấy trụ sắt sắp bị nấu chảy, lập tức giống như chim yến, hai chân thon dài lợi dụng giày cao gót đàn hồi, bước mạnh tới, cả người như mũi tên lao vào bên trong song sắt. Ở giữa là một tòa nhà có hai phòng ngủ, một gian là khổ sở, một gian là vui vẻ. Vui vẻ thì không thể cười quá lớn, sẽ đánh thức khổ sở cách vách. Hầm rượu lại có như rất nhiều gian phòng, mỗi nơi đều có linh hồn và tiếng tim đập của nó, thậm chí lúc bạn đi vào hầm rượu, bạn mới rốt cuộc phát hiện, linh hồn thật sự xinh đẹp là ở sự huyền bí không lường được của nó. Hầm rượu nổi tiếng của khách sạn Á Châu, giờ phút này xuất hiện tại trước mặt của cô. Rất nhiều thùng gỗ sồi, có thùng nặng 3 tấn, có thùng nặng 1 tấn, nặng nề xếp tầng tầng ở trong thạch động tối đen, ngay chính giữa hầm rượu là một dòng suối dùng đá cuội trải thành, mấy chục ngọn đèn cầy canh giữ ở bên cạnh dòng suối nước, giống như trái tim của rượu đỏ, từng viên nhảy lên, nếu hầm rượu khô ráo, liền nương theo dòng suối chậm rãi chảy ra, giảm bớt khô ráo của nó, duy trì độ ẩm thể rượu theo yêu cầu, thậm chí có thể mang đi không khí đối nghịch của nham thạch trong hầm rượu. Nếu đưa rượu vào trong thùng rượu, cũng sẽ tiết ra một hợp chất tanin quá chắc chắn mà không quá dễ dàng bị thuần hóa, nó cần thùng gỗ sồi giản nở không khí, mềm hóa chất tanin, làm dịu thể rượu, để cho mùi thơm trong thùng gỗ sồi và rượu đỏ hợp hai làm một, cuối cùng tỏa ra mùi vị thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến nay, thể rượu để ở trong thùng gỗ sồi càng lâu, nó càng tỏa ra hương thơm cấp độ sẽ càng ngày càng cao, thậm chí thay đổi trong mấy giây, những mùi vị bách hợp, hoa hồng, bạc hà, giấy bạc, đường caramel, hương cỏ trong rừng rậm, bão táp, giống như thế giới mờ ảo, bí ẩn xông tới bạn, làm cho linh hồn của bạn, thân thể của bạn bay lên, bay tới không trung đánh thức linh hồn bạn, có lẽ bạn sẽ khóc, hoặc bạn sẽ cười, hoặc bạn sẽ oán hận một chút mùi thơm, có lẽ bạn sẽ biết ơn nó, nhưng cho dù như thế nào. Tinh thần của nó đang ở nơi đó, bạn có thể cảm giác say mê, bạn không thể cảm thụ, nhưng nó luôn cố chấp. Tại châu Âu, hầm rượu thậm chí lộ ra quá nhiều chuyện xưa huy hoàng, quá nhiều chiến tranh, thậm chí bạn có thể ngồi trong hầm rượu kinh thế này, cảm nhận được âm thanh và đập dưới đáy biển, ở trong tầng tầng lớp lớp nương theo mùi rượu sông tới, Giống như võ sĩ phương Tây chiến đấu. Đúng vậy, thùng gỗ sồi yên lặng cũng không chịu cô đơn, bạn không cách nào có thể hiểu được dịch rượu ở trong nó, như máu tươi trong cơ thể bạn, khi theo thời gian, từng hồi thay đổi, thả ra ngoài khí CO2 có thể quyết định sinh mạng, lại làm cho người ta hưng phấn quên mình. Hầm chữ rượu càng lâu năm, giống như một người bảo vệ. Bảo vệ thùng gỗ sồi ở trong lòng đất, bảo vệ một chút dịch rượu trong thùng, cho nó đầy đủ thâm trầm, cho nó đầy đủ dưỡng chất cho nó đầy đủ đậm đặc, thậm chí cho nó mùi thơm bí ẩn. Trên đời có rất nhiều hầm rượu, bọn chúng nhìn như cũ kỹ, hoặc như xa hoa, nhưng cho dù như thế nào, chúng đều mạnh mẽ, chúng đều hy sinh, chúng đều vĩ đại. Bạn cảm thấy nó giống như người cha không? Thân thể mạnh mẽ kiêu ngạo, chống lên toàn thế giới. Giống như bàn cổ sao? Chú thích sao bàn cổ là nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc? Nghe nói, nàng tiên cá sẽ phát ra tiếng hát mê hoặc làm cho không người nào có thể kháng cự, để cho người đi biển mãi mãi ngủ say ở trong biển rộng. Mà hầm rượu nơi này của khách sạn Á Châu, thậm chí tầng dưới cùng nhất đã bắt đầu khởi công, chuẩn bị kết nối với hầm rượu được xây dựng trong biển. Bạn biết không, mỗi một đất nước, rượu đỏ có thể tỏa ra mùi thơm không giống nhau. Cũng giống như Pinot Noir, nó cắm dễ trong vùng đất không khác nhau là có thể tỏa ra hàng ngàn hàng vạn mùi vị, nhưng bạn lại có thể mãnh liệt cảm nhận được, chỉ có rượu đỏ quê hương mình, thân thiết nhất với bạn, gần gũi nhất với bạn. Vào lúc đó, bạn không khỏi lệ nóng tuôn tràn, cảm ơn những người trồng trọt, cảm ơn những người trưng cất rượu, để cho chúng ta nếm được mùi vị quê nhà, cho dù lòng của bạn bay tới thế giới nào đó, bạn cũng sẽ nghĩ đến tư vị quê hương, thậm chí nhớ đường về nhà. Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, chính là người như vậy, bọn họ giống như sư tử hùng mạnh, đều không ngừng thay đổi mình, thay đổi toàn bộ thế giới. Nhưng bọn họ vẫn có một tín nhiệm, có phần trách nhiệm, trưng cất ra rượu đỏ thuộc quê hương mình, tạo ra mùi thơm thuộc về mình, phần kiêu ngạo này là thuộc về cả quê hương, thuộc quê hương của mọi người. Hầm rượu đi thông đáy biển tiếp tục uốn quanh chạy xuống, càng đi xuống, bạn càng có thể mãnh liệt cảm nhận âm thanh của đáy biển, từng trận vỗ thẳng vào những thùng rượu gỗ sồi. Thậm chí rất nhiều dịch rượu ủ trong thùng gỗ sồi đã đủ thời gian, lựa chọn đóng chai, được đặt ở tầng tầng trong phòng bí mật có một số rượu có thời hạn hơn năm được lấy ra dán nhãn để bán, có một số 10 năm, 20 năm, 30 năm, trăm năm cũng sẽ không lấy ra. Chúng ta không muốn tiếp nhận Thượng Đế sắp đặt, nhưng rất nhiều người đều không để ý hiểu, tất cả mọi thứ Thượng Đế cho chúng ta vẫn luôn tốt nhất. Âm thanh bước chân giày cao gót, từng hồi truyền đến. Bóng dáng của cô dần dần xuất hiện tại trong hầm rượu thật dài, ngón tay thon dài, quét phủ ở từng chỗ lưu trữ lồi lõm không bằng phẳng trong vách, cảm thụ năm tháng bảo mòn, cảm thụ loài người hủy hoại, cô giống như là thượng đế phái sứ giả tới, muốn hủy diệt tất cả chỗ này. Mỗi một bước đi đều có một quả bom nhỏ như hạt gạo với uy lực vô cùng mạnh rơi xuống ở tất cả lối ra vào, thậm chí cô đi tới một khu vực rượu đỏ kinh điển của Pháp, khẽ mỉm cười. Bên tai truyền tới tất cả âm thanh chỉ huy, hai mắt cô chính là thấu kính tốt nhất trên thế giới. Tối nay, sẽ có rất nhiều người thông qua hầm rượu xây dựng dưới đáy biển sông vào. 9 giờ sáng mai tổ chức thi đấu, đúng lúc này làm cho hầm rượu nổ tung. Lúc đó rất nhiều nước biển sẽ tràn vào cả khách sạn Á Châu, cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu sẽ không thể thực hiện. Ngày mai, tôi chờ mong ngày mai đến. Chương 1074, không có tư cách. Khách sạn Á Châu, lầu phụ. Tất cả các nhân viên hiệp hội rượu đỏ đang bận rộn ra ra vào vào sắp xếp chỗ ở cho tất cả chuyên gia hầu rượu và bữa trưa tập thể sau đó. Lầu 12 một phòng vip một cửa gỗ kiểu hoa hồng hoa văn điêu khắc hết sức cổ điển mà truyền thống ở giữa treo một tấm biển thủy tinh trong suốt phía trên mặt có khắc ba chữ đường khả hinh mạ vàng chia ra bằng tiếng trung tiếng anh tiếng pháp bên dưới lóe sáng chữ chuyên gia hầu rượu quốc tế giải thích tượng trưng cho nó hai chùm nho tím và lá xanh quấn vào nhau có vẻ mơ mộng và tôn quý dây leo màu xanh giống như cô gái mở rộng ngón tay ngọc thon dài bên ngoài xung quanh tất cả đều là nhân viên chuyên trách của Hiệp hội Rượu Đỏ và chuyên gia hầu rượu đến từ các nước trên thế giới, tới trao đổi lẫn nhau bằng các loại ngôn ngữ. Có một số chuyên gia hầu rượu đã vào trong phòng, cầm dụng cụ mở chai đặc chế, không ngừng xoay tròn ở trong tay. Có mấy tuyển thủ lợi dụng thời gian rảnh rỗi mở laptop đã được trang bị bên trong phòng, đăng nhập vào địa chỉ trang web Hiệp hội Rượu Đỏ, xem lại những vấn đề cụ thể liên quan đến hôm nay bà Gióc giải thích đề thi vòng thứ hai. Khắp nơi đều một mảnh bận rộn. Bên trong phòng, Phòng khách to lớn phong cách châu Âu, khắp nơi trưng bày các loại dụng cụ nội thất sang trọng, bên cửa sổ sát đất còn có bản đọc sách theo phong cách châu Âu phục cổ kiểu cung đình, laptop cùng các tài liệu thi đấu liên quan, toàn bộ sắp xếp gọn gàng, yên lặng nằm ở nơi đó, mà Đường Khả Hinh lại tựa vào trên ghế dựa màu tím bên cửa sổ sát đất, bả vai dựa vào thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi, ôm hai đầu gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn hồ bơi như viên đá quý màu xanh rơi ngoài cửa sổ giống như cái xác không có tư tưởng linh hồn, nhợt nhạt, mong manh yếu đuối. Thơ ngữ đau lòng đứng ở giữa phòng khách, nhìn đường khả hình ở đầu kia, bất đắc dĩ thở dài. Tiên nhi và lạp lạp đứng ở sau lưng cô, cũng rất lo lắng và bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ đường khả hình tiểu tụy im lặng, rất đau lòng nói đường tiểu thư như vậy làm sao bây giờ. Từ lúc cô ấy đi vào đến bây giờ đã hai tiếng, không nói một câu nào, thậm chí để cho cô ấy ăn một chút gì cũng không có hơi sức, có thể chưa bắt đầu thi đấu, người ngủ trước hay không nói bậy, thơ ngữ lập tức xoay người giận dữ trách mắng hai người bọn họ nói các người đừng tưởng rằng đường tiểu thư giống như các người, hễ mà không làm được chuyện tìm rất nhiều lấy lý do. cô ấy không phải là người như thế, cô ấy càng sẽ không làm như vậy. chỉ là hôm nay thật sự quá bi thương, bạn bè tốt nhất của mình bởi vì mình mà mất mạng, đây là chuyện khó có thể vượt qua đối với tất cả mọi người. cô ấy có thể xoay người trở lại đã là không dễ dàng cho cô ấy một chút thời gian thôi. Tiên Nhi và lạp lạp nghe xong, lập tức không dám lên tiếng, cúi đầu. Thơ ngữ nói dứt lời, lại đau lòng xoay người, nhìn dáng vẻ đường khả hình tiểu tụy tựa vào trên ghế dựa, cô dừng ngưng một lát, mới chậm rãi đi tới đường khả hình, đi tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy và dáng vẻ mệt mỏi của cô, chỉ đành phải lo lắng nói, đường tiểu thư, đã đến thời gian dùng cơm trưa, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đó hoặc bảo phòng ăn đưa tới món gì đó cho cô đúng vậy đúng vậy nhất định phải ăn gì đó chứ chúng tôi nhìn cô như vậy đều rất lo lắng bọn lạp lạp cũng đi nhanh tới nhìn đường khả hình gấp gáp nói khuôn mặt đường khả hình tiều tụy tựa tại trước tường thủy tinh nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ không còn hơi sức lắc đầu một cái thơ ngữ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ đau lòng nhìn cô đường khả hình từ từ di động hai mắt nhìn phía dưới hồ bơi Hai nữ đồng nghiệp mặc váy đồng phục phòng ăn màu đen đi qua, nhìn các cô chợt cảm thấy thời tiết rất rét lạnh, vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cất bước đi tới, bóng dáng thanh xuân làm cô lập tức nhớ tới lúc mới gặp gỡ Tiểu Nhu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, mắt to tròn trịa lúc nhìn ai cũng một mảnh thật thà đáng yêu, nhiệt tình làm mình có chút không thể tin được. Hai mắt cực nhanh ửng đỏ. Hai mắt cô nhấp nhô nước mắt, theo bản năng hơi nghiêng đầu, có chút ký ức nhìn bóng dáng hai nữ đồng nghiệp tại hồ bơi đã biến mất ở trong lá bồng bềnh, trong lòng của cô chợt đau xót, khó nhịn được bi thương, đôi môi mím chặt run rẩy, nước mắt kích động rơi xuống. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lạp Lạp khổ sở ngạc nhiên đi tới mở cửa, lại thấy Lý Á Lạc dẫn hai nhân viên phục vụ phòng ăn khách sạn đang bưng một số món ăn Trung Quốc đứng ở trước cửa, khuôn mặt nở nụ cười nói, đây là món điểm tâm Trung Quốc và trái cây do Hiệp hội rượu đỏ và khách sạn Á Châu lựa chọn chuẩn bị mặc dù tôi biết rõ Đường tiểu thư là người Trung Quốc đối với mấy món điểm tâm này thấy rồi nhưng vẫn nếm thử một chút Tiên Nhi vội vàng đi tới liên tục bưng qua hai đĩa điểm tâm Lạp Lạp cũng vội nhận một đĩa trái cây bên trong có nho khô táo đường long nhãn và các thứ khác cô nhìn liền trực tiếp bưng đến trước mặt của Đường Khả Hinh nói Đường tiểu thư cô có muốn nếm thử một chút trái cây hay không Đường Khả Hinh mệt mỏi nghiêng mặt đôi mắt đấm lệ di động thấy đĩa thủy tinh bảy ngôi sao ở bên trong khay để mấy trái long nhãn sấy khô, cô lập tức nhớ tới trước kia tiểu nhu quá thích ăn nhất long nhãn sấy khô, ban đầu gặp mặt, cô luôn mang túi long nhãn sấy khô chạy tới nhà mình, dáng vẻ rất đáng yêu động lòng người, đến nay còn nhớ rõ, hai tròng mắt của cô lại đỏ lên cực nhanh, vươn tay chậm rãi cầm một trái long nhãn sấy khô xoay tròn ở trong tay, lại không nhịn được nhớ tới tiểu nhu, trái tim cảm giác đau như bị bóp chặt. Một bóng dáng, lạnh lùng xuất hiện tại cạnh cửa. Lâm Tử Linh ôm vai, tựa tại cạnh cửa, giống như người xem xem náo nhiệt, rất nhạo báng nhìn Đường Khả Hinh tiểu tụy trong phòng khách, nói: "Nếu như không nở bỏ bạn bè tốt của cô, không thể đi theo cùng cô ta, bi thương như vậy đi thi đấu, sẽ có thành tích tốt sao?" Bên trong phòng, mọi người nhìn cô, bao gồm Đường Khả Hinh, sắc mặt đau đớn tiểu tụy lạnh lùng, hai mắt tràn lệ tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh không nhìn ánh mắt tức giận của Đường Khả Hinh, không quan tâm nói: "Nếu tôi là cô, tôi bạn bè tốt nhất chết vì tôi, tôi tuyệt đối không có cách nào tham gia thi đấu. Ít nhất ở trong thời gian ngắn như vậy, không có cách nào tham gia thi đấu. Nhưng cô quả thật không giống người khác, xem ra cô hơi độc ác, hơi hèn hạ, hoặc nói, ích kỷ một chút. Khuôn mặt đường khả hình nguội lạnh run rẩy, tức giận chừng mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lúc này thơ ngữ cũng không nhịn được, lập tức đứng dậy, khách khí nhưng nghiêm túc nói, vị tiểu thư này, không biết cô là ai, nhưng đường tiểu thư của chúng tôi cần nghỉ ngơi." Lâm Tử Linh ôm vai, vẻ mặt lộ ra nụ cười hả hê, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh cả người run rẩy, xúc động phẫn nộ, bi thương, đáng thương, lại không nhịn được bật cười nói: "Chúc mừng cô. Không cần thi đấu cô cũng đã thua. Tôi nghĩ, linh hồn bạn cô ở trên trời có linh, sẽ không để cho loại bạn bè ích kỷ như cô, vào lúc này lấy được bất kỳ kết quả tốt. Lần này thi đấu rượu đỏ, mặc dù đất nước của cô tổ chức xa xỉ phung phí, nhưng không có được loại rượu tốt mãi 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 không có cách nào làm cho người ta nhớ đến được một bầu không khí không tầm thường từ trong gian phòng chậm rãi tràn ra khuôn mặt đường khả hình căng thẳng càng lúc càng lạnh lẽo giống như hơi thở ngừng lại tay nắm chặt trái long nhãn nghe được bên trong âm thanh canh cách vang dội cả người chợt bùng lên gai nhọn bởi vì bi thương mà không cách nào tuôn ra chỉ thấy cô chậm rãi đi xuống ghế nằm hai mắt phát ra một chút ánh sáng sắc bén giống như thanh kiếm lạnh lẽo, từ từ đến gần Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cũng hơi đứng thẳng người, nâng lên cảm giác đề phòng giống như ý chiến đấu, hai mắt cũng phát ra một chút ánh sáng, nhìn đường khả hình. Đường khả hình đột nhiên tăng tốc, thân thể nhanh như gió, tay lưu loát nắm một ly rượu đỏ 100% Cabernet Sauvignon lúc nảy thơ ngữ rót cho mình, lập tức đi tới trước mặt của Lâm Tử Linh, giờ tay cầm ly rượu muốn hất tới phía trước. Cô, Lâm Tử Linh lùi người về phía sau lại có chút giật mình nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh lại cầm ly rượu đỏ, ngẩng mặt hơi có chút tái nhợt tiêu tụy, nhưng vẫn tức giận và tràn đầy ý chí chiến đấu, ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Linh, từng chữ từng chữ, chậm rãi nói, xin Tori. Người sáng lập tập đoàn rượu vang Santori của Nhật Bản, một thiên tài trong giới kinh doanh, một người cha của whisky phương Đông. Không chỉ có xây dựng hầm rượu nổi tiếng, còn sáng lập Royal 12 năm và các nhãn hiệu khác. Người đặt nền móng cho loại sản phẩm rượu vang của tập đoàn xuyên quốc gia to lớn của Nhật Bản. Cả đời ông ấy điên cuồng vì whisky, năm 2004 đã từng đạt được huy chương vàng bằng vào thể rượu Suntory 50 năm ở trên tiệc rượu bình luận rượu mạnh tại ISC quốc tế. Thể hiện đầy đủ bản lĩnh vững chắc sản xuất của tập đoàn Suntory. Cô nói xong, liền chắt lưỡi lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc cười lạnh nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh trợn to hai mắt, nhìn đường khả hinh nở nụ cười châm biếm hai tròng mắt của cô không nhịn được nhanh chóng chấp lóe một cơn tức giận tràn lên lại nuốt không trôi chỉ đành phải nuốt nghẹn nhìn đường khả hinh sắc mặt của đường khả hinh lạnh lẽo nhìn lâm tử linh sâu kín nói tôi thật tiếc nuối tôi tiếc nuối hành động của cô làm mất hết mặt mũi của người xưa lâm tử linh nghe xong lời này lập tức phổi nổ nhìn đường khả hinh cắn răng nghiến lợi gào lớn cô có ý gì tôi có ý gì Đường khả hình tay cầm rượu đỏ, nhanh chóng cất bước, ép về phía lâm tử linh, tràn đầy khí thế nói, ở trong bản đồ quy hoạch chi tiết có ghi chép miêu tả thế giới rượu đỏ đến nay, trên bản đồ vùng đất châu Á, đất nước của cô và tôi vẫn không được lọt vào nhóm danh sách có tiếng trên bản. Nhưng đất nước của tôi mở rộng nhiều tập đoàn, Trường Thành, Trung Hoa, Dynasty, còn có một số nhà máy rượu vang Lanzis ở châu Âu, kế tiếp là Pháp, Bóc Đô, Úc và nhà máy rượu vang nổi tiếng khác tương lai sẽ đầu tư vào đất nước chúng tôi, không khỏi tiết lộ đất nước chúng tôi đang tiến lên phía trước. Hơn nữa các tập đoàn giành được huy chương vàng thể rượu quốc tế, huy chương bạc vân vân, số lượng tăng dần. Nhưng đất nước của cô thì thế nào? Lâm Tử Linh không hiểu nhìn Đường Khả Hinh, chớp mắt. Đường Khả Hinh nắm chặt ly rượu, màu u bàn tay nổi gân xanh, hai mắt phát ra chút ánh sáng sắc bén, lại nhìn Lâm Tử Linh, nhướng mày, lộ ra một chút kiêu ngạo, chậm rãi nói, hiện nay cô và tôi, hai người châu Á cũng chưa từng có được một phần hoặc nửa phần giải thưởng vang dội ở lịch sử thi đấu chuyên gia hầu rượu. Nhưng tại sao cô muốn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tôi chưa từng đặt cô vào trong mắt. Trái tim nổ tung, ánh mắt của Thơ Ngữ, Lạp Lạp và Tiên Nhi sáng lên, mọi người cũng há to miệng, rất kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh cũng thở phì phò, trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh, mặt vặn vẹo trái phải, tay nắm chặt quả đấm, cắm vào trong thịt. Đường Khả Hinh lại từng bước tiến tới gần, hai mắt trừng to, nhìn Lâm Tử Linh, lại từng chữ từng chữ lạnh lùng nói, "Vào ở trong tòa nhà này có 10 chuyên gia hầu rượu. Ngoài 6 người châu Á, bất cứ người nào trong bọn họ cũng sẽ là đối thủ của tôi, nhưng chỉ có cô, không có tư cách." "Đường Khả Hinh, cô đừng kiêu ngạo như vậy." Lâm Tử Linh gào lớn với cô. "Kiêu ngạo?" Đường Khả Hinh lại cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Tử Linh, thật sự cảm thấy hết sức buồn cười nói, cô mới vừa chạy vào phòng của tôi, kêu loạn. Tại sao không kiêu ngạo, tôi chính là muốn tham gia thi đấu lần này, như thế nào, tôi chính là một người ích kỷ vô tình vô nghĩa tàn nhẫn, như thế nào. Nếu như cô lo sợ, chúc mừng cô, cô thua. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nghe nói như vậy, quả thật kích động đến muốn vỗ tay. Lâm Tử Linh nuốt cổ họng, cắn chặt môi dưới nhìn Đường Khả Hinh. Đường khả hình lập tức thu hồi bi thương cuối cùng trên mặt mình, cầm ly rượu, ngẩng mặt lên nhìn cô, nói tiếp cảm ơn cô, cảm ơn cô đi vào nhắc nhở tôi hiện tại không thích hợp bi thương. Cảm ơn cô đi vào, trêu chọc nâng ý chí chiến đấu của tôi. Để tỏ lòng cảm ơn của tôi, tôi mời cô uống ly rượu này. Cô nói xong, lập tức tung cao chiếc ly thủy tinh trong tay lên không trung 360 độ, dịch rượu giống như bắn ra, làm cho lâm tử linh và á lạc còn có hai nhân viên phụ vụ dối giết kinh ngạc lui về phía sau, lại vô cùng thần kỳ phát hiện, ly rượu kia sau khi xoay tròn 360 độ trên không chung, lấy một loại độ mạnh yếu cực kỳ nhịp nhàng ổn định, chậm nữa rơi xuống. Đường khả hình cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chộp một cái, liền nắm chặt ly rượu kia, rượu không có vấy ra chút nào, thậm chí bay ra mùi thơm ca bếp nê sô vi nhung chầm ổn, kín kẽ, mạnh mẽ và huyền thoại, hai mắt cô nhìn tròng trọc lâm tử linh, lại lộ ra một chút ý vị châm biếm, cười nói chiêu này là hôm nay Kerry dạy cho tôi, lúc đó tôi nhìn thấy cũng kinh ngạc giống như cô, sau đó tôi mới phát hiện, thì ra đây cũng là một loại phương thức giải rượu thật tốt, chỉ là không phải bất kỳ loại rượu nào cũng thích hợp. Chút nữa cô trở về suy nghĩ một chút, coi như là tôi rộng lượng, chia sẻ với cô một chút tâm đắc. Cô không nói hai lời, lập tức cầm ly rượu trong tay ném về Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh kêu lên một tiếng, đôi tay không nhìn được rũi ra tay, mặc dù cầm ly rượu, nhưng rượu lại bắn ra ngoài, hai mắt của cô trừng to, nhìn rượu đỏ tràn ra, vẩy vào trên hai tay của mình, trái tim đập thình thịch, có chút không tin nổi. Chật 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 chật, đường khả hình lại khi dễ nhìn cô, lắc đầu một cái, hoàn toàn xem thường muốn đi vào trong phòng, mới vừa sắp xoay người, lại dừng lại nhìn tới trước, ngẩn ra. chương 1075, tạm biệt chuyện tình lá phong. Cuối hành lang thật dài. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cùng tất cả giám khảo, bao gồm đám người bà Jock, Jackson, Vitus cùng đứng ở cuối hành lang, ánh mắt tất cả đều quái dị nhìn đường khả hinh, nhất là Jackson, sắc mặt càng nghiêm túc, nghĩ tới mới vừa rồi mọi người cùng xuất hiện ở tòa nhà, chuẩn bị kiểm tra phòng nghỉ ngơi tất cả chuyên gia hầu rượu thì lại thấy đường khả hinh bắt rượu đỏ, tiến tới gần Lâm Tử Linh, nói qua một chút lời kiêu ngạo, cuồng vọng, thậm chí trong mắt không người, mình càng có thành kiến sâu hơn đối với cô. Vitus cũng đứng ở trong đám người chúng, hơi lộ ra nghi ngờ cau mày, hai mắt thâm thúy nhìn học trò, cũng không biết tại sao lúc này cô phải nói như vậy. Đường khả hình cũng ngẩng đầu lên, nhìn các giám khảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, nhất là giác sơn lộ ra thái độ chán ghét, nghe nói ông ta vẫn bất mãn đối với mình, trái tim của cô đập thình thịch, hai mắt lóe ra ánh sáng vội vàng, nhưng trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ im lặng đứng ở bên cửa, có chút không kịp phản ứng. Lâm Tử Linh đứng ở một bên, cũng có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn các giám khảo bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng của cô mặc dù thầm kêu không ổn, lại thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn đường khả hinh, hai mắt của cô chợt lóe, ngay sau đó ánh mắt lộ ra mấy phần hả hê. Đường khả hinh lập tức nhắc mí mắt, nhìn chồng chọc lâm tử linh. Cô ở nơi này làm gì? Vitas đứng ở đầu kia, lạnh lẽo mở miệng. Tôi, đường khả hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo, quen muốn giải thích. Không có hỏi cô, Vitas mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tử Linh nghe nói như vậy, lập tức quay mặt sang, thấy khuôn mặt Fitus lạnh lùng nghiêm túc, dáng vẻ không nói cười tùy tiện, trong lòng của cô chợt động, lập tức mang theo nụ cười vài phần nhẹ nhàng, giải thích nói: "À, tôi chỉ là tình cờ đi qua phòng của hầu rượu đường, nghe nói bên trong có tiếng khóc, liền quan tâm thăm hỏi thôi." Lạp Lạp và Tiên Nhi nghe xong lời này, lập tức bày dáng vẻ khi dễ nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng hơi nở nụ cười, chế nhạo nhìn cô cô làm gì ở đây? Jackson đứng ở một bên cũng lạnh lùng mở miệng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe tiếng anh không kịp vẫn lạnh lùng nhìn trầm trầm Lâm Tử Linh. hỏi cô đấy? Jackson hơi cất cao giọng lại nghiêm túc mang theo vài phần tức giận hỏi. Đường Khả Hinh giật mình một cái được á lạc ở sau lưng nhắc nhở mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt sắc Jackson công tư phân minh dáng vẻ thâm trầm lạnh lùng trái tim của cô đập thình thịch không dám lên tiếng tòa nhà thật dài bay ra không khí hết sức căng thẳng, mà lúc này, rất nhiều tuyển thủ nước ngoài, bao gồm Thiên Thiên và Giang Dĩ Thần cùng đứng ở ngoài cửa, nhìn sang bên này. Bà Gióc thấy bầu không khí tẻ nhạt như thế, lập tức chậm rãi nở nụ cười, tay trái cầm một bản tài liệu màu xanh dương, nhìn dáng vẻ lúng túng của đường Khả Hinh và Lâm Tử Linh, lập tức cố làm ra vẻ thoải mái, nói, đều nói đối thủ là sinh mạng thứ hao trong cuộc đời mình. Nó có thể kích thích ý chí chiến đấu, có thể quên mất bi thương, có đôi lúc càng có thể chữa khỏi vết thương. Mới vừa rồi tôi nhìn thấy đường khả hình tiểu thư rất bi thương ở đại sảnh khách sạn Á Châu, tôi còn lo lắng, không thể thấy được thực lực thi đấu. Bây giờ nhìn lại, hết sức không tệ. Á Lạc đứng ở bên cạnh đường khả hình, khe khẽ thông dịch giải thích lời của bà Gióc, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bà Gióc. Hai mắt lâm tử linh lóe lên, cũng nhìn bà Gióc. Bà Gióc, Jackson muốn phóng đại hành vi không có lễ phép của khả hình mới vừa rồi. Ồ, Jackson sơn tiên sinh, bà dốc hiểu Jackson sơn muốn nói cái gì, dáng vẻ bà hết sức buông lỏng, hơi vui vẻ, mỉm cười nói, tôi chỉ cũng chỉ nghĩ, trước khi cuộc thi đấu chưa bắt đầu, không để cho bất kỳ hành động nào của tuyển thủ ảnh hưởng đến phán đoán chuyên nghiệp của tôi. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, là một phụ nữ, tôi tự nhiên biết, một phụ nữ giống như mèo, rất hay thay đổi, hoạt bát, càng thêm sắc bén. Ông phải cho phép bọn họ có hành động nho nhỏ đáng yêu. Nếu tới quá gần phụ nữ, ngược lại không thấy rõ sự thật. Cho nên, tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách đấy." Bà Gióc nói xong, liền nhìn mọi người nhẹ nhàng mỉm cười, cất bước đi về phía trước, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng hơi lộ ra đồng ý gật đầu, cũng dẫn mọi người đi về phía trước. Đường Khả Hinh và Lâm Tử Linh chia ra ở hai bên cạnh, đón các giám khảo đi phía trước đi khỏi. Vitus và Jackson cùng đi qua bên cạnh hai người, cũng nhìn chăm chú đối phương một cái, mới từng người đi khỏi, bác dịch đi phía sau chăm chú nhìn dáng vẻ đường khả hình bi thương tiểu tụy lại tràn đầy ý chí chiến đấu, anh hơi thở dài một cái. Lại tiếp tục im lặng đi về phía trước. Đường khả hình cũng nhìn bóng lưng của anh, không nói gì thêm, liền cũng im lặng xoay người, trở về phòng của mình. Lâm Tử Linh cũng hung ác chừng mắt nhìn cô, mới ôm vai một mình trở về phòng của mình. Bác dịch cố ý đứng ở phía sau cùng, ở nơi tòa nhà trống chân xoay người, nhìn số phòng của đường khả hình, mới tiếp tục xoay người cất bước đi khỏi. Mùa thu, lá phong như lửa, bắt đầu vội vàng thả ra nhiệt tình của nó, giống như trái tim của tình nhân. Một làn gió thổi qua, đưa tới từng làn mưa thu, tí tách gõ vào trên lá rừng phong cách hồ bơi không xa, lá phong đỏ nhiệt tình như lửa, trùng trùng điệp điệp tầng tầng quyện vào nhau, ngọt ngào nhận lấy nước mưa chút xuống, chuyển đến âm thanh tí tách vui vẻ, rất nhiều lá phong trải qua mưa đêm chút xuống, còn có rất nhiều lá vẫn rơi ở cạnh hồ bơi, thật sự là cả khung trời đỏ rực. Sau đó không lâu, truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Anh mặc áo sơ mi màu đen và quần tây dài đen, chậm rãi cất bước, đạp mặt đất tầng tầng lá phong đỏ chất đống ướt đẫm, đi vào cả thế giới màu đỏ, trên cây rất nhiều lá non, bởi vì nhận ra người trước đây, lại khoái trá rơi xuống hạt mưa tí tách, rơi vào trên thân thể cao lớn trí tuệ. Trang hạo nhiên ngẩng khuôn mặt kiên nghị, mặc cho hạt mưa rơi loạn trên mặt mình, hai mắt rất nóng bỏng thâm tình nhìn tầng 12 tòa lầu phụ, rất nhiều cửa sổ sát đất mở màn cửa sổ màu trắng, không biết cô ở nơi nào. Nghĩ đến chỗ này, hai mắt anh lại lộ ra mấy phần đau lòng nhìn từng cánh cửa sổ, khát vọng có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của cô xuất hiện trong tầm mắt. Hạt mưa càng lúc càng dịu dàng, rối rít tung bay trên bả vai rộng của anh, cúc áo trước cổ hơi lỏng, lộ ra lồng ngực hấp dẫn, mới chưa bao lâu, có một cô gái chống một cây dù đỏ, đứng ở bên cây phong xanh, nghe tiếng mưa bồng bềnh, cài cúc áo cho anh. Một chút dịu dàng lúc đó, đến nay khó quên. Trang Hạo Nhiên lại vội vàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ từng cánh cửa sổ. Lúc này, bác dịch tay cầm một cây dù trong suốt, chậm rãi đi dọc theo hồ bơi màu xanh ngọc, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn nửa khuôn mặt anh nhớ thương, lo lắng, ánh mắt thâm tình, anh có chút bất đắc dĩ, mới giơ tay lên, chỉ về phía cánh cửa sổ thứ ba, nói cô ấy ở nơi đó. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, hai mắt lại lộ ra một chút vội vàng nhìn cánh cửa sổ thứ ba, nhớ tới mới vừa rồi cô ở trong hành lang bi thương thống khóc, nặng nề hỏi cô ấy có khỏe không. Bác dịch dừng một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói, không có lý do gì khôi phục nhanh như vậy, dù sao cũng là bạn rất thân. Coi như sống chết chưa biết, đây cũng là một chuyện rất dày vò. Chỉ là lúc này tôi nhìn thấy được cô ấy, mặc dù khuôn mặt tiểu tụy, nhưng hai mắt vẫn có vẻ kiên cường, có đấu trí. Đoán chừng là Lâm Tử Linh hơi kích thích cô ấy trang hạo nhiên nghe nói như vậy hai mắt hơi lóe lên hơi im lặng gật đầu bác dịch tay cầm cây dù hơi đến gần anh nói mặc dù đây là bên ngoài lầu phụ nhưng cậu xuất hiện tại nơi này vẫn rất không ổn dù sao cậu là dám khảo chính nhìn một chút đủ rồi đi thôi trang hạo nhiên không chịu đi lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ ẩm ướt tí tách trượt xuống nước mưa đi thôi cả người cậu cũng ướt hết rồi bác dịch vươn tay nắm nhẹ cánh tay của anh, kéo anh một cái. Trang hạo nhiên thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ đó, biết khổ sở chờ đợi không có kết quả, liền muốn xoay người, nhưng lập tức nhìn thấy trước cửa sổ sát đất xuất hiện một bóng dáng dịu dàng, anh lập tức thật gấp và nóng bỏng ngẩng đầu nhìn lên trên. Đường khả hình bởi vì thời tiết lạnh dần, nghe thơ ngữ căn dặn, tắm một chút nước nóng, mặc váy dài lông cừu màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác len màu đen, tóc quấn nhẹ ở ót, quen dùng bút máy cố định, đôi tay chống nhẹ tại trên mặt thủy tinh trong suốt, nhìn hồ bơi màu xanh ngọc dưới lầu này, giống như như viên đá quý, lóe ánh sáng dịu dàng, rừng phong đỏ rực bên cạnh bể bơi, trải qua mưa thu chút xuống, có vẻ càng đỏ dữ dội hơn. Ánh mắt cô không nhịn được rơi vào trên lá phong đỏ rực, nhìn khắp bầu trời đầy lá phong đỏ rực, lập tức nhớ tới đã từng cùng trang hạo nhiên bước đi trên từng mảnh lá phong, mặt của cô không khỏi bi thương rơi xuống nước mắt, lại nở nụ cười. Tiếng bước chân kia đã cách tầng 12, bóng dáng kia càng lúc càng xa. Bác dịch tay chống cây dù, không hiểu đi theo trang hạo nhiên đi tới con đường đá gội nho nhỏ quanh co, anh vừa đi vừa ngạc nhiên nói tôi không hiểu. Cậu đứng ở nơi đó một lúc rồi, không phải là vì muốn nhìn cô ấy một chút sao. Nhưng cô ấy đi ra, tại sao cậu lại đi? Thân thể trang hạo nhiên ướt đấm, nhanh chóng cất bước đi về phía trước, khuôn mặt kiên nghị, phát ra mấy phần khí thế cứng rắn và ẩn nhẫn, hai mắt anh lóe lên, hơi nặng nề nói ngày mai cô ấy thi đấu chuyên gia hầu rượu hôm nay chuyện của tiểu nhu đã làm cho cô ấy đau lòng như vậy nếu phải nhìn tôi nữa muốn gặp lại không thể gặp đó không phải là khổ sở hơn sao cô ấy vẫn luôn là một người có thể một mình tỏa sáng ở trên sân khấu thậm chí trong khoảnh khắc đó cho dù là ai cũng là dư thừa tôi đã từng có loại cảm giác chấp nhận hy sinh tất cả để thành toàn hào quang của cô ấy cô ấy cũng đã từng có loại cảm giác chấp nhận hy sinh tất cả, để thành toàn hào quang của tôi. Hai chúng tôi tương lai còn phải đi con đường rất xa, rất gian nan, tôi đã chuẩn bị xong cô đơn. Bác dịch dừng lại, tay chống cây dù, hơi giật mình nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên từ từ đi xa. Trang Hạo Nhiên không do dự, tiếp tục cất bước, kiên định đón mưa phùn, càng nhanh chóng đi về phía trước. Lão đại, đã tra ra được, Trương Thục Giao nhanh chóng đi về phía Trang Hạo Nhiên, gấp gáp nói audio điện tử võ tấn bền hết chương 1075